thùng thùng. Lại có tiếng gõ cửa rồi cô gái Nhật Bản phục vụ lại gọi vọng vào nói, tiên sinh, khách nhân đã đến. Bởi vì vừa thu được tuyệt bút tiền Bauer nên thanh âm của cô ta rất nhu hòa và khách khí. Đương nhiên, thái độ là trước sau tôn trọng như một. Mời khách vào đi, mục mã nhân nói. Rầm ào ào. Ván cửa bị người ta đẩy ra rồi một nữ nhân mặc hắc y đi vào cửa gian phòng. Ánh sáng bên ngoài theo đó cũng ùa vào như nước chảy làm cho cả căn phòng đều sáng lên. Thấy bên trong có một cái thi thể, không khí trong phòng sặc mùi máu tươi, nữ nhân khẽ nhíu mày lại. Đã đến rồi hả? Mục mã nhân chủ động lên tiếng nói nhưng hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn cắm cúi ăn đĩa bò bít, tết trên khay. Hắn cắt thành từng khối lớn quệt vào rượu đỏ rồi nhét vào trong miệng, sau đó há to miệng nhai nuốt lấy. Đã đến rồi, nữ nhân bình tĩnh đáp. Ngồi đi, mục mã nhân nói tôi ăn rất nhanh thôi. Nữ nhân chậm rãi ngồi xuống, ngồi chồm hổm đối diện mục mã nhân. Khát thì uống rượu trên mặt bàn mục mã nhân nói. Tôi không uống rượu. Nha, tôi nghĩ hôm nay cô sẽ phá lệ uống một chén với tôi đó. Mục mã nhân nở nụ cười nói. Hắn đem miếng thịt bò xiên cuối cùng đưa vào miệng, vừa nhai nuốt vừa dùng khăn ăn lau khóe miệng nói, cái này cũng không giống như là bữa tối cuối cùng. Đến lúc này hắn vẫn còn có tâm tư nói giỡn. Nữ nhân kia không nói gì. Phàm là tội phạm giết người, trước khi bị xử bắn đều cho bọn hắn ăn một bữa thông khoái. Đây là không nỡ để cho bọn hắn đi làm ma đói, nếu có thể đóng gói mang theo một ít thì tốt rồi. Mục mã nhân có chút ít tiếc nuối nói. Lý do, nữ nhân nói. Cô muốn biết cái gì? Mục mã nhân rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt ôn nhu nhìn nữ nhân đối diện. Lý do, nữ nhân lần nữa nói, ông làm như vậy là có lý do gì? Như vậy đi, mục mã nhân nở nụ cười nói, trước tiên cô cho tôi biết một chút, làm sao các cô sao tìm được đến chỗ tôi? Thế cục này do tôi bố trí nên tôi thật sự rất ngạc nhiên là làm sao mà mọi người giải được cục thế này nhanh như vậy? Nữ nhân không nói gì vì cô ta cảm thấy điều này thật sự là lãng phí thời gian. Hiện tại, bọn cô có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Nói một chút đi, mục mã nhân nói, đây là lần thứ hai tôi xin cô. Lần thứ nhất cô đã cự tuyệt, lần này cô muốn cự tuyệt sao? Rất rõ ràng, chuyện xấu lần này là nhằm vào Tần Lạc mà Tần Lạc bây giờ là trưởng đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc. Cũng là người có khả năng nhất nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh virus ngọn lửa cho nên mục tiêu của bọn ông hiển nhiên là muốn làm Tần Lạc nhiễu loạn suy nghĩ cùng kế hoạch của hắn nữ nhân nói. Đối tượng hiểm nghi đầu tiên, kẻ có năng lực tạo ra và gieo rắc loại siêu virus ngọn lửa này hơn nữa còn làm ra một loạt an bài này chính là phòng thí nghiệm Úc. Violet chết rồi, bây giờ do ai đứng phía sau màn thao túng và khống chế hết thảy? Người các cô muốn tìm chính là kẻ thay thế Violet. Không, tôi không phải là người thay thế. Tôi cùng cấp với Violet, đều chấp sự quan cấp 5 sao. Tôi là mục mã nhân độc nhất vô nhị mục mã nhân cắt ngang lời nữ nhân mà nói. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn sẽ không trở thành vật thay thế của ai. Nữ nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, các cô ấy không cần biết ông danh hiệu là gì, cũng không cần biết rõ. Các cô ấy chỉ cần tìm ra người kia là được rồi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này rất hiểu hành vi và tính cách của Tần Lạc. Có lẽ, hai người còn quen biết nhau nữa, bọn họ đã sử dụng sang phương pháp bài trừ. Đem những người Tần Lạc biết có khả năng làm ra chuyện này để phân tích và nghiệm chứng. Nha, như thế nào để nghiệm chứng? Đây là một quá trình. Nữ nhân nói, đem tài liệu về một người từ lúc sinh ra đến bây giờ, phân tích đối lập toàn bộ hồ sơ, đặc thù tính cách, hành vi phương thức, xung đột lợi ích, những cái này liên quan đến mấy chục cái trình tự làm việc. Chúng ta vẫn đang nghiệm chứng, cơ hồ không có bí mật nào có thể che giấu được. Mục mã nhân cười khổ nói, có kiến thức thật là đáng sợ. Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Tôi còn lo rằng các người không tìm thấy tôi cho nên còn cố ý lộ ra một ít sơ hở. Nữ nhân trầm mặc không nói gì. Sau một thời gian khá dài cô ta mới nói, nếu như ông không muốn nói thì những thủ đoạn kia cũng chưa chắc có thể tìm ra được. Cô nói về sự kiện một số chuyện xấu của bạn gái Tần Lạc bị lộ ra kia ư? Mục mã nhân hỏi. Đúng vậy, nữ nhân nói, ông làm như vậy chỉ để cho bọn họ tin là ông chính là kẻ đã gieo rắc virus ngọn lửa. Tôi không phải đã nói sao? Tôi chỉ lo các người không tìm thấy tôi cho nên mới làm như vậy đấy. Mục mã nhân nói, thời gian quý giá như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đang trôi qua, tôi cũng rất sốt ruột thay các người đấy. Vì sao? Nữ nhân hỏi,
nếu ông đã gieo rắc virus ngọn lửa thì sao lại còn muốn giúp chúng tôi? Ông không phải là làm việc cho cái phòng thí nghiệm đó sao? Vì sao ư? Mục Mã Nhân nở nụ cười nói, bởi vì tôi và Tần Lạc giống nhau, thậm chí có suy nghĩ muốn cứu vớt toàn bộ nhân loại. Cô xem, tôi cũng là một người vĩ đại đấy. Thấy nữ nhân im lặng, Mục Mã Nhân càng vui vẻ hơn nói, được rồi. Tôi nói thẳng thắn vậy, tư tưởng của tôi xác thực không bằng Tần Lạc. Hắn muốn cứu Trung Y, cứu quốc gia dân tộc, còn người tôi muốn cứu chỉ có một, tôi chỉ muốn cứu em gái tôi. Nữ nhân ánh mắt đau thương nhưng lại không biết phải nói cái gì. Tôi làm việc cho phòng thí nghiệm Úc, Mục Mã Nhân nói, hắn chỉ vào đầu của mình nói tiếp, bọn hắn cấy vào đây một cây thần kinh, bọn hắn cho rằng như vậy có thể làm cho người ta trở nên không còn có cảm tình, nhưng bọn hắn không biết là cho dù khoa học kỹ thuật có cao minh đến mấy thì có một số việc cũng không làm được. Mục Mã Nhân vươn tay, qua cái bàn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nữ nhân, vẻ mặt hạnh phúc cười cười nói, thí dụ như, bọn hắn sẽ không thể làm cho ta quên mất muội muội của mình. Hốc mắt nữ nhân ướt át, nước mắt óng ánh từ trên gương mặt chảy xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Nước mắt làm ướt mờ u bàn tay nam nhân, lại làm cho ngón tay hắn có chút run rẩy. Làm như thế nào mới có thể giúp được ông? Nữ nhân nhìn thẳng vào mắt nam nhân hỏi. Nam nhân lại một lần nhếch miệng nở nụ cười nói, cô không giúp được tôi đâu. Như thế nào mới có thể giúp được ông? Nữ nhân hỏi lần nữa, rất cố chấp cũng rất kiên trì. Mục Mã Nhân lắc đầu nói, tôi biết rõ cô không cam lòng. Tôi cũng không cam tâm, bất quá cô không thấy đây là kết quả tốt nhất hay sao? Không phải. Đây đúng là như vậy. Mục Mã Nhân nói, đây là kết quả tốt. Nếu như tôi lựa chọn con đường khác thì hậu quả còn nghiêm trọng gấp trăm lần hiện tại. Nói như vậy, cô cũng sẽ không tha thứ cho tôi, cũng sẽ không có mấy giọt nước mắt quý giá. Cô là nữ nhân thứ nhất vì tôi mà chảy nước mắt, cũng là một người duy nhất, tôi rất thấy đủ rồi. Tiểu thư có thể giúp ông. Nữ nhân nói, chỉ cần tôi cầu xin cô ấy nhất định sẽ giúp ông. Cô ấy cũng không giúp được tôi. Trên cái thế giới này, không ai có thể giúp được tôi, chỉ có bản thân tôi mới có thể. Thay tôi cảm ơn các cô ấy. Mục Mã Nhân nói, vì sao ông lựa chọn con đường này? Tại sao phải làm việc cho cái phòng thí nghiệm này chứ? Nữ nhân tháo kính đen xuống, đôi mắt đục đỏ ngầu mà hỏi. Vì báo thù, Mục Mã Nhân vừa cười vừa nói, tôi làm hết thảy việc này cũng là vì báo thù. Chương 1480, hắn lựa chọn tự sát. Lúc em được văn nhân ra thu lưu thì anh lại được cha Tần Tung Hoành là Tần Nhạc Thổ lặng lẽ đưa đến Châu Phi. Người ngoài đều cho rằng Tần Nhạc Thổ không quan tâm đến gia sự, chỉ thích thu thập đồ cổ tranh chữ gì đó, nhưng kỳ thật đây đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Tất cả kế hoạch và đại sự của Tần gia đều do Tần Nhạc Thổ phụ trách. Tại Tần gia hắn có địa vị rất cao. Mục Mã Nhân nhếch môi nở nụ cười nói, đây là việc có chút phong ân phụ nghĩa. Dù thế nào đi nữa Tần gia cũng là ân nhân cứu mạng của anh lại đem bọn họ triệt để bán đi, bán nhi tử, bán lão tử, quả thực là phải bị thiên lôi đánh chết mới đúng. Hắn tiêu sái nhún nhún vai nói, bất quá, lễ nghi đạo đức, mấy thứ này không quan hệ gì tới anh. Hiện anh lại đi nói với cô mấy chuyện này sẽ làm cho cô cười rơi răng hàm. Đã có thể đem nhi tử bán đi thì chuyện bán lão tử cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Anh lớn lên ở Châu Phi, tại đây anh cũng học được một ít thứ linh tinh, sau đó lại được đưa đi Mỹ để nạm vàng, kỳ thật chủ yếu vẫn để xóa đi mùi bùn đất trên người. Sau khi về nước, anh là người chăn ngựa, lái xe, đánh nhau cho Tần Tung Hoành, ngẫu nhiên cũng làm một chút chuyện trộm đạo không thể lộ ra ngoài được. Đương nhiên, cũng kể cả giết người. Bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu cho nên đối với anh hắn rất tín nhiệm. Hơn nữa Tần Tung Hoành này phi thường hiểu thuật lung lạc nhân tâm, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ coi anh là thuộc hạ mà coi anh là huynh đệ và tâm phúc, đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn là một kẻ phi thường kiêu ngạo mà nam nhân kiêu ngạo trên đời này đều phi thường ích kỷ. Trên thế giới này, hắn chỉ tin chính mình, những người khác ai hắn cũng không tin, cho nên có rất nhiều việc anh biết rõ mà cũng có rất nhiều chuyện anh không biết được. Nếu anh đã lựa chọn Tần gia thì vì sao vào thời khắc mấu chốt lại quay giáo phản kích? Nữ nhân hỏi. Vẫn là vì báo thù. Mục Mã Nhân nói, anh nguyện ý giúp Tần Tung Hoành làm việc là vì muốn mượn lực lượng Tần gia đả kích văn nhân gia tộc, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, Tần Tung Hoành đều một mực ẩn nhẫn không phát, mặc dù về sau bị Tần Lạc dùng mọi cách khiêu khích nhưng hắn vẫn lựa chọn làm một con rùa đen rút đầu. Anh biết rõ hắn làm như vậy là đang chờ đợi cơ hội.
anh nguyện ý cho hắn thời gian thế nhưng mà thời gian này quá dài nên anh đã mất đi sự kiên nhẫn. Cũng chính trong đoạn thời gian này, cái phòng thí nghiệm Úc kia đã tiếp xúc với anh, à không, phải nói là bọn họ tiếp xúc với anh sớm hơn rất nhiều, chẳng qua lúc đó anh vẫn đang ở châu Phi. Tuy nhiên lý do bọn hắn đưa ra là muốn mưu đồ với Tần gia nên đương nhiên là bị anh cự tuyệt. Lúc đó đối với Tần gia anh có hy vọng rất lớn, còn muốn nhờ lực lượng của bọn họ giúp Mã gia chúng ta báo thù. Lần thứ hai bọn hắn tìm anh thì anh không cự tuyệt nữa. Tần Tung Hoành vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến bên cạnh hắn kỳ thật sớm có một người của phòng thí nghiệm ẩn núp. Lúc mà Tần Lạc còn chưa xuất hiện tại Yến Kinh, Tần Tung Hoành vẫn là kẻ được người ta tán thưởng là trí công tử. Về sau anh có cơ hội thì vì sao lại buông tha cho hắn? Nếu như lúc hai nhà Tần Bạch liên thủ công kích văn nhân gia tộc mà anh không ra tay thì khả năng thế cục bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Nữ nhân nói. Vì tự bảo vệ mình, Mục Mã Nhân nói, bởi vì lúc đó anh phát hiện ra một người so với Tần Tung Hoành thì càng thêm khủng bố hơn. Anh đã nhắc nhở Tần Tung Hoành và hắn cũng ý thức được sự đáng sợ của đối phương. Tần Bạch hai nhà liên thủ công kích văn nhân gia tộc, thoạt nhìn phần thắng rất lớn nhưng kỳ thật bên trong lại hàm chứa nguy cơ rất lớn. Một núi khó chứa hai hồ, hai lão hổ sao có khả năng hợp tác thân mật khăng khít như vậy? Tần Tung Hoành đã chuẩn bị. Sau khi đánh bại văn nhân gia tộc thì lập tức hạ thủ đối với Bạch gia. Lúc đó hắn đã liên hệ với phòng thí nghiệm Úc kia, phòng thí nghiệm đồng ý hỗ trợ tài chính cho hắn nên hắn mới có đủ thực lực làm chuyện như vậy. Đáng tiếc là, Bạch phá cục so với hắn còn cay độc hơn. Đại chiến còn chưa kết thúc, thắng bại còn chưa phân rõ thì hắn đã dứt khoát quay người nhắm vào Tần Tung Hoành chọc cho một dao. Tần Tung Hoành bị thua là tất yếu. Mục Mã Nhân nói, vừa khéo văn nhân Mục Nguyệt từ cô mà biết được quan hệ giữa chúng ta. Hơn nữa còn sai cô tìm tới anh nên anh thuận thế lựa chọn hợp tác với bọn họ. Tuy nhiên lúc đó anh chỉ muốn thoát thân từ loạn cục đó mà thôi. Nếu như anh thoát đi rồi thì khả năng thao túng chuyện này lại càng thêm thuận tay một chút và cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Giải dược ngọn lửa virus đang ở đâu? Ở châu Âu, Mục Mã Nhân nói, tại một nơi phi thường bí mật. Chỉ có rất ít người biết được. Đợi đến lúc toàn cầu khủng hoảng thì sẽ có một công ty y dược hoặc là phòng nghiên cứu y học nào đó đứng ra tuyên bố bọn họ đã nghiên cứu phát minh ra giải dược. Giải dược một khi được bán ra thị trường thì hiệu quả đúng là kinh người. Anh biết cách chế giải dược không? Không biết, Mục Mã Nhân lắc đầu, anh chỉ người chấp hành. Bí mật trọng yếu như vậy làm sao có thể để cho anh biết được? Bất quá, anh có lễ vật muốn tặng cho Tần Lạc. Mục Mã Nhân vừa cười vừa nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ bằng thép màu trắng bạc đưa tới nói, đã hại hắn một chút nay cũng nên đền bù tổn thất một chút mới được. Bất quá, anh nghĩ hắn sẽ cảm tạ anh bởi vì hắn nhất định đang giàu dĩ làm cách nào để ở chung với những nữ nhân này, nay anh cho hắn một cơ hội phi thường tốt. Đây là cái gì? Nữ nhân tiếp nhận cái chai, hỏi. Một nguyên mẫu virus ngọn lửa, Mục Mã Nhân nói. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mục Mã Nhân. Mục Mã Nhân cười đắc ý nói, bọn hắn cho ta rất nhiều hàng, ta chỉ vụng trộm cắt xén đi một tí thôi, đưa cho hắn, có lẽ đối với hắn có chỗ hữu dụng. Vì sao anh không tự đưa cho hắn? Mục Mã Nhân nhìn nữ nhân nói, cô có nhớ chuyện thứ nhất anh xin cô là cái gì không? Nhớ rõ, nữ nhân nói, lần đó, lúc hắn ly khai Yến Kinh, hắn đã tìm được cô. Yêu cầu cô về sau khi lập gia đình nhất định phải sinh ra một đứa bé mang họ Mã. Hiện tại em đã biết rõ tại sao anh lại đưa ra yêu cầu này chưa? Mục Mã Nhân cười khổ nói, bởi vì anh rất rõ ràng, anh đã làm chuyện đoạn tử tuyệt tôn. Vô luận là chuyện trước kia hay là chuyện phát tán virus cho người vô tội, anh đã sớm nghĩ kỹ về kết cục của mình. Hắn nắm chặt tay nữ nhân nói, đây vốn là trách nhiệm của anh nhưng đáng tiếc là anh không còn cơ hội nữa rồi. Cho nên... Việc này đành nhờ em, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Mã gia chúng ta tuyệt hậu. Nữ nhân hai mắt ướt đẫm, nước mắt rơi xuống. Cô cắn chặt bờ môi nói, lần trước em đã cự tuyệt. Lần này vẫn còn có thể cự tuyệt, anh là nam nhân duy nhất của Mã gia. Đây là chuyện anh phải làm, em sẽ không giúp anh đâu. Em nhất định phải đáp ứng. Mục Mã Nhân sốt ruột nói, anh không còn thời gian nữa. Anh không thể để cho cha và ông trách cứ được. Nếu như để Mã gia đoạn tuyệt thì bọn họ nhất định sẽ phi thường tức giận. Sao anh lại không có thời gian? Anh còn trẻ như vậy mà. Tốt rồi, Mục Mã Nhân cắt ngang lời cô nói, em thông minh như vậy, kết cục như vậy, trên đường tới hẳn em đã biết rồi mới đúng. Cho nên, chúng ta không cần phải nói lại vấn đề này nữa. Anh biết rõ,
anh mất rồi thì em nhất định sẽ làm được chuyện này. Nói xong hắn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, nữ nhân bắt được cổ tay của hắn nói, không thể đi ra ngoài đâu. Bên ngoài mai phục không ít người hả? Mục Mã Nhân cười hỏi. Tiểu thư sợ anh làm tổn thương em. Đây mới là phong cách của văn nhân Mục Nguyệt. Mục Mã Nhân nói, các cô ấy cho em tới gặp anh là đã cho anh cơ hội. Nếu như cho anh cơ hội tùy ý làm tổn thương em hoặc là chạy trốn thì không phải là văn nhân Mục Nguyệt nữa. Em buông tay ra đi, anh sẽ giúp bọn họ một chuyện, cho bọn họ tranh thủ thêm một chút thời gian. Để em gọi cho tiểu thư giúp anh cầu tình. Không có tác dụng đâu, Mục Mã Nhân nói rồi chỉ vào đầu của mình nói, thứ trong đầu anh sẽ nổ tung đấy. Hắn dùng lực giãy khỏi tay nữ nhân sau đó bước nhanh ra ngoài. Khi đi tới cửa hắn có chút không muốn xoay người nhìn lại. Quên nói cho em biết Mục Mã Nhân nói, anh tên thật là Mã Nguyên. Anh, nữ nhân nằm dạp trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mục Mã Nhân cười cười sau đó đẩy mạnh cửa phòng ra. Thân thể của hắn nhanh chóng chạy ra phía ngoài sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn lui trở về. Lồng ngực hắn bị đạn xuyên thủng lỗ chỗ. Là súng bắn tỉa. Bên ngoài có súng bắn tỉa. Phanh. Thân thể hắn đập vào trên ván cửa, đẩy cánh cửa ra rồi ngã vật vào trong. Anh, nữ nhân trong phòng lao ra ôm lấy nam nhân đau khổ khóc thành tiếng. Mục Mã Nhân, vị chấp hành quan hai thứ cấp 5 sao của phòng thí nghiệm Úc đã chết rồi. Hắn lựa chọn tự sát. Chương 1481, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Người phía sau màn thao túng virus ngọn lửa dĩ nhiên là Úc Đồng, hắn chính là vị chấp hành quan thứ 2 cấp 5 sao Mục Mã Nhân của phòng thí nghiệm, sự thật này lại làm cho Tần Lạc cực kỳ ngoài ý muốn và cũng cực kỳ thương tâm. Trong ấn tượng của hắn, Ốc Đồng nương theo sự xuất hiện của Tần Tung Hoành mà bay lên. Người này có thân thủ không tệ, tính cách không tệ, ấn tượng của Tần Lạc đối với hắn không tệ, thậm chí mối quan hệ của hai người so với mối quan hệ giữa Tần Lạc và Tần Tung Hoành thì còn chân thành hơn một chút. Thế nhưng mà lúc đó hắn đi theo bên cạnh nhân vật Tần Tung Hoành sáng chói nên vô luận là ai cũng đều cho rằng hắn chỉ là nhân vật phụ. Hắn chỉ là một gã bảo vệ, không đáng xem trọng. Cũng chỉ là một gã bảo vệ được chủ nhân tín nhiệm mà thôi. Hiện tại Tần Lạc mới biết được, nguyên lai hắn mới chính là nhân vật chính. Kẻ gọi là Chí Công Tử Tần Tung Hoành ở trước mặt hắn quả thực là hoàn toàn thất bại, thậm chí đến thời khắc tử vong cũng không biết tại sao mình lại thất bại, hy vọng Tần Tung Hoành ở dưới suối vàng hiểu ra. Tần Lạc cũng cảm thấy Tần Tung Hoành chết rất thảm nhưng cũng không hy vọng hắn sống thêm. Khó trách lại xảy ra chuyện như vậy, Tần Lạc cảm thán nói. Nếu hắn không cho truyền thông đem quan hệ giữa chúng ta đưa ra ánh sáng, chúng ta cũng không thể nào xác định được virus ngọn lửa là do con người phát tán. Nếu như chúng ta không xác định virus ngọn lửa là con người phát tán thì bọn hắn cũng có thể không bị bại lộ thân phận. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng rất tức giận nhưng hóa ra vì hắn muốn nhắc nhở chúng ta. Vương Cửu Cửu biểu lộ đau thương nói, Mã Duyệt tỷ tỷ nhất định sẽ rất đau lòng. Mới vừa nhận mặt ca ca thì đã phát sinh chuyện như vậy. Thật là đáng thương. Hắn là vì muội muội của hắn, Mã Duyệt có thể cảm nhận được tình cảm của hắn. Lệ Khuynh Thành ôn nhu khuyên nhủ nói, hơn nữa, cho dù hắn không lựa chọn tự sát thì chỉ sợ phòng thí nghiệm Úc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bọn họ làm sao có thể yên tâm bỏ qua thủ đoạn khống chế đối với nhân vật trọng yếu như vậy chứ? Phải biết rằng hắn có khả năng đã bị cải tạo qua. Văn nhân Mục Nguyệt trầm mặc không nói gì. Mã Duyệt là người cô tín nhiệm nhất, không chỉ là cấp dưới mà còn là bằng hữu. Mặc dù cô ta đã từng phản bội mình, cô vẫn cho rằng như vậy thì cũng vẫn muốn cho cô ta thêm một cơ hội nữa. Sau khi nghi ngờ Ốc Đồng có thể là người thao túng, văn nhân Mục Nguyệt lập tức điều Mã Duyệt từ trong nước đi. Trải qua các phương diện so sánh cùng với tư liệu do Mã Duyệt cung cấp các cô rốt cục đã có mục tiêu cần tập trung. Thấy đôi huynh muội số khổ này, lần tương kiến này cũng là lần vĩnh biệt. Trong lòng cô cũng rất khó chịu. Cô cho Mã Duyệt đi vào thật ra là cho hắn một cơ hội nhưng hắn đã cự tuyệt cơ hội này. Lệ Khuynh Thành nói không sai, hắn vì muội muội mình nên mới sai như vậy. Nếu như hắn còn sống thì làm sao có thể đối mặt với những người bị hắn làm hại. Đồng dạng bảo trì trầm mặc còn có Lâm Hoán Khê, cô vẫn ngồi một mình trong góc phòng, ánh mắt ngốc trệ nhìn xuyên qua cửa sổ vào rừng cây mà nhớ lại mẹ mình cũng bị phòng thí nghiệm kia cải tạo qua. Lâm Tử và Úc Đồng giống nhau. Đều bị phòng thí nghiệm Úc cải tạo nhưng bọn họ vẫn có thể giữ được tình cảm với thân nhân của mình. Lâm Tử vì con mà phản bội phòng thí nghiệm, thậm chí là không tiếc bắt cóc con mình để dẫn bọn hắn tiến vào căn cứ. Cuối cùng nhất, cái căn cứ thần bí kia bị hủy diệt thế nhưng đây chẳng qua chỉ là một cái chi nhánh của phòng thí nghiệm Úc mà thôi.
đến khi nào mới có thể đem bọn họ triệt để tiêu diệt đi. Nói cách khác là sẽ còn có một lâm tử khác, một ốc đồng khác bị bọn hắn làm hại. Tần Lạc hiểu rõ tâm tình Lâm Hoán Khê nên đi đến cạnh Lâm Hoán Khê ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Từ khi chúng nữ đồng thời đi Nhật Bản về, đây là lần thứ nhất hắn làm ra động tác thân mật này đối với một nữ nhân trước mặt các nữ nhân khác. Đương nhiên, lúc khác các cô cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Ốc đồng chết rồi, phòng thí nghiệm cũng cần phải cảm kích. Tần Lạc nói, nhưng ốc đồng đã chết dưới súng của chúng ta cho nên bọn hắn vẫn không biết là ốc đồng kỳ thật đã phản bội. Ốc đồng cho chúng ta thời gian tranh thủ quý giá như vậy, chúng ta phải lợi dụng cho tốt mới được. Hắn thật sự muốn hợp tác với chúng ta hay sao? Lệ Khuynh Thành không yên tâm hỏi lại, dù sao, trước đây mọi người đều là địch nhân. Hơn nữa, hắn vừa mới đại bại trở về, chỉ sợ cừu hận đối với chúng ta càng ngày càng đậm hơn, nếu không, tự chúng ta phái người qua đó. Tần Lạc lắc đầu nói, thứ nhất, nếu như chúng ta phái người qua đó thì sẽ phái ai? Nếu phái một số người dâu ria thì không có tác dụng gì. Còn nếu mời Long Vương và Phó Lão rời núi thì chỉ sợ còn chưa tới đó đã bị bọn hắn chặn đường rồi. Thứ hai, chúng ta không có nhiều thời gian. Ốc đồng không phải đã nói sao, ngày mai bọn hắn sẽ công bố tin tức tốc độ lây lan của virus ngọn lửa đã không thể khống chế được. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn tranh đoạt giải dược của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn sẽ trở thành một đám người giàu có nhất thế giới. Hiện tại chúng ta đã biết rõ virus ngọn lửa đã có giải dược cho nên việc nghiên cứu giải dược lại không phải là việc trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là chúng ta phải lấy được giải dược từ trong tay bọn hắn. Với tác phong làm việc của bọn hắn, nếu như lần này vì sự kiện giải dược virus ngọn lửa mà đại nổi giận thì bọn hắn sẽ điên cuồng trả thù, hơn nữa Trung Y cũng không có sinh lộ. Thứ ba, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn và phòng thí nghiệm Úc đã từng hợp tác cho nên phi thường hiểu rõ nhau. Ít nhất là đối với các trụ sở bí mật của phòng thí nghiệm hắn biết rõ hơn chúng nhiều. Hơn nữa, hắn có thực lực và có thể làm được. Thế nhưng mà, anh có nghĩ tới một việc không? Lệ Khuynh Thành nhắc nhở nói, nếu như hắn có năng lực lấy được giải dược virus ngọn lửa thì sao còn phải hợp tác với chúng ta làm gì? Chính hắn đi kinh doanh có phải tốt hơn sao? Hắn cũng có thể tìm được một nhà sản xuất nào đó, sao hắn phải trở về tìm chúng ta? Câu hỏi này rất có đạo lý. Tần Lạc tán thành gật đầu nói, bất quá, anh cũng tin tưởng là điều kiện chúng ta đưa ra hắn không thể nào cự tuyệt được. Hơn nữa, hắn và chúng ta khác nhau, hắn là một võ giả, hơn nữa là võ giả tôn trọng vinh dự. Lệ Khuynh Thành mím môi cười nói, anh thật sự là rất hiểu hắn đó. Không cần lo lắng, chúng ta cứ an tâm chờ đợi tin tức tốt của hắn. Tần Lạc nói, Andrew Wan tiên sinh, tình huống thật sự là càng ngày càng tệ rồi. Một lão đầu tử biểu lộ nghiêm trọng nói, phòng thí nghiệm bên kia vừa mới báo tin, vị chấp sự quan cấp 5 sao thứ 2 của chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ đã bị giết, cái này có ảnh hưởng rất xấu đối với kế hoạch của chúng ta. Gã mập Andrew Wan vẫn thoải mái dễ chịu nằm trong chiếc ghế salon bằng da thật, tay cầm ly rượu đỏ nói, ôi he tiên sinh, cần gì phải lo lắng chứ? Hắn chết hơi sớm nhưng cũng không tính là quá muộn, ít nhất, hắn đã đem virus ngọn lửa phát tán đi rồi. Qua đêm nay, chúng ta có thể đứng ra tuyên bố, giải dược virus ngọn lửa đã được chúng ta khám phá ra, đến lúc đó toàn bộ các quốc gia, công ty y dược toàn thế giới đều chạy tới tìm chúng ta đòi hợp tác. Thậm chí, doanh thu dự kiến có thể vượt qua một số công ty giàu nhất trên danh sách của Forbes kia. Nói thì nói như thế, Wei He nhẹ gật đầu nói, nhưng tôi vẫn có chút bận tâm. Cũng không biết hắn có bán đứng chúng ta hay không. Bán đứng chúng ta thì sao? Cho dù hắn nói ra cho toàn bộ thế giới biết thì giải dược vẫn trong tay chúng ta. Andrew Wan cười lạnh nói, giải dược trong tay chúng ta, đây chính là canh bạc lớn nhất của chúng ta. Tất cả mọi người đều phải ăn nói khép nép đến hợp tác cùng chúng ta bằng không thì bọn hắn về nhà chờ chết đi. Ai bảo bọn hắn không có biện pháp nghiên cứu ra giải dược virus ngọn lửa chứ? Xin Thượng Đế phù hộ, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Wei He làm dấu thập tự nói. Hắn là giáo đồ thành kính của Thiên Chúa giáo Cổ Tiệp Vũ tiên sinh sao còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn hưng phấn quá mà tối hôm qua mất ngủ sao? Loảng xoảng, một vật thể cực lớn bay về hướng bọn hắn rồi rơi lên cái bàn trước mặt. Bốp, vật này rơi lên trên bàn khiến trà và rượu đỏ đổ vỡ tứ tung mà rơi lên trên mặt đất. Ahadway he kinh hô bởi vì người bị ném lên bàn trà đúng là Cổ Tiệp Vũ mà hắn vừa nhắc tới. Chương 1482, người lớn lên thật xấu. Chính là Cổ Tiệp Vũ nhưng mặt mũi đầy vết máu và vết thương,
hoàn toàn mất đi phong thái cự đầu y dược ngày xưa. Trán của hắn vừa rồi đập mạnh lên mặt bàn mà vỡ một lỗ to, máu tươi ồ ồ chảy ra. Uy He Niên Kỳ càng lúc càng lớn nhưng lá gan lại càng ngày càng nhỏ. Thấy tình huống trước mắt, hắn thoáng cái từ trên ghế salon nhảy dựng lên thất kinh nhìn quanh bốn phía la lớn, bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu nhức không ai trả lời. Andrew Wan cũng có vẻ ngưng trọng. Đây là khu nhà tư nhân cấp cao, chung quanh có cảnh vệ bố trí rất mạnh, thậm chí có thể so với hoàng cung của một quốc gia. Này có người có thể đả thương Cổ Tiệp Vũ, hơn nữa còn ném hắn vào bàn trà trước mặt mình, cái này cho thấy người kia thân thủ cao đến cỡ nào. Bất quá, hắn tin tưởng một đạo lý, trên thế giới này ai cũng có ý đồ cả. Nói cách khác, người nào hành động cũng là vì lợi ích. Đơn giản là giá bao nhiêu mà thôi. Người đến bất kể là ai hắn đều có thể đưa ra một cái giá khiến đối phương không thể cự tuyệt được. Khách nhân nếu đến rồi xin mời ngồi xuống uống một chén trà đi. Andrew Wan lên tiếng nói. Khách nhân không mời mà tới, xin Andrew Wan tiên sinh thông cảm. Tiếng nói vừa vang lên tại cửa ra vào đã xuất hiện một nam nhân áo trắng, mái tóc màu đỏ, gương mặt anh tuấn tuyệt luân, mỗi cử chỉ đều khí thế mười phần, thực là mỹ nam trên đời hiếm thấy. Hoàng đế, Andrew Wan thấy nam nhân này thì mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn chợt nhận ra người có thể xuyên qua hệ thống phòng thủ của mình rồi mang theo một người sống xông vào phòng khách của mình, trên thế giới này, ngoại trừ hoàng đế ra thì còn có ai có thể làm được nữa chứ? Là tôi, hoàng đế mỉm cười gật đầu. Muốn uống một chén hay không? Andrew Wan chỉ vào ghế sofa đối diện ý bảo hoàng đế ngồi xuống nói chuyện với nhau. Người này một khi ngồi xuống thì bầu không khí sẽ hòa hoãn đi vài phần, rượu đỏ nhiều năm không tệ. So với rượu thì tôi vẫn thích ta độc hơn. Hoàng đế đi đến đối diện Andrew Wan rồi ngồi lên ghế salon vừa cười vừa nói. Tâm tư Andrew Wan trầm xuống, hắn có cảm giác không ổn. Gã sát thần này dĩ nhiên là vì giải dược virus ngọn lửa mà đến. Chẳng lẽ hắn không biết, cái gì cũng có thể cho hắn nhưng riêng cái này thì so với tánh mạng mình còn trọng yếu hơn. Tôi thừa nhận, chuyện ở Trung Quốc lần trước, phòng thí nghiệm Úc thấy có lỗi đối với anh. Andrew Wan không trả lời câu hỏi của hoàng đế mà chuyển đề tài đi. Nhưng anh cũng đã hủy diệt một căn cứ trọng yếu của phòng thí nghiệm. Chuyện này chúng ta cũng biết, cái này cũng coi như đền bù để giải tỏa sự oán hận của anh. Có câu oán hận thì như thế nào? Hoàng đế cười híp mắt hỏi. Biểu lộ của hắn thoạt nhìn vẫn hiền lành, hòa ái thế nhưng mỗi câu nói lại làm cho người ta thổ huyết 3 lít. Có câu oán hận thì như thế nào? Không phục thì thế nào? Ngươi cắn ta à? Cái này là hoàng đế cuồng vọng, hoàng đế bá đạo. Đúng vậy. Chúng ta xác thực không thể làm gì hoàng đế tiên sinh. Trong lòng Andrew Wan thầm giận nhưng thực sự là không thể làm gì được. Tình thế hiện tại không cho phép hắn đi nói nhảm, nhưng ít nhất về việc này chúng ta xem như huề nhau cho nên tôi không rõ ràng lắm tại sao hoàng đế tiên sinh lại xông vào nhà riêng của tôi, hơn nữa còn đả thương Cổ Tiệp Vũ tiên sinh. Tôi yêu cầu ông ta phối hợp, hoàng đế nói, nhưng ông ta cự tuyệt. Như vậy, ông muốn cái gì? Andrew Wan hỏi. Tôi vừa rồi nói rồi. Đối với độc dược tôi có hứng thú hơn rượu, chẳng qua là Andrew Wan tiên sinh lại chuyển chủ đề đi, hoàng đế khẽ cười nói. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà ôn hòa nhìn vào khuôn mặt mập mạp của Andrew Wan nói, ông lớn lên thực là xấu nên tôi thực không muốn nhìn thẳng vào. Tốt rồi, Andrew Wan tiên sinh, ta nhớ ông cũng rất không hoan nghênh ta đến đây. Hoàng đế nói, nhanh đưa giải dược virus ngọn lửa cho tôi. Không thể được, Andrew Wan nói, so với tánh mạng tôi thì nó còn trọng yếu hơn. Ý ông nói là, ông tình nguyện có giải dược mà không cần mạng nữa sao? Hoàng đế hỏi. Andrew Wan trong lòng cả kinh nói, hoàng đế điện hạ, tôi biết rõ ông muốn có giải dược, tôi cũng muốn nên tại sao ông không nghĩ tới việc chúng ta hợp tác với nhau chứ? Hợp tác như thế nào? Hoàng đế hỏi. Đây là một món lợi cách xù, chỉ cần có được một thành trong đó đã đủ thể trợ phú hào nhất thế giới. Andrew Wan nói, vốn là tôi và Uy He tiên sinh. Còn có Cổ Tiệp Vũ tiên sinh ba người chia đều khoản lợi nhuận này nhưng nay Cổ Tiệp Vũ tiên sinh đã sớm ra đi, như vậy, phần của ông ta sẽ thuộc về Hoàng đế các hạ rồi. Một phần ba lợi nhuận từ kinh doanh giải dược virus ngọn lửa, đây đã là một số thiên đại tài phú rồi. Nếu như là một người bình thường thì chỉ sợ vài trăm đời cũng xài không hết. Hoàng đế không làm gì mà tự nhiên có được khoản tiền lớn thế nhưng Hoàng đế lại dĩ nhiên là lắc đầu nói, đáng tiếc. Có người đã đáp ứng cho ta năm thành. Hoàng đế nói, năm thành, Andrew Wan kinh hô, là ai? Là ai? Hắn không có khả năng làm như vậy.
hắn không có giải dược, cái này chính là ngân phiếu khống. Ông có thể không tin nhưng tôi tin, hoàng đế nói. Năm thành, thịt mỡ trên mặt Andrew Wan run run, sau đó hắn rốt cục hạ quyết tâm lấy từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn màu đen nhắm ngay vào đầu Uy He. Bằng hữu, ông làm cái gì vậy hả? Đây là, ông muốn làm gì? Phanh! Andrew Wan nổ súng. Viên đạn bắn thủng đầu Uy He, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được ngã xuống trong vũng máu. Năm thành, tôi hiện tại cũng cho ông năm thành. Andrew Wan hai mắt đỏ rực nói, Cổ Tiệp Phú chết rồi, Uy He cũng đã chết rồi. Hiện tại, chỉ có tôi và ông được lợi nhuận do giải dược mang đến. Hoàng đế các hạ cái gì cũng không cần quản, chỉ cần thu tiền là được rồi, xin điện hạ tin tưởng vào thành ý của tôi. Hợp tác với tôi hơn xa so với việc hợp tác cùng những người khác. Rất đặc sắc, hoàng đế vỗ tay nói. Andrew Wan vẻ mặt vui mừng nói, hoàng đế các hạ đã đồng ý sao? Tôi đã biểu đạt thành ý của mình rồi. Chỉ cần ông gật đầu thì trong vòng 3 ngày tới ông sẽ có thể được phân chia khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Andrew Wan biết rõ cái này rất vớ vẩn. Bọn hắn vất vả bố cục, hao phí vô số tiền tài, thời gian và nhân lực để gieo hạt giống. Mắt thấy chuẩn bị thu hoạch thì lại có một tên thổ phỉ nhảy ra đòi cướp đi. Tuy nhiên tên thổ phỉ này thân thủ tốt, tiểu đệ nhiều, bọn hắn căn bản là không phản kháng được. Bọn hắn có thể làm gì bây giờ? Trơ mắt nhìn đám thổ phỉ kia đem những hạt giống của mình cướp đi sao, hay là năn nỉ thổ phỉ hùn vốn kinh doanh thì còn miễn cưỡng có được một ít thu hoạch. Những thương nhân thông minh đều chọn cách thứ hai. Thật xin lỗi là không thể đáp ứng được. Hoàng đế vẫn lắc đầu nói, thứ hắn cho tôi ông không thể cho được. Trong mắt Andrew Walter máu càng thêm dày đặc, hắn cười lạnh nói, giải dược đã được tôi giấu ở một nơi bí mật. Nếu như ông không đáp ứng hợp tác thì cũng không thể nào tìm được. Tôi không chiếm được thì không ai có thể chiếm được. Tôi sẽ tìm được đấy. Hoàng đế tràn đầy tự tin nói. Đã sớm biết rõ hoàng đế điện hạ công phu rất tốt. Andrew Wan cười lạnh nói, nhưng không biết có phải đao thương bất nhập không. Vừa nói chuyện, họng khẩu súng ngắn trong tay hắn đã nhắm ngay vào hoàng đế. Bốp! Hoàng đế đã lao lên, một quyền đánh vào ngực Andrew Wan. Phanh! Thân thể mập mạp của Andrew Wan và chiếc ghế salon bằng da thật hắn ngồi bay ngược ra ngoài va vào vách tường cứng rắn. Ở trước mặt ta, người không có cơ hội nổ súng. Hoàng đế cười lạnh nói. Quẹ! Khi thân thể Andrew Wan ngã xuống nền đất, hắn non ra từng ngụm máu. Lúc này lục phủ ngũ tạng đã tan nát, đã không thể nói ra lời cuối cùng nữa. Hoàng đế đi đến trước mặt Andrew Wan lấy từ trong túi hắn ra một cái găng tay màu trắng đeo lên tay phải. Sau đó lại lấy một cái khác đeo lên tay trái rồi mới thò vào lục soát bộ Âu phục mặc trên người Andrew Wan, lấy từ trong túi áo ra một cái bình thép nhỏ. Cất giấu ở địa phương bí mật, hoàng đế khẽ cười nói, tôi nghĩ, trước khi tôi đến ông vẫn nhất định cho rằng mang nó trên người mới là chỗ an toàn nhất. Trong mắt Andrew Wan tràn đầy vẻ phẫn hận cùng sự không cam lòng, hắn cố gắng vươn tay muốn nắm bắt cái chút gì đó. Là thanh danh hay tài phú hoặc là tánh mạng. Đáng tiếc là tử thần càng ngày càng gần hắn, tay hắn đưa lên giữa không trung sau đó chán nản rơi xuống đất. Bịch, một đời trùm y dược, cứ như vậy mang theo ủy khuất cùng cừu hận vô tận mà chết đi. Chương 1483, tiếng vỗ tay có thể nhiệt liệt thêm một ít. Gió biển gào thét, sóng lớn vô bờ. Tần Lạc vẻ mặt lo lắng đứng trên bờ biển, giống như là đang chờ tình nhân đến muộn vậy. Đại Đầu và Giê-xu đứng ở một bên. Hai người đồng dạng khẩn trương nghiêm túc. Hay là hắn không tới? Giê-xu nhìn nhìn đồng hồ rồi nói, đã muộn 20 phút rồi. Hắn có một cái đặc điểm, đó là vô luận giết người hay là đàm phán đều chưa bao giờ tới trễ. Chờ một chút đi, Tần Lạc nói, có lẽ có việc gì đó khiến hắn chậm trễ. Cũng có thể là do máy bay trễ giờ. Hắn sẽ đến, Đại Đầu tin tưởng tràn đầy nói. A hát, làm sao cậu biết? Giê-xu hỏi. Bởi vì hắn là cao thủ. Giê-xu nghĩ, thằng Đại Đầu này đi cùng Tần Lạc lâu rồi, cũng bắt. Đầu học cách nói một số câu khó hiểu thấu được. Đúng lúc này, Giê-xu và Đại Đầu đồng thời nói, đã đến rồi. Tần Lạc dương mắt nhìn lại thì thấy một nam nhân áo trắng như đang đạp gió chạy về phía bên này. Hắn đạp cát mà đi, phảng phất như chân không dính bụi, động tác nhanh nhẹn. Bởi vì khoảng cách quá xa nên chưa thấy rõ diện mạo nhưng cái đầu tóc đỏ kia thì lại phi thường chói mắt. Mười mấy giây đồng hồ sau hắn đứng ở trước mặt Tần Lạc. Hoàng đế điện hạ, ông đến muộn rồi. Tần Lạc nhìn khuôn mặt tuấn tú cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào kia nói.
Không đúng, hoàng đế nói, tôi đến đúng giờ. Vậy sao, Tần Lạc nở nụ cười nói, vậy sao chúng ta đứng đã lâu mà không thấy ông? Bởi vì ta sợ bị cậu mai phục, hoàng đế như mây trôi nước chảy nói. Tần Lạc biểu lộ cứng đờ, giống như là bị người ta tát cho một cái vậy. Chẳng lẽ nhân phẩm của mình lại kém như vậy sao? Đó là ông suy nghĩ quá nhiều thôi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Chỉ hy vọng là như thế. Hoàng đế đưa tay vào túi. Đại đầu và Giê-xu chợt căng thẳng, lập tức đưa tay sờ vào súng rút ra. Không cần khẩn trương, Tần Lạc ngăn cản nói. Đại đầu và Giê-xu vẫn đang cầm súng nhằm vào hoàng đế nhưng hoàng đế lại không thèm để ý, hắn lấy ra một cái bình thép nhỏ ném cho Tần Lạc. Tần Lạc tiếp nhận cái bình, vặn nút lấy ra một cái chai nhỏ hơn. Bên trong chứa một ít chất lỏng màu xanh da trời hỏi, đây chính là giải dược virus ngọn lửa sao? Đúng vậy, hoàng đế nói. Tần Lạc gật đầu, hắn biết rõ hoàng đế sẽ không lừa gạt hắn. Nếu như hắn không muốn hợp tác lời thì hắn căn bản không cần phải đáp ứng yêu cầu của mình, càng không từ ngàn dặm xa xôi đem cái chai đưa đến đây. Ngoại trừ cái lọ này, còn có những thứ khác không? Tần Lạc hỏi. Chắc là không có, hoàng đế nói bọn hắn sẽ không tin tưởng người khác, bất luận kẻ nào hiện tại cũng đều chết hết rồi. Hoàng đế ra tay tuyệt không thất bại. Tần Lạc hơi vuốt đuôi nịnh bợ nói, như vậy, chúng ta không phải là đã an tâm thu tài phú rồi hả? Tần Lạc biết rõ, cái lọ nho nhỏ này sẽ đem lại cho bọn hắn hơn hàng chục tỷ USD. Virus ngọn lửa vẫn đang kích thích thần kinh mọi người, tất cả mọi người đều đang khẩn trương chờ mong, hy vọng đoàn đại biểu chữa bệnh có thể nhanh chóng phá được một cửa này thế nhưng bên kia lại chậm chạp không có kết quả. Hiện tại, tuy chỉ có đảo Fukushima của Nhật Bản và Malaysia bị virus ngọn lửa lây nhiễm nhưng ai cũng biết rõ, nếu không nhanh chóng ngăn cản nó thì loại virus này sẽ nhanh chóng lan ra toàn thế giới. Khi đó, nhân loại sẽ rơi vào đại thảm họa. Dưới tình huống này, nếu có một người hoặc là một nhà khoa học nào đứng ra tuyên bố, chúng tôi đã tìm ra thuốc diệt được virus ngọn lửa, chúng tôi đã có thuốc chữa virus ngọn lửa thì sẽ mang đến oanh động như thế nào? Đúng vậy, nhân loại toàn bộ thế giới đều là khách hàng. Mỗi quốc gia, mỗi một thương gia, mỗi một tập đoàn y dược đều chen nhau tới, bọn hắn sẽ tranh nhau mua thuốc giải virus ngọn lửa hoặc là làm đại lý tiêu thụ, tóm lại ít nhất là cho dân chúng quốc gia mình sớm được phục dụng giải dược. Lúc đó, người ra giá mỗi bình 10 đại mỹ nữ hay là mỗi bình 100 đô la USD. Hoàng kim có giá, y dược vô giá. Đúng là đạo lý như vậy. Mệnh còn không giữ được, ai còn quan tâm đến tiền. Hiện tại, cái chìa khóa mở ra tài phú kia đang nằm trong tay Tần Lạc. Nó lại chính là một cái bình nhỏ không có gì bắt mắt. Cái thế giới này điên cuồng cỡ nào, vớ vẩn cỡ nào thế nhưng Tần Lạc lại rất nhanh làm ra một cái động tác càng thêm điên cuồng, càng thêm vớ vẩn. Hắn cầm cái bình thủy tinh, dùng sức ném nó vào trong biển rộng. Bốp! Cái bình thủy tinh rơi xuống biển, thậm chí không thể làm đại dương nổi lên chút bọt sóng cứ thế mà nhạt nhòa chìm nghỉm xuống đáy đại dương. Này, Thượng Đế, đây chính là giải dược đấy. Giê-xu lên tiếng kinh hô. Đại đầu vẻ mặt khó hiểu nhưng không có lên tiếng hỏi. Hắn có lòng tin đối với Tần Lạc, vô luận Tần Lạc làm bất cứ chuyện gì hắn đều cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có Hoàng Đế là mặt mũi vẫn tràn đầy vui vẻ, giống như vô luận Tần Lạc làm ra chuyện gì hắn cũng sẽ rất đắc ý vậy. Tần Lạc lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng nói, tôi đã nói sẽ chia cho ông một nửa, những lời này vẫn có giá trị. Ông chỉ cần ký vào đây là được rồi. Hoàng đế tiếp nhận hợp đồng cùng bút, ký tên của mình vào. Một chuyện nữa tôi đã đáp ứng với ông cũng sẽ làm được. Tần Lạc nói cho ông một hồi chiến đấu, một hồi cho ông thất bại trong chiến đấu. Hẹn gặp lại. Hoàng đế đem cái hợp đồng kia cho vào túi sau đó quay người ly khai. Tần Lạc nở nụ cười. Thằng này có đôi khi cũng không đáng ghét lắm, nếu như hắn lớn lên xấu một chút thì quả thực là có chút đáng yêu. Thứ hai ngày 3.9. Ngày hôm nay, đối với cả nhân loại mà nói là một ngày rất quan trọng và cũng là một ngày đáng nhớ trong lịch sử của nhân loại. Đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc Tần Lạc thông qua giới truyền thông Trung Quốc tuyên bố, hắn và một vị bằng hữu thần bí đã tìm ra phương thuốc diệt được virus ngọn lửa, hơn nữa đã chế ra được giải dược. Trong thời gian ngắn tiếp theo, giải dược có thể được bán ra thị trường, giải trừ khốn cảnh cho nhân loại gặp phải loại virus độc hại này. Oanh! Tin tức này có thể sánh với bom nguyên tử nổ tung, cả thế giới đều điên cuồng. Thiệt hay giả, virus ngọn lửa thật sự đã bị phá giải sao? Vậy là chúng ta được cứu rồi. Chúng ta không cần lo lắng về virus ngọn lửa nữa rồi.
Làm sao có thể, cho dù virus ngọn lửa có bị phá thì cũng nên do bác sĩ của quốc gia chúng ta phá được mới đúng. Chúng ta có bác sĩ ưu tú nhất, thiết bị khoa học tiên tiến nhất, những người kia đang làm cái gì vậy? Quả nhiên là Tần Lạc của chúng ta biết ngay là Tần Lạc nhà chúng ta mà, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, hắn cho tới bây giờ đều không để cho chúng ta thất vọng. Lạc, mau trở lại đi, em rất muốn cắn chết anh rồi sao sao? Trong lúc tất cả mạng lưới truyền thông lớn nhao nhao thành một đoàn thì các phóng viên toàn bộ thế giới cũng điên cuồng. Bọn hắn đã dùng hết thảy phương pháp và thủ đoạn, vây, truy, ngăn đón, lấp, rốt cục đã bức bách được Tần Lạc đáp ứng tổ chức một buổi họp báo. Buổi họp báo này sẽ do chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, vô luận là nhân viên tham gia hay công tác bảo an đều cực kỳ nghiêm khắc. Không có biện pháp, Tần Lạc hiện tại là một tòa kim quang lòe lòe cây tiền sáng chói. Chỉ cần không phải kẻ đần đều hiểu dựa vào thuộc giải virus ngọn lửa hắn sẽ trở thành người giàu nhất thế giới, chính thức là giàu nhất thế giới. Nếu như tại Nhật Bản Tần Lạc xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ Trung Quốc sẽ dốc sức liều mạng với bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, gã hỗn đản này cũng không chịu giao ra giải dược. Phải biết rằng, Nhật Bản là nơi virus ngọn lửa đang hoành hành ghê gớm nhất, tùy thời đều có thể dẫn phát ra lây lan đại quy mô. Nếu Tần Lạc có cái gì không hay xảy ra, bọn họ không có biện pháp lấy được phương thuốc giải dược hoặc là thành phẩm giải dược thì bọn họ sẽ giải thích thế nào với nhân dân đây? Đến lúc Tần Lạc dưới sự bảo vệ của Giê-xu và đại đầu đi vào phòng họp, tất cả các phóng viên đều đứng lên vỗ tay. Phóng viên cũng là người, đã là người thì đều sợ chết. Người Tần Lạc cứu không phải là người khác mà kể cả bọn họ. Chẳng phân biệt biên giới, tất cả đều vỗ tay. Đúng như dự đoán của Tần Lạc, sau khi chuyện xấu của hắn lộ ra toàn bộ thế giới đều mắng chửi hắn, nhưng chỉ cần hắn thành công, chỉ cần hắn có thể giải quyết được virus ngọn lửa thì toàn bộ thế giới lại tung hô hắn cái gì là thượng đế cứu vớt muôn dân trăm họ. Cái này là nhân tính. Tần Lạc mỉm cười khoát tay, ý bảo mọi người vỗ tay nồng nhiệt thêm một ít. Ba ba ba. Quả nhiên, tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt thêm. Mọi người vẫn rất biết điều đấy. Chương 1484, tôi là anh hùng, không phải ngu ngốc. Mãi đến khi Tần Lạc cũng nghe thấy có chút quá đáng thì mới khoát tay ý bảo mọi người dừng lại. Tôi rốt cục lại có dũng khí đối mặt với mọi người. Tần Lạc vừa cười vừa nói, nếu là một tuần trước tôi đứng ở chỗ này, mọi người nhất định sẽ cởi giày ném tôi. Lúc này Tần Lạc đang nói tiếng Trung Quốc và không mang theo phiên dịch cho nên phía dưới có người hiểu người không. Người hiểu thì cười mà không hiểu thì sốt ruột không biết hắn rốt cuộc nói gì đó. May mắn là đám truyền thông đều rất là thông minh, đại đa số tới tham gia cuộc họp báo này đều hiểu tiếng Trung Quốc nên Tần Lạc vừa dứt lời bọn họ rất phối hợp nở nụ cười. Tần Lạc cũng không tiếp tục tố khổ bọn họ nữa, có thể nói đi tìm kiếm chuyện xấu chính là trách nhiệm của các phóng viên, hắn cũng không trách bọn họ, càng huống chi sau khi hắn biết đây là có người làm ra với ý đồ nhằm vào hắn, đám phóng viên này cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi nên lại có chút cảm kích và đồng tình. Có rất nhiều lúc, bọn họ cũng không rõ ràng lắm về kết quả do bài báo của mình mang đến cho người khác. Hắn nhìn quét toàn trường rồi nói, lúc còn nhỏ, ông nội tôi thường nói với tôi một câu không được đùa giỡn với tánh mạng của mình. Đúng vậy, tánh mạng của cả thế giới này là chuyện nghiêm túc nhất. Tôi sẽ không ngồi yên nhìn tánh mạng mọi người cứ thế mất đi, lại càng không để mình mất đi tánh mạng. Ai cũng sợ hãi tử vong, tôi cũng không ngoại lệ. Virus ngọn lửa không chỉ gây hại tại Nhật Bản mà là tai nạn của toàn bộ loài người, Tần Lạc vừa cười vừa nói, cho nên, tôi đã tổ chức nghiên cứu, hy vọng sớm có thể phá giải được virus này, tìm được thuốc giải. Không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi, vô luận là đoàn đại biểu y học Trung Quốc hay là đoàn đại biểu y học Đông Dương, Thụy Điển, Hàn Quốc hay các đoàn đại biểu khác, ai cũng cố gắng. Cái này là vinh dự của tôi mà cũng là vinh dự của mọi người. Tần Lạc tiên sinh, ông làm như thế nào để nghiên cứu ra thuốc giải virus ngọn lửa, có phóng viên cao giọng hỏi. Thử thôi, cứ thất bại lại thử. Tần Lạc vừa cười vừa nói, đây là một quá trình phi thường buồn tẻ và vô vị. Cả ngày ở với một đống thuốc và dược thảo nhưng từ đó tôi đã tìm được thuốc giải tiêu diệt được virus ngọn lửa. Tần Lạc tiên sinh, ông nói việc nghiên cứu thuốc giải virus ngọn lửa có một người nữa, vị bằng hữu của ông đó, ông ta là ai vậy? Cũng là thầy thuốc siêu cấp như ông sao? Ông ta không phải là thầy thuốc nhưng có hiểu biết rất sâu về trung y nên đã giúp đỡ tôi rất lớn. Nếu không có sự hỗ trợ của ông ấy, tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể tìm được thuốc giải. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Bởi vì ông ta không thích xuất hiện trước mặt truyền thông cho nên tôi không thể tiết lộ tên ông ta được.
rất xin lỗi. Tần Lạc tiên sinh, ý tứ của ông là thuộc giải virus ngọn lửa là trung dược sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, tôi chỉ biết trung y dược thôi. Tần Lạc tiên sinh, bây giờ toàn bộ thế giới đều coi ông như anh hùng, như vậy, anh hùng này có thể đem phương thuốc này cấp cho mọi người sử dụng hay không? Tôi là anh hùng mà không phải là ngu ngốc, Tần Lạc nhìn chằm chằm vào vị phóng viên giáp tâm bất lương kia nói, tôi sẽ không làm như vậy bởi vì cho dù có phương thuốc thì dân chúng cũng không thể tự sản xuất giải dược. Đến lúc đó, lợi nhuận cuối cùng lại bị các thương nhân lũng đoạn và khống chế, thậm chí bọn họ còn có thể không ngừng tăng giá, điều này làm cho người dân chân chính lại không tiếp cận được với thuốc. Tôi đã tìm được đối tác tốt, bọn họ sẽ phụ trách sản xuất và kinh doanh, chúng tôi sẽ cố gắng đưa giải dược đến mọi nơi trên thế giới. Nghe Tần Lạc đã tìm được đối tác, các phóng viên ở đây càng thêm kích động. Đối tác của ông là ai? Là tập đoàn y dược nào? Là người Trung Quốc sao? Lần này lợi nhuận cự ngạch đều do người Trung Quốc chiếm được sao? Tần Lạc thầy thuốc, ông có cảm thấy hành vi này là rất ích kỷ hay không? Cái này có phải là ông dùng giải dược này để mưu đồ lợi nhuận hay không? Tôi đã khổ cực nghiên cứu ra giải dược thì tại sao lại không thể sử dụng nó để kiếm tiền, sao lại phải cấp miễn phí cho người khác? Tần Lạc vừa cười lạnh vừa nói. Hắn từ trên ghế đứng lên nói, nếu như các vị vì chuyện này mà chỉ trích tôi thì tôi xin trả lời, đúng vậy, tôi sẽ làm như vậy đó. Nói xong, hắn không thèm để ý đến đám phóng viên này nữa mà đi nhanh hướng ra ngoài. Một đám ngu ngốc, Tần Lạc thấp giọng mắng, cho ta cái danh anh hùng hão là muốn ta cho không giải dược sao? Không cần hoài nghi, trong đám phóng viên này khẳng định có không ít là người nhà của các hãng dược. Bọn họ nhất định sẽ không kiêng nể công kích và phê bình hành vi này của Tần Lạc nhưng Tần Lạc cũng không có ý định lui bước. Thứ nhất, hắn không phải là một người quá quan tâm đến danh tiếng. Nếu như quan tâm thì cũng chỉ quan tâm đến danh tiếng của Trung Quốc. Thứ hai, tiền tài so với danh hiệu anh hùng càng thêm trọng yếu. Thứ ba, chỉ có như vậy thì Trung Y mới có thể nhanh chóng khuếch trương, sau đó chiếm lĩnh thị trường thế giới. Nếu như thật sự phải chịu mắng chửi, Tần Lạc nghĩ, như vậy mình sẽ gánh chịu. Hắn có lý tưởng trở thành danh y một đời, bây giờ hắn đã làm được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Tần Lạc sẽ trở thành bác sĩ có danh tiếng và cống hiến lớn nhất cho Trung Y cận đại. Chỉ có hắn lúc đầu không nghĩ tới là cái tên được nhắc tới này liệu có phải là xú danh hay không. Sau khi hoàn hảo xong, Vương Cửu Cửu nằm trong lòng Tần Lạc, vươn đầu ngón tay vẽ vẽ lên ngực hắn. Có tâm sự gì à? Vương Cửu Cửu ôn nhu hỏi. Cũng không coi như là tâm sự, Tần Lạc vừa cười vừa nói, chỉ có chút bất đắc dĩ thôi. Sống trên đời thật sự rất khó thỏa mãn tất cả mọi người. Em chỉ muốn một người thích anh là tốt rồi. Vương Cửu Cửu mỉm cười ngọt ngào sau đó nghiêm mặt nói, em hiểu suy nghĩ của anh. Anh cảm giác sau khi giải quyết được virus ngọn lửa thì mọi người đều coi anh là ân nhân, tất cả mọi người phải cảm kích anh mới đúng nhưng dĩ nhiên lại bị người ta mắng chửi. Có đúng hay không? Không sai biệt lắm, Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng trần bóng loáng của Vương Cửu Cửu nói. Lợi ích, Vương Cửu Cửu nói, bởi vì lợi ích mà thôi, ai cũng có lợi ích của mình. Vì nó mà ngay cả một số phụ tử huynh đệ có thể tự giết lẫn nhau, chuyện này chỉ là thủ đoạn của một số công ty y dược sử dụng đối với anh, cái này đã là gì cơ chứ? Dù sao, khoản tài phú này thật sự là quá khổng lồ, không ai là không đỏ mắt. Anh có biết hay không, anh bây giờ là người giàu nhất thế giới. Nếu như Khuynh Thành quốc tế công bố quan hệ của nó với anh thì giá cổ phiếu của nó tăng như thế nào, thế cho nên ai cũng muốn có chút quan hệ với anh. Nguyên lai anh đã lợi hại như vậy sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Vương Cửu Cửu gật đầu nói, không biết phía Mục Nguyệt tỷ tỷ chuẩn bị thế nào. Vạn sự khởi đầu nan nhưng tài lực của văn nhân gia tộc thì giải dược rất nhanh có thể đưa ra thị trường. Tần Lạc nói. Sau khi Tần Lạc lấy được giải dược từ tay hoàng đế hắn đã ném vào biển sâu, cái này là do tư tâm tác quái vì trước đó hắn đã dùng một loại thảo dược gọi là thực ngư thảo và phương thuốc phương trung ôn dịch dược để thử. Trải qua thực tế hắn phát hiện ra quả thật nó có thể áp chế được virus ngọn lửa. Mà lúc này, hoàng đế cũng đưa tới thuốc giải độc bằng tây dược. Nên lựa chọn tây dược hay trung dược? Cái này đối với Tần Lạc căn bản không phải là một vấn đề. Đứng ở lập trường hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Vì vậy, hắn đã công bố giải dược do hắn nghiên cứu và cải tiến sau trung dược mà chế ra thuốc giải độc. Hắn biết sau khi tin tức này được công bố thì phong ba sẽ lớn như thế nào đồng thời sẽ khiến cho nhiều kẻ nổi cơn điên chiếm đoạt. Vì vậy,
Trước khi đưa ra tin tức hắn đem phương thuốc giao cho văn nhân Mục Nguyệt để cô đưa vào sản xuất. Lâm Hoán Khuê là người phụ trách trung y công hội, chuyện này cũng có quan hệ trực tiếp với cô cho nên cũng đã trở về. Lệ Khuynh Thành là người phụ trách Khuynh Thành quốc tế mà Khuynh Thành quốc tế có nghiệp vụ chính là sản xuất hóa mỹ phẩm nên cũng có thể tham dự hạng mục này. Cho nên, chuyện này kỳ thật do ba cô gái này phụ trách. Ừ, hơn nữa có Hoán Khuê tỷ tỷ và Khuynh Thành tỷ tỷ hỗ trợ, các cô ấy chắc không có vấn đề gì. Vương Cửu Cửu nói. Em không làm sao, Tần Lạc hỏi. Vương Cửu Cửu thản nhiên cười nói, em chỉ muốn ở với anh thôi. Tần Lạc thấy đan điền nóng rực lên, thiếu chút nữa lại muốn đại động can qua. Phụ nữ này nguyên lai đã hiểu được cách hấp dẫn nam nhân rồi. Tần Lạc cố gắng khống chế dục hỏa nói, tại sao em không muốn tham dự? Bởi vì em không thể tham dự. Vương Cửu Cửu nói, nếu anh cho em một phần thì khi những người khác tìm anh thì anh làm sao bây giờ? Cho dù có Thái Bộ trưởng bảo vệ anh nhưng anh có biết hay không? Còn có rất nhiều người ngay cả Thái Bộ trưởng cũng không dám trêu chọc. Anh biết, Tần Lạc gật đầu rồi vươn tay ôm chặt Vương Cửu Cửu nói, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Vương Cửu Cửu hôn Tần Lạc một cái rồi nói, em cũng biết tâm ý của anh cho nên lại càng không thể được. Chỉ cần như vậy thì sau này em mới có thể lấy lập trường ngoại nhân bảo vệ anh. Chương 1485, đề cử giải Nobel. Mặc dù Tần Lạc không cần phối hợp với các đoàn đại biểu khác để nghiên vọng ra giải dược, thậm chí lần này người Trung Quốc có thể độc chiếm khoản lợi nhuận khổng lồ này nhưng việc tìm ra giải dược đã giúp bọn họ trừ đi cảm giác lo lắng để phòng tánh mạng bị mất đi, cho nên cho dù có tổn thất một ít tiền tài cũng không phải là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, tại doanh địa, trong khoảng thời gian này Tần Lạc vẫn tận chức tận trách, đều ngày đêm vì công việc, mọi người cũng đều nhìn thấy. Hơn nữa lần trước khi trùng doanh hắn đã làm cho mọi người không ai dám khinh thường nam nhân da vàng mắt một mí phương Đông này. Thậm chí ngay cả đoàn đại biểu Mỹ và Pháp trước đây đối địch với hắn thì nay cũng thành lập mối quan hệ tư nhân phi thường tốt. Chỉ cần là nam nhân có tài hoa thì vô luận tại bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đều được người ta hoan nghênh. Tần Lạc như thế, Hạ Huy cũng như thế. Trải qua các khâu thí nghiệm, Tần Lạc đã thành công giữ cho vài người bệnh sống sót. Hơn nữa sau khi trải qua kiểm tra, trên cơ thể những người này không còn lưu lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Đương nhiên để có thể có kết luận cuối cùng thì vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đây là một quá trình trường kỳ, nếu như nghiêm khắc một chút thì có thể kéo dài đến 2 năm hay 10 năm. Nhưng tình huống nguy cấp như vậy loài người không thể chờ đợi thời gian dài như vậy. Thủ tướng nước Sở Tại cũng không phải không lén thương lượng với Tần Lạc, muốn hắn xuất ra một ít giải dược chữa cho những người trong trạm 307 nhưng yêu cầu này bị Tần Lạc cự tuyệt. Thứ nhất, trước khi sản xuất ra giải dược virus ngọn lửa hắn có cảm giác tánh mạng lâm nguy vậy. Việc liên tục không ngừng có người bị lây virus ngọn lửa được đưa vào trạm 307 cách ly khiến hắn có cảm giác cấp bách. Mặc dù nghe ra có chút tàn nhẫn. Thứ hai, hắn cũng không dư thừa giải dược. Lần này có thể thuận lợi vậy tìm được giải dược chủ yếu là do mở ra kim hạp dược phương và mẫu virus ngọn lửa do Úc Đốn đưa cho. Trước đây Tần Lạc vẫn chưa thể xử lý được tác dụng phụ của phương thuốc nhưng từ dược phương kia hắn có được linh cảm. Hắn thử nghiên cứu độc tính bên trong hơn nữa còn lấy độc công độc, cuối cùng đã thành công. Tần Lạc thành công cũng không phải may mắn mà có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngoài ra còn có xuất khí, mấy thứ này thiếu một thứ cũng không được. Thành phần giải dược cần vài loại dược liệu rất chân quý, tại Nhật Bản căn bản là không mua được, số Tần Lạc mang từ Trung Quốc đến cũng chỉ đủ sản xuất một ít giải dược, nói tóm lại là phải về Trung Quốc điều phối mới được. Thứ ba, quan hệ của mọi người còn chưa tốt đến trình độ này. Virus ngọn lửa đã được giải quyết nên các đoàn đại biểu hiển nhiên nên tạm thời giải tán. Cho nên, bữa cơm hôm nay có thể nói là bữa cơm chia tay. Ngày mai, không ít đoàn đại biểu sẽ về nước. Bởi vì lúc này cả Nhật Bản đang chìm trong nguy cơ nên ngay cả Thủ tướng Nhật Bản cũng không dám ở phía sau tổ chức tiệc rượu chúc mừng. Nếu như bị giới truyền thông chụp ảnh thì sợ rằng Thủ tướng cũng phải xuống đài. Cho nên, bữa cơm mặc dù khá thịnh soạn nhưng lại không có rượu trắng hay hồng gì đó, chỉ có bia là không có hạn chế, ngoài ra còn có nước hoa quả. Tại Yến hội, người tìm ra giải dược virus ngọn lửa là Tần Lạc chính là tiêu điểm trong đám người. Vô luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ có người cùng chúc mừng hắn và nâng chén chúc mừng hắn. Tất cả mọi người đều biết, người giàu nhất thế giới tương lai đang đứng ở trước mặt bọn họ. Đương nhiên, có lẽ còn có đám đối tác cùng hắn nghiên cứu sản xuất giải dược virus ngọn lửa kia nữa. Tần đội trưởng, tôi kính cậu một chén. Trưởng đoàn đại biểu Anh quốc Cổ Đinh mang theo phiên dịch đi tới vừa cười vừa nói, cậu rất giỏi.
Cảm ơn, Tần Lạc nói xong thì chạm cốc bia với hắn. So với rượu thì hắn thích uống trà và nước hoa quả hơn, nhưng hôm nay hắn cũng muốn uống một ít rượu. Khẩn trương thời gian dài như vậy hắn cũng muốn thả lỏng một chút. Đúng như mọi người nói, cái này chính là tai nạn của các loài người, Cổ Đinh tiếp tục tán dương nói, cậu là anh hùng của chúng ta, cũng là anh hùng của toàn bộ loài người. Vô luận đứng ở bất cứ lập trường nào, tôi đều phải nói với cậu một tiếng cảm ơn. Tần Lạc híp mắt nở nụ cười nói, Cổ Đinh tiên sinh, lấy tình hữu nghị của chúng ta, có cái gì mà không thể nói thẳng chứ? Tần đội trưởng, tôi có chuyện muốn thương lượng cùng cậu, Cổ Đinh hạ giọng nói, tôi nhận được điện thoại. Chính phủ tôi muốn đàm phán quyền ưu tiên chọn mua giải dược virus ngọn lửa. Tôi biết, chuyện này hoàn toàn do cậu phụ trách, cậu hoàn toàn có thể làm chủ. Tần Lạc gật đầu nói, quả thật tôi có thể làm chủ nhưng tạm thời cũng chưa thể đáp ứng ông được vì giải dược vừa mới nghiên cứu ra, mà loại giải dược này hoàn toàn là trung dược nên cần phải sử dụng đại lượng dược liệu quý hiếm. Đối tác của tôi đang đi thu mua cái loại dược liệu này. Nếu như nguyên liệu đầy đủ thì tôi hiển nhiên có thể cung cấp cho các ông, nhưng nếu nguyên liệu không đủ thì tôi trước tiên phải thỏa mãn nhu cầu trong nước đã, đây là chuyện tất nhiên. Nói cách khác, nếu không làm vậy tôi sẽ không thể đối mặt với quốc gia và nhân dân được. Tôi hiểu, tôi có thể hiểu mà, Cổ Đinh liên tục gật đầu nói, nhưng cậu có thể ưu tiên cung cấp cho chúng tôi một bộ phận, vô luận nhiều ít bao nhiêu cũng được, quan trọng là một bộ phận đầu tiên. Có được không, Tần, cậu xem đây như vì tình hữu nghị của chúng ta đi. Tôi đã khoe khoang với bọn họ nói tôi là bằng hữu của cậu, nếu như chuyện này làm không xong, mặt mũi tôi sẽ mất hết. Tần Lạc do dự trong chốc lát rồi gật đầu nói, tôi sẽ cho ông số điện thoại, ông đàm phán với họ nhé. Tốt, Cổ Đinh kích động gật đầu nói, Tần, cảm ơn cậu. Chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Vĩnh viễn, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tần Lạc và Cổ Đinh nói chuyện với nhau hiển nhiên không thể gạt được ánh mắt những người khác. Trưởng đoàn đại biểu Thụy Điển Hoắc Phu Mạn đi lại đây nói, Tần tiên sinh, hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi biết lúc này không nên nói chuyện đó nhưng tâm tình của tôi lại hy vọng cậu có thể giải thích. Tần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Hoắc Phu Mạn tiên sinh, tôi rất cảm kích vì trong khoảng thời gian này ông ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi biết ông muốn cái gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, ông báo cáo chuyện này với Phỉ Lợi Phổ Vương Tử, sau đó bảo hắn liên lạc với một vị tiểu thư họ Lệ. Được không? Tần Lạc an bài như vậy là có hai phương diện lo lắng, một là vì giúp Hoắc Phu Mạn và Phỉ Lợi Phổ bắt tay với nhau. Thứ hai, hắn cũng quả thật chuẩn bị đem nhóm giải dược đầu tiên đưa vào Thụy Điển. Lệ Khuynh Thành là một trong những người phụ trách chuyện này, Phỉ Lợi Phổ và Lệ Khuynh Thành quan hệ không tệ nên nếu gọi cho Lệ Khuynh Thành thì chuyện này cũng rất dễ dàng thành công. Mặc dù không biết Lệ Khuynh Thành là ai nhưng nghe Tần Lạc nói sẽ cho hắn tự liên lạc với Phỉ Lợi Phổ Vương Tử thì Hoắc Phu Mạn đã đủ kích động rồi. Hắn rõ ràng đây là Tần Lạc biểu đạt thiện ý với mình. Cảm ơn, Hoắc Phu Mạn cảm kích nói, Tần, cậu đúng là bạn tốt của tôi. Tần Lạc nở nụ cười, hôm nay người này là người thứ N nói mình là bạn tốt của bọn hắn. Đúng là có lợi ích ràng buộc, quan hệ bằng hữu cũng phá lệ nhiều hơn hẳn. Tần tiên sinh, cậu có biết chuyện này không? Hoắc Phu Mạn ra vẻ thần bí nói, hình như là có đại sự đặc biệt hơn người sắp phát sinh. Biết gì, Tần Lạc nói. Tôi có tin tức đáng tin cậy. Hoắc Phu Mạn đắc ý nói, Ủy ban Nobel đã đưa cậu vào danh sách ứng cử viên cho giải Nobel y học năm nay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu nhất định sẽ lấy được giải thưởng bởi vì tôi không nhận ra ai có công lao cứu vớt loài người như cậu nữa. Có đúng không? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Nói thật, nghe được tin tức này mà bảo hắn hoàn toàn không động tâm thì không có khả năng. Giải thưởng Nobel đối với người Trung Quốc không xa lạ gì nhưng hình như chưa có duyên với người Trung Quốc. Vì vậy, một số Hoa Kiều đạt được giải thưởng Nobel đều được người Trung Quốc thổi phồng lên. Nhưng lúc nào người Trung Quốc mới có thể chính thức đạt được giải Nobel đây? Đứng trên sân khấu, tuyên bố với toàn bộ thế giới rằng người Trung Quốc chúng ta cũng có thể làm được những gì mà người khác có thể làm được. Chỉ là hắn không có biện pháp xác định lời Hoắc Phu Mạn có đúng hay không bởi vì bây giờ chưa phải lúc bình tuyển giải Nobel, hơn nữa giải dược virus ngọn lửa vừa mới được nghiên cứu ra, chuyện này sao lại nhanh như vậy chứ? Thấy Tần Lạc không tin lời mình nói, Hoắc Phu Mạn sốt ruột nói, Tần, chuyện này thiên chân vạn xác. Tôi có bằng hữu trong hội đồng, hắn có thể tiếp cận rất nhanh các loại tin tức mà tôi không thể chứng minh. Qua một thời gian nữa cậu sẽ rõ thôi. Hy vọng là như thế, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện không được bao lâu thì Hứa Đồng Lâm mang theo một đám người đi tới. Bây giờ Tần Lạc chính là một cái bánh thơm mát,
ai cũng muốn lại cắn một hai miếng. Chương 1486, Kim Sơn ánh vàng loè loè. Cỏ dại mọc tốt, ánh sáng rực rỡ, gà gáy chó sủa, nhà đá ghế mây. Ở dưới táng cây nho thoạt nhìn có mấy chục năm tuổi, một thanh niên mặc áo đời đường màu trắng đang nằm ở trên ghế mây nghỉ ngơi. Bên cạnh cách đó không xa là một chuồng heo, ruồi nhặng kêu ong ong ở bên cạnh, thỉnh thoảng đậu trên người hắn, hắn cũng hồn nhiên không phát hiện. Đúng lúc này, di động đặt trên bàn đá đột nhiên vang lên. Hắn mở to mắt, cầm di động qua, chưa thèm liếc dãy số hiện báo tới một cái, đã nhấn nút nhận nghe. Hắn biết, chỉ có một người biết số này. Nghỉ ngơi sao rồi, người đàn ông ở loa bên kia dịu dàng hỏi. Đừng nói nhảm, nam nhân mặc áo đời đường lạnh lùng nói. Có một tin xấu muốn nói cho anh, giọng đàn ông bên kia bình tĩnh nói. Vì rút hỏa diễm bùng nổ, khiến cho toàn bộ thế giới sợ hãi. Tần Lạc nghiên cứu chế tạo ra giải dược, hơn nữa giao giải dược cho văn nhân Mục Nguyệt. Tôi hiểu ý của anh, người đàn ông mặc áo thời đường nói. Không cần nghĩ cũng biết, có giải dược có thể tiêu thụ nhanh chóng khắp thế giới, thực lực gia tộc văn nhân sẽ nhận được tăng trưởng điên cuồng. Đến lúc đó, tiền mặt trong tay gia tộc văn nhân chính là con số thiên văn. Lúc đó, ai còn có thể chống lại bọn họ? Thăng bằng thực lực một khi bị đánh vỡ, chính là xui xẻo của rất nhiều người. Anh cần ra tay rồi, người đàn ông bên kia nói. Làm thế nào? Thứ nhất, chúng ta cướp đi giải dược. Thứ hai, chúng ta hủy giải dược. Trở về đi, tôi sẽ phái người hợp tác với anh. Hiểu rồi, tôi liền về ngay, người đàn ông mặc áo thời đường nói xong, cúp máy. Sau đó vung nhẹ, di động đặc chế màu đen đã bị hắn ném vào trong giếng nước trong sân. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái. Yến Kinh, tôi về rồi. Hắn vừa cười dữ tợn vừa nói. Đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc nhắn thời gian về nước cho truyền thông là ngày 23, nhưng mà, ngày 22 Tần Lạc đã lặng lẽ ngồi máy bay trở về. Quả thật rất lặng lẽ, nếu bên cạnh hắn không có mấy vệ sĩ nhắm mắt theo đuôi. Áo sơ trắng, vest đen, lại thêm một cái kính râm lớn che hơn nửa khuôn mặt, khác một trời một vực với ăn mặc của hắn lúc trước, thoạt nhìn giống như là cậu ấm nhà giàu. Nếu không phải là người cực kỳ thân cận thật đúng là khó nhận ra hắn. Một chiếc Mercedes, Ben màu đen đỗ ở cửa tầng một sân bay, Tần Lạc sải bước đi tới, kéo cửa xe ra, sau đó hắn chui vào. Đầu to ngồi ở tay lái phụ, Jesu cùng Ly cũng theo Tần Lạc chui vào buồng xe Ben. Rất nhanh, xe hơi liền phát động. Tần Lạc không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Hắn biết, sau khi trở về nước sẽ có càng nhiều chuyện hơn chờ hắn tới xử lý. Mặc dù giải dược virus hỏa diễm đã được nghiên cứu ra, nhưng bọn họ phải nhanh chóng đẩy nó ra thị trường. Tại lúc toàn dân sợ hãi, điên cuồng mà kiếm lấy một món tiền lớn. Thật ra, nếu như là một xí nghiệp vô lương, nếu trong tay có loại sát khí lớn như virus hỏa diễm này, có cây dụng tiền như giải dược virus hỏa diễm, cách mấy năm sẽ truyền bá virus một lần, sau đó lại bán thuốc giải của mình ra. Nhưng Tần Lạc biết chính hắn làm không được như vậy. Nếu hắn làm như vậy, có khác gì phòng thí nghiệm Uber? Đương nhiên, nếu có thế lực hoặc là quốc gia đối địch nào, ngược lại không ngại sử dụng xuống. Hắn không nói lời nào, mấy người Jesus, đầu to càng sẽ không nói. Tài xế chăm chú lái xe, đi về mục đích bọn họ đã đặt ra sẵn. Xe chạy vào bãi đỗ xe cao ốc Hoàn Cầu, sau đó thông qua thang máy chuyên dụng lên tầng 16. Phòng làm việc văn nhân Mục Nguyệt bây giờ ở tầng này. Mặc dù văn nhân Mục Nguyệt chỉ có tác dụng quyết sách, tất cả công việc đều giao cho trợ thủ cùng cấp dưới đi xử lý. Nhưng, vụ án giải dược virus hỏa diễm thật quá lớn đến mức ngay cả nàng cũng không có cách gì hoàn toàn yên tâm mà giao cho một người. Cho nên, nàng không ở tại Ánh Nguyệt Sơn Trang của mình, mà tới Hoàn Cầu để trấn giữ. Lúc Tần Lạc đẩy cửa tiến vào, văn nhân Mục Nguyệt đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý một sấp giấy tờ. Tần Lạc đi thẳng tới trước mặt nàng. Hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Văn nhân Mục Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, vẫn đặt ánh mắt ở trên đống giấy tờ trên bàn, nói, nhà máy đã chuẩn bị, chỉ là thu thập dược liệu cần chút thời gian. Có điều cũng may bên Khuynh Thành quốc tế có chuẩn bị tương đối nhiều, lại ở trước lúc tin tức chưa truyền ra thu mua hơn 10 xưởng thuốc, tồn kho của bọn họ cũng khá phong phú. Nhưng mà, lúc này vẫn không có cách gì thỏa mãn nhu cầu các quốc gia. Mặc dù anh còn chưa tuyên bố với giới bên ngoài bọn em là phương hợp tới với anh, nhưng mà, đã có không ít người thông qua quan hệ tìm tới chỗ em. Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói, đây là tất nhiên. Khứu giác thương nhân là linh mẫn nhất,
làm ăn sinh lợi như vậy bọn họ làm sao có thể tìm không được chút manh mối gì. Hơn nữa, quan hệ của em và anh tốt như vậy, không giao vào trong tay em, chẳng lẽ tiện nghi không công cho người khác. Văn nhân Mục Nguyệt rốt cuộc ngẩng đầu, ngẩng mặt lên nhìn về phía Tần Lạc. Anh còn tưởng rằng hợp đồng dễ nhìn hơn anh chứ? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Hắn đi qua, ôm thân thể văn nhân Mục Nguyệt từ phía sau lưng. Văn nhân Mục Nguyệt còn chưa quá thích ứng loại đụng chạm đến mức này, huống chi nơi này là phòng làm việc của nàng. Không cần khẩn trương, Tần Lạc nhỏ giọng nói. Không có mệnh lệnh của em, ai dám vào? Văn nhân Mục Nguyệt nghĩ thầm cũng đúng, cho dù là Mã Duyệt, ở lúc chưa có sự đồng ý của mình cũng không dám tùy tiện xông vào phòng làm việc của mình. Nghĩ như vậy, thân thể cũng thả lỏng không ít. Lại nghĩ tới dù sao lúc ở Nhật cũng bị hắn ôm chặt cưỡng hôn, để hắn ôm thêm một cái cũng không có vấn đề gì. Rõ ràng cảm giác được thân thể văn nhân Mục Nguyệt thả lỏng, điều này làm cho trong lòng Tần Lạc có cảm giác chinh phục trước nay chưa có. Văn nhân Mục Nguyệt trước kia giống như nữ thần cao cao tại thượng, văn nhân Mục Nguyệt bây giờ giống như là cô gái nhỏ nép vào người. Hơn nữa loại thay đổi này là vì mình, hắn không có lý do không kích động. Ngửi mùi thơm thanh nhã trên người nàng, nói, lúc ở Nhật, có không ít thành viên đoàn đại biểu bàn bạc với anh. Nhóm dược phẩm đầu tiên có thể còn chưa có cách gì thảo mãn thị trường trong nước. Văn nhân Mục Nguyệt nói, có điều em sẽ tận lực rút một bộ phận trợ giúp ngoại quốc. Chúng ta đều rõ ràng, virus hỏa diễm là người làm. Bây giờ mấy người ủng hộ phía sau màn phòng thí nghiệm Ober đều chết cả, nếu không có người đầu độc, Trung Quốc hẳn là tạm thời không có người mắc bệnh. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể không đưa lên thị trường Trung Quốc chút nào. Nếu vậy, không chỉ người trong nước sẽ hận chúng ta, nói chúng ta thiên vị ngoài lạnh nhạt trong, những người ngoại quốc kia cũng sẽ hoài nghi. Đồ tốt như vậy, sao không cho người trong nước mình chút nào, đều bán cả cho chúng tôi. Cho nên, ý của anh là, trước tiên bán nhóm nhỏ ở trong nước. Nếu có chính phủ hoặc tập đoàn y dược quốc gia khác muốn hợp tác, vậy thì thu tiền thế chấp cách xù của bọn họ. Trước tiên thu tiền của bọn họ đã, sau đó mặc kệ bọn họ có muốn giải dược này không, tiền này cũng đã vào túi tiền bọn họ. Hơn nữa, mọi người đều sợ chết, Tần Lạc rõ ràng, không ai sẽ cự tuyệt giải dược virus hỏa diễm. Cho dù nói rõ cho bọn họ biết, có thể virus hỏa diễm sẽ không lây bệnh đáo quốc gia này, nhưng vẫn sẽ có vô số người hy vọng có thể mua được thuốc dự phòng. Phòng ngừa chu đáo, đây chính là nhân tính. Bọn em đã thương lượng, định dùng biện pháp xếp hạng đấu giá để phân giải dược. Văn nhân Mục Nguyệt nói, 100 triệu đô la là giá khởi điểm, quốc gia hoặc tập đoàn y dược trả giá càng cao, thì càng có thể đạt được dược phẩm đầu. Trả tiền ít, cũng chỉ có thể xếp hạng sau đó. Đương nhiên, một số xí nghiệp quan hệ hoặc là quốc gia hữu hảo có thể được ưu tiên. Chiêu này lợi hại, Tần Lạc kích động nói. Tay không kìm nổi mà ôm vai văn nhân Mục Nguyệt, nói, vậy liền bức bách những tập đoàn y dược giàu có kia tranh nhau, tiền mặt gom vào trong tay chúng ta cũng càng ngày càng nhiều. Em đoán lần này chúng ta đại khái có thể thu được bao nhiêu tiền? Văn nhân Mục Nguyệt cầm bút ghi vào chữ trên tờ giấy trắng trước mặt, người không có khái niệm gì với tiền như Tần Lạc cũng bị hù sợ. Mặc dù số tiền kia chia cho hoàng đế một nửa, tài sản hắn hiện có cũng vẫn có thể mưu sát mấy siêu cấp phú hào trên bảng xếp hạng Forbes kia. Vẫn luôn biết y dược kiếm được tiền, nhưng không ngờ có thể lời như vậy. Khó trách Bill nói ở trong một thế kỷ, phú hào có thể giàu hơn hắn nhất định sẽ sản sinh ở sản nghiệp khỏe mạnh. Quan trọng nhất là, cái này còn thành lập ở dưới tình huống công ty của Tần Lạc chưa đưa ra thị trường. Nếu đưa ra thị trường, tài sản của Tần Lạc sẽ lại tăng gấp mấy lần. Ai biết được, anh đã giàu hơn em rồi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Vậy mới tốt, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Bởi vì em rất có tiền, nhìn em giống như nhìn một tòa núi vàng ánh vàng loè loè, dọa anh sợ tới mức không dám tới gần em. Bây giờ, anh rốt cuộc có lòng tin ôm em vào lòng rồi. Vậy anh nhìn Cửu Cửu, có phải liền thấy quân đội thiên quân vạn mã không? Chương 1487, anh em phản bội. Hiệp ca hội sở. Một chiếc BMW màu đỏ dừng ở cửa hội sở, cửa xe vị trí lái đẩy ra, một đôi giày cao gót màu đỏ xếp ở dưới đất. Sau đó, một đôi chân trắng nõn tinh tế duỗi ra, một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng khom lưng xỏ một chân vào trong giày, cũng xỏ chân còn lại vào trong giày. Đổi giày xong, nàng mới từ trong xe đi ra. Đóng cửa xe, nhấc chân đi vào trong hội sở. Thật xin lỗi tiểu thư, ban ngày quán rượu chúng tôi không buôn bán. Người phục vụ phụ trách trông quán tới đón, lên tiếng nói.
Tôi tìm người, cô gái vừa cười vừa nói. Xin hỏi cô tìm ai? Người phục vụ hỏi. Chiến hiệp ca. Cô là? Tôi là bạn của anh ta. Cô gái nói, tôi biết anh ta bị thương đã làm giải phẫu, cho nên tới xem thử. Người phục vụ do dự một chút, nói, xin chờ một chút, tôi vào thông báo một tiếng. Ừ, phiền anh, cô gái mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, người phục vụ liền đi ra, nói với cô gái, tiểu thư, cô vào đi. Ông chủ chúng tôi ở gian phòng ngoài cùng phía đông. Cảm ơn, cô gái nói cảm ơn, sau đó đi vào trong viện quán rượu. Cô gái đẩy cửa gian phòng ra, liền thấy chiến hiệp ca nằm ở trên giường đọc sách. Nàng giẫm giày cao gót vang cộp cộp đi qua, giật phát cuốn sách trong tay chiến hiệp ca, nói, anh vừa mới giải phẫu, phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều, bây giờ không thể đọc lâu. Sách này em tịch thu, ở trước khi thân thể anh chưa ổn, em sẽ không đưa cho anh. Sao lại vào từ cửa chính? Chiến hiệp ca ngẩng đầu nhìn cô gái một cái, hỏi. Sao không thể vào từ cửa chính? Cô gái hỏi ngược lại. Em không sợ bị người ta phát hiện à? Chiến hiệp ca nói. Phát hiện thì sao? Cô gái cười khanh khách, nói, cho dù có người thấy em tới thăm anh, cũng sẽ chỉ cho chúng ta là bạn hoặc nói em là người ngưỡng mộ anh. Ai có thể biết chúng ta là anh em? Nếu luôn đi cửa sau, ngược lại càng dễ khiến người ta hoài nghi. Chiến hiệp ca không muốn nói nhiều ở vấn đề này, hỏi, có chuyện gì à? Không có chuyện gì không thể tới thăm anh à? Cô gái ngồi xuống ở bên giường chiến hiệp ca, nói, hơn nữa, anh là anh em. Anh ruột của em, lúc anh làm giải phẫu, em không thể ở bên cạnh anh đã rất băn khoăn. Nếu anh đã trở lại em còn không tới thăm anh, vậy em còn là người à? Chiến hiệp ca liền trầm mặc. Hắn không cự tuyệt được tình thân. Từ lúc bắt đầu ở cô nhi viện, hắn luôn khát vọng cảm giác như vậy. Mặc dù về sau hắn thành anh hùng chiến đấu, tại thời gian nghỉ ngơi sau khi giết người, hắn vẫn luôn khát vọng tình cảm như vậy. Khát vọng có người ở phương xa quan tâm cùng dõi theo mình. Cô gái biết lời của mình đã có tác dụng, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói, anh, em mang theo chút súp cho anh. Anh uống thử một chén nha, em tự tay nấu cho anh đó. Đây là lần đầu tiên em nấu súp đó, mẹ em cũng không có lộc ăn này. Cô gái nói xong, chạy qua mở bình giữ ấm màu trắng nàng mang tới, đổ từ trong bình ra một chén canh gà đưa tới. Đã thêm sâm, rất bổ, cô gái hai tay bưng canh gà đưa tới. Chiến hiệp ca đưa tay nhận lấy, nhấp một miếng, quả thật rất thơm. Ngon không? Cô gái nhìn chiến hiệp ca cười tủm tỉm, lên tiếng hỏi. Ngon, chiến hiệp ca trả lời. Vậy thì uống nhiều một chút, cả một bình lớn mà, cô gái nói. Ừ, chiến hiệp ca đáp một tiếng, cúi đầu uống canh. Anh biết bên ngoài xảy ra chuyện chưa? Cô gái giả bộ như không chút để ý mà hỏi. Chuyện gì? Virus hỏa diễm đó, cô gái nói, Hạnh Đảo với Mã Lai đều xuất hiện virus hỏa diễm. Nghe nói lại virus này rất khó giải, toàn bộ chuyên gia y học trên thế giới đều không có cách gì giải được. Đã chết rất nhiều người, có thể sẽ bùng nổ đại quy mô đó. Bây giờ tất cả mọi người đều bàng hoàng, còn kinh khủng hơn phi điển trước kia nhiều. Em nói cho anh biết chuyện này để làm gì? Chiến hiệp ca hỏi. Cô gái thản nhiên cười, nói, có điều, bây giờ cũng không cần khẩn trương. Bởi vì Tần Lạc đã nghiên cứu ra giải dược virus hỏa diễm. Bây giờ mọi người trên khắp thế giới đều chờ giải dược dự phòng với cứu mạng của hắn đó. Ánh mắt chiến hiệp ca nhìn cô gái sáng quắc, canh gà trong tay cũng để xuống. Cô gái thấy phản ứng của chiến hiệp ca, nói, anh, sao thế? Canh gà uống không ngon à? Canh gà rất ngon. Thế sao anh không uống? Uống không vào. Cô gái trầm mặc. Một lát sau, nói, anh có phải đã quên thân phận của mình không? Thân phận? Cơ mặt chiến hiệp ca giật giật, thân phận gì? Anh là người Hà gia chúng ta, anh với em là cùng một ông, ba, mẹ. Chúng ta là anh em ruột, cô gái nói. Vậy, lúc anh chịu khổ, ông, ba, mẹ chung của chúng ta đang ở đâu? Anh, đó là vì trong nhà muốn bồi dưỡng anh. Vì ích lợi, cũng tiện tay vứt bỏ cả con mình. Đây gọi là bồi dưỡng. Hà Chí Tuệ không nói lời nào, chiến hiệp ca cũng không nói chuyện. Hai người đều cúi đầu không nói, bầu không khí trong phòng thoáng cái trở nên trầm mặc. Thật lâu sau. Anh, trước kia anh không phải đã đáp ứng rồi à? Anh đáp ứng giúp bọn em, đáp ứng giúp Hà gia tìm phương thuốc về, đáp ứng để gia tộc bọn ta một lần nữa hưng thịnh. Giọng Hà Chí Tuệ trầm thấp nói. Ừ, anh đã đáp ứng. Chiến hiệp ca nói.
Lúc đó, em dùng tình thân để mê hoặc anh. Anh không cách nào cự tuyệt. Vậy anh bây giờ? Bây giờ anh đã hiểu. Anh chỉ là một con cờ. Là một con cờ các người tùy thời có thể hy sinh. Chiến hiệp ca cười lạnh nói. Còn nữa, em dựa vào cái gì cho rằng anh có thể lấy được phương thuốc? Tần Lạc cảnh giác như vậy, hắn sẽ nói cho một người không chút liên quan như anh phương thuốc ở đâu à? Em đương nhiên biết hắn sẽ không nói cho anh biết phương thuốc ở đâu. Sát cơ trong mắt Hà Chí Tuệ chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh, nàng lại mỉm cười nhìn về phía chiến hiệp ca, nói, anh không cần phải tự mình đi tìm hắn đòi phương thuốc. Anh chỉ cần tiếp xúc với hắn, sau đó phối hợp hành động của bọn em sẽ có cách lấy được phương thuốc từ trong tay hắn. Đừng quên, Hà gia chúng ta cũng là làm thuốc. Anh không làm được, chiến hiệp ca lạnh giọng cự tuyệt, cho dù làm được, anh cũng sẽ không làm. Bởi vì hắn chữa hết bệnh của anh, Hà Chí Tuệ hỏi. Phải, bởi vì hắn chữa hết bệnh của anh, chiến hiệp ca nói, em luôn miệng gọi anh là anh, nhưng chỉ là để sử dụng một phế nhân như anh làm việc cho các người. Anh cùng Tần Lạc không quen không thân, nhưng hắn lại kéo anh từ quỷ môn quan về. Các người làm như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Anh phải nhớ kỹ, trong cơ thể của anh chảy dòng máu Hà gia chúng ta. Hà Chí Tuệ rốt cuộc bộc phát, dựa vào cái gì họ Tần bây giờ có thể vẻ vang như vậy? Cũng bởi vì hắn cướp đi phương thuốc của chúng ta, dựa vào cái gì hắn sẽ trở thành nhà giàu nhất thế giới? Vẫn là vì hắn cướp đi phương thuốc của chúng ta. Nếu phương thuốc ở trong tay chúng ta, lúc này tất cả vinh quang đều thuộc về chúng ta. Hắn là cừu địch mỗi người Hà gia chúng ta. Làm sao anh có thể dễ dàng bị hắn mua chuộc như vậy? Dễ dàng như vậy, chiến hiệp ca cười khổ. Yêu cầu thấp như vậy các người cũng không làm được, còn có tư cách gì hỏi vấn đề này? Anh, mời hắn tới uống chén trà, được không? Hà Chí Tuệ vẻ mặt chăm chú nhìn chiến hiệp ca. Anh là bệnh nhân của hắn. Nếu thân thể anh có gì không thoải mái, hắn hẳn là sẽ chạy tới. Sau đó thì sao? Hạ độc ở trong trà, bức hắn dùng phương thuốc để cứu mạng mình, đúng không? Chiến hiệp ca trầm giọng hỏi. Ừ, Hà Chí Tuệ không có giấu giếm, gật đầu rất thẳng thắn. Bọn em không còn cách gì khác, lời mời của những người khác, hắn chưa chắc nhận lời. Nhưng hắn đối với anh tương đối đặc biệt, hẳn là vì thân phận quân nhân của anh. Em bán anh đi còn chưa tính, em còn định bán cả tôn nghiêm cùng vinh dự quân nhân của anh đi. Chiến hiệp ca mỉa mai nói. Những thứ đó đều không đáng tiền. Hà Chí Tuệ nói, tôn nghiêm gì, vinh dự gì. Những thứ đó đều là hư vô, anh biến thành như vậy, có ai từng xem trọng liếc anh một cái chưa? Nếu anh có thể lấy được phương thuốc, chúng ta liền có thể trở thành người giàu có nhất trên thế giới này. Khi đó, ai còn có thể khinh thường anh? Chính mình, chiến hiệp ca vỗ lồng ngực của mình, nói, chính mình sẽ xem thường mình. Ai, Hà Chí Tuệ khẽ thở dài, thật không muốn đi bước này. Đáng tiếc, anh quá ngu xuẩn, làm hư chuyện. Em muốn làm cái gì? Chiến hiệp ca hỏi. Ánh mắt Hà Chí Tuệ chuyển hướng chén canh gà chiến hiệp ca vừa đặt xuống, nói, anh không nên uống chén canh gà kia. Mặc dù em là lần đầu tiên tự tay nấu canh, nhưng mà, cũng không phải là lần đầu tiên hạ độc trong canh. Nó tên Ba Toa, là độc dược em điều phối ra, tên cũng là em lấy cho nó. Chương 1488, anh là ma quỷ. Chuyện đau lòng nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bởi vì từ nhỏ chính là cô nhi. Không có được bất kỳ quan tâm nào, cho nên chiến hiệp ca phá lệ quý trọng phần tình cảm muộn màng này. Tại lúc nàng tìm tới cửa gọi hắn là anh, lòng của hắn run lên một cái. Mặc dù nàng đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, hắn vẫn đáp ứng. Bởi vì nàng là em của hắn, hắn không có lý do không giúp em mình. Nhưng mà, chuyện xảy ra sau đó, khiến hắn hãm sâu vào trong mâu thuẫn cùng thống khổ. Hắn biết việc mình làm là sai, nhưng bởi vì có tình thân ở phía sau thúc giục. Hắn cũng chỉ có thể cố gắng đi về phía trước. Tần Lạc rõ ràng hoài nghi sâu sắc lai lịch của mình, nhưng, là một bác sĩ, hắn vẫn lựa chọn cứu trị mình. Hắn sau khi tỉnh lại nghe chiến hữu nói qua, vốn là giải phẫu thất bại, mình thật ra đã chết rồi. Nhưng mà, Tần Lạc không buông xuôi, lại dùng ngân châm kéo mình từ quỷ môn quan trở lại. Một khắc kia, hắn mới biết mình sai đến cỡ nào. Vì vậy, hắn hạ quyết tâm không giúp bọn họ nữa. Hà gia. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi qua Hà gia. Nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, em ruột của hắn sẽ dùng độc dược để uy hiếp hắn. Cay độc như vậy, không chút lưu tình. Anh, em biết anh rất tức giận, nhưng mà,
em còn có cách gì nữa chứ? Hà Chí Tuệ lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Gương mặt xinh đẹp như vậy, làm ra biểu tình ủy khuất như vậy, lại không khiến người thấy thương tiếc, chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Em biết anh là quân nhân, trọng cảm tình, giảng nghĩa khí. Tần Lạc lại là ân nhân cứu mạng của anh, muốn anh ra tay với hắn là không thể nào. Nhưng mà, bọn em nhất định phải lấy được phương thuốc mới được. Theo sự gia tăng về tài phú của hắn, bọn em muốn động thủ nữa cũng càng ngày càng khó. Ở trước khi thuốc giải chưa đưa ra thị trường, bọn em nhất định phải hạ hắn. Hai mắt Chiến Hiệp Ca nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy tia máu. Anh chỉ cần dựa theo lời em nói mà làm, gọi điện cho hắn, nói thân thể của anh hơi không thoải mái. Sau khi hắn kiểm tra thân thể cho anh, mời hắn uống một chén nước trà do em điều chế. Hà Chí Tuệ nhẹ giọng nói, không giống như là đang uy hiếp người, giống như là đang thương lượng với người ta. Như vậy, mục đích của chúng ta đã đạt được, em lấy được phương thuốc, sẽ giải độc ba toa cho anh. Anh là anh của em, sao em nhẫn tâm hại anh thật được? Hà Chí Tuệ, cô quả thật quá coi thường tôi. Chiến Hiệp Ca vừa cười như điên vừa nói. Bởi vì cười quá kịch liệt, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn ở ngực bị rách ra, chảy ra tia máu đỏ. Chuyện tôi muốn làm có thể không có cách gì thành công, nhưng mà, chuyện tôi không muốn làm, cả ông trời cũng không cách gì miễn cưỡng tôi. Sự nôn nóng trên mặt Hà Chí Tuệ chợt lóe rồi biến mất, nói, em hình như đã quên nói cho anh biết độc tính của ba toa. Cứ 3 giờ sẽ phải dùng giải dược một lần. Nếu anh không dùng giải dược trong 3 giờ, sẽ lập tức suy tim mà chết. Không nên vọng tưởng đi tìm những bác sĩ khác để chữa trị. Thuốc này có lẽ không bằng virus hỏa diễm, nhưng mà, mấy bác sĩ bên ngoài kia tuyệt đối không có cách gì chữa khỏi. Hơn nữa, bọn họ chỉ có thời gian 3 tiếng. Cô nghĩ rằng tôi sợ chết à? Chiến Hiệp Ca cười lạnh nói, hắn dùng tay vỗ vỗ chân gãy của mình, nói, đáng giá của đoạn chân này. Là vì 26 cái đầu tôi chặt xuống ở mấy chiến trường. Tất cả đều là tinh anh kẻ địch, còn viên đạn ở ngực này, đây là bị người ta bắn lén, mấy trận chiến, tôi cùng các anh em giết sạch bọn họ. Trận chiến dạng gì mà tôi chưa từng thấy, nếu sợ chết thì có thể làm được quân nhân, có thể lên chiến trường sao? Vấn đề là, bây giờ anh không phải là quân nhân, hơn nữa không phải là chết ở trên chiến trường. Hà Chí Tuệ còn muốn cố gắng thuyết phục Chiến Hiệp Ca. Là chết ở trên tay em gái ruột của mình, có bao nhiêu khuất nhục chứ? Chết như vậy cũng có ý nghĩa, Chiến Hiệp Ca vẻ mặt kiêu ngạo nói, bởi vì các người sẽ chết giống tôi. Anh, Hà Chí Tuệ giận dữ. Ai? Có người khẽ thở dài. Lúc này tiếng thở dài đột nhiên phát ra từ cửa, khiến hai người trong phòng đồng thời kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của Hà Chí Tuệ chính là nắm lấy bọc nhỏ của mình, lấy một khẩu súng lục mini ở trong bọc ra. Kéo chốt an toàn ra. Họng súng nhắm vào anh Chiến Hiệp Ca của mình. Nàng không biết đứng ngoài cửa là ai, còn anh nàng lại là người bệnh. Nhắm vào hắn là thích hợp an toàn nhất. Két! Cửa gian phòng bị người đẩy ra, Tần Lạc mặc trường bào màu đen xuất hiện ở cửa. Hắn nhẹ gật đầu với Chiến Hiệp Ca, sau đó ánh mắt chuyển lên trên mặt Hà Chí Tuệ, lên tiếng hỏi, hai người các ngươi quả thật là anh em ruột. Đương nhiên phải, Hà Chí Tuệ cố gắng duy trì trấn định, nàng âm mưu tính kế Tần Lạc. Muốn lấy kim hạp dược phương từ trong tay hắn. Không ngờ chính là, lúc này hết thảy đều bị hắn nghe được. Nếu như vậy, thân phận của nàng đã bại lộ, Hà gia cũng sẽ bại lộ. Cục diện như thế là nàng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra cách ứng đối gì tốt hơn. Cô dùng gì để chứng minh? Tần Lạc hỏi. Tôi không cần phải chứng minh với anh. Hà Chí Tuệ lạnh giọng nói. Lập tức lui ra, nếu không tôi một phát bắn chết hắn. Tần Lạc không lui ra ngoài, mà nhìn Hà Chí Tuệ nghiêm trang nói, tôi cảm thấy hai người các ngươi không phải là anh em ruột. Mặt anh Hiệp Ca lớn, mặt cô nhỏ. Anh Hiệp Ca là mắt một mí, cô là mắt hai mí. Da anh Hiệp Ca tương đối đen, da của cô tương đối trắng. Ngực của cô là cắp C, anh Hiệp Ca. Câm miệng, Hà Chí Tuệ giận dữ quát lên. Tần Lạc, tôi mặc kệ anh làm trò gì, lập tức lui ra ngoài. Súng trong tay nàng dí ở trên đầu Chiến Hiệp Ca, nói. Nếu không, tôi liền một phát bắn nát đầu hắn. Thế sao cô còn chưa nổ súng? Tần Lạc nói, chẳng lẽ cô cảm thấy, tôi sẽ để ý sống chết của hắn? Hà Chí Tuệ nhìn về phía Tần Lạc lộ vẻ kinh ngạc. Người này có ý gì? Hắn không phải là rất quan tâm Chiến Hiệp Ca sao? Nếu không quan tâm sống chết của hắn, ban đầu sao còn muốn làm giải phẫu cứu hắn? Cô cảm thấy bộ dạng tôi giống kẻ ngu sao? Tần Lạc cười lạnh nhìn về phía Hà Chí Tuệ.
biết rất rõ hắn cố ý tiếp cận mưu đồ gây rối, còn nhiệt tình tiếp nhận chữa bệnh cho hắn. Tôi là bác sĩ, không phải là thánh nhân. Anh, Hà Chí Tuệ chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, nàng một lòng muốn để anh mình tiếp cận Tần Lạc, từ đó dẫn hắn vào trong. Không ngờ chính là, hắn đang bố cục bày trận, dụ mình ra. Bây giờ nghĩ ra rồi, Tần Lạc mỉa mai nói. Không sai, tôi chính là muốn xem thử sao hắn phải tiếp cận tôi, rốt cuộc là muốn làm gì, phía sau màn có ai sai khiến. Cho nên, tôi xưng em gọi anh với hắn, tôi giúp hắn lấy đạn. Thậm chí, sử dụng phương pháp giải phẫu làm sốc tạm thời trong quá trình trị liệu, khiến trái tim của hắn tạm thời ngừng đập, ở sau khi đồng nghiệp hắn thấy, lại dùng ngân châm giúp tim hắn hồi phục, tạo thành hiện tượng giả kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Tôi làm hết thảy, chính là để hắn tin tôi không chút nghi ngờ. Bây giờ, hắn đã làm được rồi, cô cũng xuất hiện, cô cảm thấy, tôi sẽ còn quan tâm tới sự sống chết của hắn. Anh là ma quỷ, Hà Chí Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói. Không, tôi là anh hùng, Tần Lạc phản bác, bây giờ cô đi ra ngoài mua đại một tờ báo, phía trên đều viết như vậy. Cho dù tôi giữ cô lại, bọn họ vẫn xem tôi là anh hùng. Anh đồ ma quỷ này, Hà Chí Tuệ đột nhiên rời họng súng, giơ súng bắn vào đầu Tần Lạc. 3. Chiến hiệp ca khôi phục tự do đánh ra một quyền, trực tiếp đánh Hà Chí Tuệ từ trên giường ngã xuống. Két sắc, thân thể Hà Chí Tuệ ngã dưới đất, súng lục trong tay cũng rơi ra. Nàng nhanh chóng bỏ qua muốn nhặt súng lên, nhưng tay của nàng lại bị một bàn chân to dẫm lên. Một người đàn ông tướng mạo bình thường nhìn nàng từ trên cao xuống, trong tay của hắn cũng giơ một khẩu súng lục. Nàng biết, mình thất bại rồi, không còn bất cứ cơ hội nào. Mang nàng đi, thẩm vấn cho kỹ, Tần Lạc nói. Đầu to gật đầu, xách nàng từ dưới đất lên. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, đầu to tát qua một cái. Vì vậy, cằm của nàng liền chật khớp. Cổ họng mấp máy, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Trong lòng Tần Lạc cũng rất sốt ruột. Đầu to này không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, khi nào mới có thể tìm được vợ chứ. Đợi sau khi đầu to mang Hà Chí Tuệ ra ngoài, Tần Lạc đi đến bên cạnh chiến hiệp ca giúp hắn kiểm tra vết thương. Cần dịt thuốc với băng bó lần nữa, Tần Lạc nói. Ánh mắt chiến hiệp ca nhìn chằm chằm Tần Lạc sáng quắc, trầm mặc không đáp. Tần Lạc thở dài, nói. Lời tôi mới vừa nói là giả. Để rời đi mục tiêu của nàng. Tôi biết, chiến hiệp ca nhếch miệng cười. Có điều tôi trước kia quả thật không hề xem anh là bạn. Đương nhiên, sau khi nghe xong thổ lộ vừa rồi của anh, trong lòng tôi vô cùng cảm động. Tần Lạc vươn tay về phía chiến hiệp ca, nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là bạn. Bạn chân chính. Chiến hiệp ca mặt đầy vui mừng, đưa tay nắm chặt bàn tay to của Tần Lạc. Chương 1489, Đại Lưu Manh. Chiến hiệp ca bị em gái Hà Chí Tuệ dùng độc dược uy hiếp, Tần Lạc mang theo vệ sĩ kịp thời xuất hiện anh hùng cứu anh hùng, điều này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Tần Lạc đến thăm thương thế chiến hiệp ca, vừa vặn phát hiện âm mưu quỷ kế của Hà Chí Tuệ. Thứ hai, Tần Lạc một mực tìm người theo dõi chiến hiệp ca, sau khi biết Hà Chí Tuệ xuất hiện, lập tức chạy tới vây quét. Tổng hợp lại đủ loại tình huống tiến hành phân tích. Chân tướng chân thật hẳn là thuộc về loại thứ hai. Bởi vì Tần Lạc vừa mới từ Nhật về, trong tay có rất nhiều chuyện cần xử lý, làm sao có thể vội vàng chạy tới thăm mình. Đúng như Tần Lạc vừa mới nói, trước kia hắn cũng không coi chiến hiệp ca là bạn. Hơn nữa, nếu Tần Lạc tới thăm mình, nhất định là phải đi cửa chính. Nếu như là đi cửa chính, sao chiến hiệp ca lại không có được bất kỳ thông báo gì? Nhưng mà, cho dù là loại thứ nhất hay là loại thứ hai, Tần Lạc cũng sẽ không nói rõ, chiến hiệp ca cũng sẽ không ngốc đến độ chủ động lên tiếng hỏi. Ít nhất kết quả là tốt, bọn họ bây giờ là bạn bè. Về phần một ít quá trình ở giữa, vẫn lý tính mà bỏ qua đi. Tôi nên sớm nói rõ với cậu, chiến hiệp ca vẻ mặt áy náy nói. Có mấy người có thể cự tuyệt yêu cầu của người thân chứ? Tần Lạc vừa cười vừa nói, đang cởi bỏ băng ở ngực chiến hiệp ca giúp hắn một lần nữa băng bó bôi thuốc. Cậu đã sớm biết động cơ tôi tiếp cận cậu không đơn thuần, cũng không nên mạo hiểm cứu tôi. Nếu vậy, chẳng phải tôi đã thiếu đi một người bạn sao? Tần Lạc vỗ vỗ bả vai chiến hiệp ca, nói, đừng nghĩ quá nhiều. Chiến hiệp ca không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Bây giờ chuyện bại lộ, tình huống cũng trở nên càng thêm phức tạp. Cậu không hỏi tôi chuyện Hà gia sao? Chiến hiệp ca lên tiếng nói. Tần Lạc rót thuốc trừ độc trên ngực chiến hiệp ca. Sau đó giật băng gạc mới để giúp hắn băng bó. Quấn tầng tầng lớp lớp,
lại thắt một nơ con bướm xinh đẹp, lúc này mới thỏa mãn mà nhìn kiệt tác của mình, nói, ngàn vạn lần không nên tức giận nữa. Cũng không nên làm vận động quá khích, nếu không, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Sau khi dặn dò, lúc này mới trả lời vấn đề của chiến hiệp ca, vừa cười vừa nói, mặc dù thoạt nhìn Hà gia này đối với anh không được tốt cho lắm, nhưng dù sao anh cũng là một phần của bọn họ, cũng không cần phải gia tăng gánh nặng tâm lý cho anh. Yên tâm đi, tôi cần gì, bọn họ đều có thể hỏi ra thay anh. Cảm ơn, chiến hiệp ca cảm kích nói. Quả thật, hắn bởi vì nội tâm xấu hổ cùng vô cùng cảm kích với Tần Lạc, cho nên mới cự tuyệt kế hoạch của em gái. Nhưng mà, điều này cũng không đại biểu cho hắn có thể xoay lại đâm Hà ra một đao. Điều này nghe có chút ngu xuẩn, nhưng lại là sự cố chấp của hắn. Cũng chính bởi vì như vậy, Tần Lạc mới xem trọng hắn. Nếu hắn xoay lại bán cả gia tộc mình, trong quá trình ở chung sau này, Tần Lạc ngược lại còn phải đề phòng hắn một chút. Cậu định xử lý bọn họ như thế nào? Chiến hiệp ca hỏi, hắn từng điều tra Tần Lạc, biết với nhân lực, tài lực cùng nhân mạch Tần Lạc bây giờ, Hà gia một khi bại lộ, liền cách sụp đổ không xa. Đây cũng là nguyên nhân Hà Chí Tuệ không dám hiện thân, mà lại một mực bảo đứa con bị vứt bỏ không chút liên quan gì tới Hà gia như hắn động thủ. Tôi là người tốt, nhưng không phải là một người thiện lương. Tần Lạc vừa cười vừa nói, người khác khi dễ tôi, nếu tôi không khi dễ ngược lại, trong lòng sẽ luôn nghẹn tức. Dừng một chút, Tần Lạc nói, cho nên, tôi muốn xả giận. Một lát sau, đầu to gõ cửa đi vào, nói, lấy được giải dược rồi. Tần Lạc nhận lấy bình nhỏ màu trắng hắn đưa tới, nói, xác định rồi. Ở dưới tình huống như vậy, cô ta không có lý do để nói dối. Đầu to nói chắc chắn. Vất vả rồi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Sau đó hắn ném bình nhỏ màu trắng kia cho chiến hiệp ca, nói, mau giải độc trên người đi. Cảm ơn, chiến hiệp ca nhận lấy giải dược, trong lòng quả thật trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người hạ độc là em gái ruột của mình, người mình vốn muốn làm hại lại từ trên người em gái lấy giải dược về cho hắn. Thế sự chính là kỳ diệu như thế. Nếu vừa rồi hắn chấp nhận yêu cầu của em gái, bây giờ kết quả của mình là gì? Muốn đến chuyện Tần Lạc đột nhiên từ bên ngoài xông vào, chiến hiệp ca cũng không khỏi bị hù đến một thân mồ hôi lạnh. Người đàn ông này quá giảo hoạt, cũng quá cường thế. Bên cạnh của hắn cao thủ như mây, muốn hại hắn sao dễ dàng chứ? May là, chúng ta bây giờ là bạn bè, chiến hiệp ca thầm nghĩ ở trong lòng. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Tần Lạc nói với chiến hiệp ca. Tốt nhất tìm một vài người bạn tới bồi anh, bởi vì tôi không xác định bọn họ sẽ còn có an bài gì với anh hay không. Đương nhiên, nếu bọn họ lại định ra tay, anh sẽ ra tay với bọn họ à? Chiến hiệp ca hỏi, Tần Lạc nói, nếu bọn họ tiếp tục ra tay thì chắc chắn Hà gia sẽ gặp phải tai nạn. Cô gái kia bị chúng tôi bắt đi, tin tức rất nhanh sẽ bại lộ. Tần Lạc nói, đương nhiên phải ra tay lúc bọn họ không kịp phòng bị. Chiến hiệp ca định nói gì đó. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Người ra tay không phải là Tần Lạc, mà lại là Văn Nhân Mục Nguyệt. Đây là lựa chọn ổn thỏa nhất, bởi vì với thực lực cùng nhân mạch của gia tộc Văn Nhân có thể lập tức đánh Hà gia lọt vào đáy cốc, không có bất kỳ dư âm phản kháng cùng dãy dụa nào. Có chút vấn đề, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn báo cáo hành động trong tay, cau mày nói. Em cũng phát hiện, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lúc này, hắn đang ngồi ở trong phòng chữ tàng của Ánh Nguyệt Sơn Trang. Thưởng thức một số bảo tàng cực phẩm của Văn Nhân Mục Nguyệt. Nàng mặc quần áo rất mốt, nhưng trong xương lại cứ có hướng thích mấy thứ cổ điển. Nàng cất chứa nhiều nhất là chạm khắc gỗ cùng tranh chữ, những đồ này ở trong phòng chữ tàng của nàng tùy thời có thể thấy được. Không biết là chính nàng bày hay là có danh sư chỉ điểm, mỗi một thứ đều bày ở chỗ nó nên xuất hiện nhất. Nhìn vào làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Trước kia khi quan hệ Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt còn chưa thân mật như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không dẫn hắn vào. Bây giờ sau khi vào, hắn có loại cảm giác đặt mình trong bảo khố. Một số tranh chữ danh nhân cấp thế giới cùng chân phẩm đường tống không ngờ xuất hiện ở trong này, không thể không khiến Tần Lạc cảm thán một tiếng, cuộc sống của người có tiền đúng là không có cách gì tưởng tượng. Hắn luôn xem nhẹ sự thật mình cũng là một người có tiền. Bọn họ quá yếu, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nếu để cho đối thủ nghe câu bình luận này, nhất định sẽ giận đến độ không thể dậm chân. Anh khi dễ tôi, tra tấn tôi, lăng nhục tôi, đánh tan tác tôi còn chưa tính, anh còn chê thực lực của tôi quá yếu. Có kẻ bắt nạt người như anh sao? Phải đó, Tần Lạc nói, Hà gia quá nhỏ rồi, có khác nhau rất lớn so với anh nghĩ. Quy mô xí nghiệp bọn họ,
đoán chừng cũng xấp xỉ công ty y dược kinh doanh hạng 3 của ba anh. Thế ra y dược như vậy ở Trung Quốc không có 100 cũng có 80. Rất dễ làm cho người ta xem nhẹ. Bầy bố lâu dài với bọn họ không phù hợp. Văn nhân Mục Nguyệt suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là thương? Cái gọi thương, chính là chỉ kẻ chịu tội thay bị người khác đẩy ra. Nhưng mà, cho dù là Tần Minh nói hắn họ Hà, hay là Hà Chí Tuệ bắt được hôm nay, đều chứng minh bọn họ là độc lập. Đây cũng giống như một đứa nhỏ 8 tuổi muốn trở thành tướng quân. Có thân thể nho nhỏ, nhưng lại có lý tưởng rộng lớn. Thoạt nhìn quả thật có chút quái dị. Phải đó, Tần Lạc gật đầu, chuyện hơn 20 năm trước ông nội của anh bị bắt cóc em cũng biết rồi, bọn họ đã có thể sắp xếp đưa người vào nhà chúng ta, chứng minh ánh mắt của bọn họ lợi hại phi thường, sử dụng thủ đoạn âm mưu quỷ kế cũng tương đối sắc bén. Người có thể làm ra chuyện như vậy, sao sẽ dễ dàng thất bại như vậy? Tiếp tục cha, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói, chuyện trước đó em đều đã làm xong, chuyện phía sau liền để anh xử lý đi. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lạc, chớp mắt không nói gì. Tần Lạc liền ôm một tấm chạm khắc gỗ lớn trong tay tới trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, vừa cười vừa nói, em xem tay của em trắng như vậy, anh sao cam lòng để nó dính vào những chuyện máu tanh này. Em chưa từng làm chuyện máu tanh, văn nhân Mục Nguyệt nói, đều là người khác giúp em làm. Người to nói chuyện, người nhỏ chạy việc, Tần Lạc vừa cười vừa nói, anh vẫn luôn ở vào chân chạy việc. Hắn ôm chạm khắc gỗ kia tới trước mặt văn nhân Mục Nguyệt, hỏi, chạm khắc gỗ này rất kỳ quái, là có ý gì? Văn nhân Mục Nguyệt nhìn lướt qua, khuôn mặt tức khắc biến thành đỏ bừng. Đó là một bức điêu khắc xuân cung, là tư thế lúc nam nữ hợp thể. Hơn nữa dùng còn là liên thức ngồi quan âm. Đây là quản gia văn nhân Mục Nguyệt giúp nàng thu thập ở bên ngoài về, trước kia nàng từng xem, cũng không để ý. Không ngờ Tần Lạc hư hỏng như vậy. Không ngờ lại chạy tới vẻ mặt thiên chân vô tà mà hỏi mình là cái gì. Lưu manh, văn nhân Mục Nguyệt cắn răng nói. Tần Lạc mở to mắt nhìn về phía văn nhân Mục Nguyệt, giả bộ khó hiểu nói, anh đang hỏi em tấm chạm khắc gỗ này điêu khắc cái gì. Sao lại thành lưu manh? Đại lưu manh, văn nhân Mục Nguyệt càng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 1490, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Cười mà chứa giận, như có như không. Những lời này, đại để hình dung chính là cô gái như văn nhân Mục Nguyệt. Không nói thì thôi chứ, sao có thể chửi người? Tần Lạc tức giận nói, được rồi, em đã mắng anh là lưu manh, nếu anh không lưu mạnh, vậy không phải là quá oan uổng à? Vì vậy, Tần Lạc để tấm điêu khắc lưu manh kia xuống, ôm cổ văn nhân Mục Nguyệt hôn một cái trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Văn nhân Mục Nguyệt không có tránh né, chỉ nhắm đôi mắt như thu thủy kia im lặng hưởng thụ. Lông mi thật dài run nhẹ, để lộ ra tâm tình không an tĩnh lúc này của nàng. Thơm, ngọt, mềm, Tần Lạc cũng không cam lòng tách miệng rộng của mình ra khỏi cái miệng nhỏ của nàng. Có điều, chính nhân quân tử Tần Lạc vẫn cố gắng kéo dục vọng của mình trở về. Được rồi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Tần Lạc chột dạ mà tìm một cái cớ thay mình, hắn chỉ muốn hôn văn nhân Mục Nguyệt một chút mà thôi. Khuôn mặt văn nhân Mục Nguyệt ửng đỏ, cánh mũi có mồ hôi bịn dịn. Đôi môi kiểu diễm ướt át, mà ngay cả ánh mắt cũng đều có thể nhỏ ra nước. Ánh mắt nàng nhìn Tần Lạc sáng quắc, nhỏ giọng nói. Em mắng hai lần. Tần Lạc mặt đầy khiếp sợ mà nhìn về phía văn nhân Mục Nguyệt. Sau đó, khiếp sợ này đã bị dục vọng cùng tình cảm mãnh liệt không thể kháng cự trong cơ thể bao bọc. Hắn rốt cuộc không khống chế nổi mình nữa, nhào tới, đặt thân thể văn nhân Mục Nguyệt ở trên người, miệng rộng tìm tới cái miệng nhỏ nhắn của văn nhân Mục Nguyệt. Sau đó tùy ý hôn môi cùng sờ soạng. Cô gái này, Tần Lạc vừa sờ soạng vừa thầm nghĩ ở trong lòng, đáng yêu đến độ thiên lý khó dung. Bộ trường đại nhai có một quy củ ước định mà thành, chính là cho dù bất cứ xe hơi của ai lái qua, cũng không thể ấn còi ở trên đường. Đây là một loại hành vi không lễ phép, hơn nữa sẽ quấy nhiễu một số quan lớn hoặc là lãnh đạo tại chức ở nơi này, khiến cho người khác phản cảm. Két! Một chiếc xe Hummer dừng lại ở cửa bộ trường đại nhai. Bạch Phá Cục mặc một bộ tây trang màu đen đẩy cửa xuống xe, ngẩng mặt lên đánh giá ngôi nhà cũ hắn đã một thời gian chưa trở về này. Tây trang vừa vặn, giày da đặc chất châu Âu, áo sơ mi trắng, thắt một cái cà vạt đường vân. Vẫn tóc ngắn như trước, nhưng, khí thế cả người cũng không đủ lực công kích giống như trước kia. Bạch Phá Cục bây giờ thoạt nhìn không giống như là một con mãnh hổ, mà giống một con hùng sư ngủ gà ngủ gật hơn. Thoạt nhìn không chút nguy hại, nhưng mà... Nếu có người dám trêu chọc đến hắn,
hắn sẽ đánh người ta một kích sấm sét. Hắn đi tới nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở, lộ ra khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ quýt. Thiếu gia, lão nhân hơi cúi người chào. Ông đâu, khẽ cười với lão, hỏi. Ở trong viện hút thuốc lào, lão nhân nói, lão không quen khuôn mặt tươi cười này của Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục khẽ gật đầu, sải bước đi vào đại viện. Ánh sáng ấm áp, dưới táng cây táo lớn chừng trăm năm, một ông già đang nằm ở trên ghế mây hút thuốc lào. Ghế mây bị mài đến trơn bóng, màu sắc cũng trở thành vàng nhạt, nhưng mà, thoạt nhìn nó vẫn bền chắc như vậy. Ánh mắt ông già khép hờ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu không phải hơi khói nhàn nhạt trong mũi phun ra, giống như là đang ngủ. Ông, Bạch Phá Cục đi tới bên cạnh ông già, cúi chào. Ông già không đáp, chỉ cầm trên tay ống thuốc lào để bên miệng phì phèo mấy ngụm. Bạch Phá Cục cũng không nói thêm gì nữa, đứng đợi kiên nhẫn ở đó. Một lúc sau, không biết là thuốc lào lão hút hết rồi, hay là lão nằm có chút mệt, cuối cùng chống người dậy. Bạch Phá Cục đi nhanh ra sau lưng, bóp vai giúp lão. Ông, thân thể gần đây có khỏe không? Ăn cơm thế nào? Bạch Phá Cục cười hỏi. Tạm thời không chết được, lời lão nói ra rất không êm tai. Ha ha, ông phải sống 200 tuổi, Bạch Phá Cục nói lấy lòng. Không sống lâu vậy được, con cháu không tranh khí, liền sớm bị tức chết. Là bọn cháu vô năng, Bạch Phá Cục áy náy nói. Ba, lão nện ống thuốc lào trong tay ra, vật phẩm theo lão mấy chục năm kia đập mạnh vào tường, bị nứt ra một lỗ lớn. Sao thế, lão quản gia mở cửa vừa rồi vội chạy qua nhặt ống thuốc lào lên ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói, lão gia. Vỡ rồi, làm sao bây giờ? Vỡ thì thôi, nó chỉ là một ống thuốc lào. Ông già vẻ mặt giận dữ nói, cái nhà này nếu tan vỡ, hết thảy đều tiêu đời. Ông biết rồi, Bạch Phá Cục trầm giọng nói. Biết, ông có thể không biết sao? Ông già giận đến run rẩy. Nhà tứ gia gia cháu bại, người bị những thằng nhãi kia bắt đi, chuyện lớn như vậy ông có thể không biết à? Bạch Phá Cục, cháu làm sao đây? Cháu làm sao ăn nói? Là sơ sẩy của cháu. Bạch Phá Cục xin lỗi nói. Cháu từng dặn dò bọn họ, không nên tiếp xúc tùy tiện với Tần Lạc. Nhưng mà, trí tuệ nàng tự cho là thông minh. Lúc nói đến chuyện này, trên mặt Bạch Phá Cục lộ ra sát khí nồng đậm. Sau khi nghe được tin Hà gia bại lộ, Bạch Phá Cục cũng nổi trận lôi đình. Hắn đã cảnh cáo cô gái kia, bảo nàng ngàn vạn lần không nên đùa với lửa, không ngờ nàng vẫn tự chủ trương hành động. Cũng chính vì nàng ngu xuẩn, nên đều chôn cả Hà gia vào phần mộ. Xem ra, mấy năm nay mình phải quản chặt bọn họ một chút. Hà gia cùng Bạch gia là nhất mạch tương thừa, Hà gia là một chi nhánh của Bạch gia. Ba của lão gia tử Bạch gia Bạch Thành Phúc năm đó ở bên ngoài nuôi một tình nhân sinh cho lão một đứa con trai. Bởi vì phản đối của người trong nhà, người con trai kia không có cách gì vào Bạch gia. Vì vậy, người tình kia để đứa con theo họ mẹ họ Hà. Chuyện này vô cùng bí mật, người biết vô cùng ít. Về sau, lúc Bạch Thành Phúc qua đời, đã nói bí mật này cho ông của Bạch Phá Cục. Bạch lão gia tử liên lạc với bọn họ, ngầm tiến hành nâng đỡ bọn họ. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, Tần lão gia tử không để cho bọn họ nhận tổ quy tông trở về Bạch gia, mà lại vẫn bảo bọn họ dùng họ Hà hoạt động ở bên ngoài. Dựa theo quan hệ huyết thống, Bạch Phá Cục hẳn là anh họ của Hà Chí Tuệ. Còn ông của Hà Chí Tuệ thì là tứ gia gia của Bạch Phá Cục. Người ngoài chỉ xem Bạch lão gia tử có ba anh em, nhưng không biết, còn có một tứ đệ ẩn cư ở bên ngoài. Quan hệ của gia tộc lớn chính là phức tạp hỗn loạn như thế, thay đổi xoành xoạch. Không ở trong cục, khó hiểu tận đáy. Dù cho Bạch gia to lớn, cũng chỉ có Bạch lão gia tử cùng hai anh em Bạch Phá Cục, Bạch Tàn Phổ biết được chuyện này. Hà gia không chỉ là chi nhánh Bạch gia, còn là người phụ thuộc bọn họ. Bởi vì lúc Bạch lão gia tử tìm tới Hà gia, bọn họ đang lấy việc kinh doanh nghiệp thuốc mà sống. Bạch lão gia tử cũng là người thông minh, ánh mắt người làm ăn lại càng tinh chuẩn lâu dài, bắt đầu điều phối tài chính cùng nhân mạch giúp bọn họ làm lớn làm mạnh. Nhưng mà, lại không để bọn họ làm quá mạnh quá lớn. Bởi vì một khi như vậy, bọn họ sẽ bị đẩy ra trước mắt thế nhân dưới ánh đèn sáng. Bọn họ cần một cơ hội. Một cơ hội vừa phi thấu trời, không cần để ý bất kỳ ánh mắt kẻ nào. Kim Hạp Dược Phương chính là động lực của cơ hội này. Lão gia tử Bạch gia từ Hà gia mà biết Tần gia có Kim Hạp Dược Phương, liền bảo Hà gia nghĩ cách cướp đoạt. Hết thảy tài chính, nhân lực cùng với đủ loại tin tức. Đều do Bạch gia cung cấp.
Lại bởi vì Tần gia ở Dương Thành có địa vị đặc biệt, có hai nhà tôn, hạ bảo vệ, bọn họ không có cách gì cướp được, chỉ có thể dùng trí. Vì vậy, ba của Tần Minh liền được đưa vào. Có điều bọn họ không ngờ chính là, ba của Tần Minh sinh trưởng ở Tần gia nhiều năm, lại bị Tần lão gia tử cảm hóa. Nếu như không phải là ở thời khắc mấu chốt hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ sợ lão gia tử Tần Tranh bây giờ chỉ là một nắm đất vàng, còn kim hạp dược phương mang tới lợi nhuận lớn cho Tần Lạc cũng đã rơi vào tay Bạch gia rồi. Nếu vậy, Bạch gia có kim hạp dược phương thực lực tăng nhiều. Có thể thuận lợi mà ăn tươi Tần gia cùng Văn Nhân gia, đạt tới một nhà độc đại. Hết thảy lúc này, đều bị cô gái ngu xuẩn mà tham lam Hà Trí Tuệ kia hủy diệt. Bọn họ giữ không được bí mật, Bạch lão gia tử lên tiếng thở dài. Hà gia ngã, mấy nhân vật quan trọng của Hà gia rơi vào trong tay của Tần Lạc. Dưới sự bức cung của bọn họ, người Hà gia làm sao có thể nói ra quan hệ giữa bọn họ với Bạch gia. Khi đó, Tần Lạc tất nhiên biết người chủ sự phía sau màn là Bạch gia. Cũng không cần giữ nữa. Bạch Phá Cục lạnh giọng nói. Giữ được một lúc, không giữ được cả đời. Bạch gia đã đến lúc nên đứng ra rồi. Đứng ở đối diện bọn họ. Nếu để bọn họ lại khuếch trương, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ thâu tóm. Tần Lạc bây giờ, đã không phải là Tần Lạc trước kia. Có hắn và gia tộc Văn Nhân liên thủ, Tần gia lại không chịu trợ giúp chúng ta, phần thắng của chúng ta không lớn. Vậy thì buông tay đánh cược một lần đi. Lão già nói. Chỉ cho phép thắng, không được phép bại. Dạ, ông, Bạch Phá Cục lại cúi người chào, sau đó sải bước đi ra ngoài. Lão già ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, ánh mặt trời sáng lạn, lão lại đột nhiên cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo. Già rồi, lão thì thào nói. Chương 1491, kiếm tiền quan trọng nhất. Long Tức, trại an dưỡng. Ly từ trong nhà giam đi ra, Tần Lạc đứng đợi ở cửa nói, đều nhận tội rồi. Sau lưng có người sai khiến hả? Tần Lạc cười hỏi, có quan hệ với Bạch gia? Ly nhìn về phía Tần Lạc lộ vẻ kinh ngạc, nói, anh biết rồi. Các nàng là trải qua một phen thẩm vấn mới biết được đáp án, không ngờ lại bị Tần Lạc biết được. Hình thẩm rất hữu dụng, Tần Lạc chỉ vào đầu, nói, nơi này cũng rất hữu dụng. Đương nhiên, chuyện này không phải đầu hắn nghĩ ra, mà là Văn Nhân Mục Nguyệt tính ra. Kỹ thuật tranh đấu cùng hiểu tính người của cô gái kia quả thực đạt đến một mức khủng bố. May mà nàng xinh đẹp như vậy lại đáng yêu như vậy. Nếu không, tất cả đàn ông sẽ bị nàng dọa chạy. Tần Lạc thầm nghĩ ở trong lòng. Anh đã biết rồi, còn bảo bọn tôi thẩm vấn làm gì? Ly tức giận nói, người này, có phải thấy bọn họ cả ngày rất nhàn hạ không? Tôi muốn xác định, Tần Lạc nói, suy đoán là một chuyện, chứng thực là một chuyện. Bọn họ là bị Bạch gia mua chuộc sao? Anh đoán sai rồi, khóe miệng Ly vểnh lên, vừa cười vừa nói. Giống như Tần Lạc đã đoán sai là một chuyện khiến người khác vui vẻ cỡ nào. Bọn họ không phải bị Bạch gia mua chuộc, bọn họ vốn nên họ Bạch. Tần Lạc dùng mình, hỏi, có ý gì? Hà Quang Niên là em trai của lão già Bạch gia. Bọn họ cùng cha khác mẹ, đều là con của Bạch Thành Phúc. Chỉ có điều Hà Quang Niên là tình nhân ở bên ngoài của Bạch Thành Phúc sinh. Cho nên vẫn không có cách gì tiến vào Bạch gia. Hà Quang Niên là theo họ mẹ, Ly đắc ý mà nói tình huống nàng hỏi ra cho Tần Lạc nghe. Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tần Lạc, trong lòng của nàng đầy cảm giác thành tựu. Lúc ấy khi nghe được Hà Quang Niên nói ra tin này, nàng cũng vô cùng giật mình ấy chứ. Thì ra là thế, Tần Lạc cảm thán nói. Thì ra là thế, tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, nhân vật có thể bắt đầu bố trí ở nhiều năm trước như vậy. Có thể bắt cóc ông nội của tôi hơn nữa một mực theo dõi Tần gia như hình với bóng làm sao có thể đơn giản như thế. Hóa ra một mực đều là Bạch gia ở phía sau màn điều khiển. Nếu bọn họ tham dự, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không thấy kỳ quái nữa. Dừng một chút, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may là khi đó Bạch gia còn chú ý vẻ mặt, không dám hành động quá lớn, nếu không, chỉ sợ Tần gia sớm đã bị bọn họ gây họa. Nghĩ đến đây. Hắn lại đặc biệt nhớ tới hai anh em của hắn ở Dương Thành. Nếu hai nhà bọn họ vẫn luôn chiếu cố mọi cách với Tần gia, dùng gia tộc cự vô phách như Bạch gia, sao lại chậm chạp không có cách gì động thủ với một Tần gia nho nhỏ? Anh định làm sao? Ly nhìn Tần Lạc hỏi. Không làm gì cả, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Kiếm tiền quan trọng nhất. Đúng vậy, với Tần Lạc bây giờ mà nói, đúng là kiếm tiền quan trọng nhất. Nhóm đầu tiên đã sản xuất ra. Đại biểu quan viên các nước cùng tập đoàn y dược tề tụ Yến Kinh, tìm mọi cách liên lạc với gia tộc Văn Nhân lấy hàng. Ai cũng đều muốn lấy được nhóm đầu tiên, thậm chí không tiếc bắt đầu trả giá đấu đá.
Tam nữ Lệ Khuynh Thành, tiền dự chi mà Lâm Hoán Khê cùng văn nhân Mục Nguyệt định ra là 100 triệu đô la, ngắn ngủi chỉ mấy ngày, đã tăng tới 300 triệu. Phí tổn những chùm sò y dược này nghiên cứu ra một loại thuốc mới cũng không chỉ 100 triệu đô la, đối với bọn họ mà nói, 100 triệu đô la thật sự không tính là gì, chuyện quan trọng nhất của bọn họ chính là mang thuốc trung y có tên Cố Bản Thảo này về, trở thành đại lý duy nhất ở quốc gia bọn họ. Với tình lây lan nhanh của virus hỏa diễm bây giờ cùng với bản tính sợ chết của con người, nếu có thể trở thành đại lý duy nhất của một quốc gia, thuốc này rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngay cả chính bọn nó cũng không có cách gì tính ra. Tiền dự chi 300 triệu đô la thì có tính là gì? Nếu thương nghiệp cung cấp hàng có cung ứng đầy đủ, bọn họ đồng ý trả một cái giá cao hơn nữa để lấy được. Đây không phải là vấn đề tiền, mà là vấn đề cướp đoạt tài nguyên cùng thị trường. Tần Lạc đã hỏi văn nhân Mục Nguyệt, bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn gom góp được bao nhiêu tài chính. Văn nhân Mục Nguyệt viết một vài chữ trên giấy, Tần Lạc sau khi thấy mấy chữ kia thì thất kinh. Dựa theo thế phát triển bây giờ, chỉ sợ mấy chữ này đã không còn đúng nữa. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để kiếm tiền, Tần Lạc không cho phép bất cứ chuyện gì phá hư tiến trình hắn trở thành thủ phủ thế giới. Cho nên, hắn biết rất rõ kẻ chủ mưu phía sau màn của Hà Gia là Bạch Gia, cũng chưa định khai chiến cùng bọn họ ngay bây giờ. Thứ nhất, Bạch Gia là người thắng lớn nhất trong đại chiến ba nhà lần trước, thực lực tăng nhiều. Nếu tùy tiện khai chiến, cho dù lôi kéo gia tộc văn nhân, cũng chỉ có thể rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương. Thứ hai, đợi đến khi tiêu thụ ra, lúc tiền mặt trong tay Tần Lạc đủ nhiều, bọn họ lại cùng Bạch Gia khai chiến, có phải là phần thắng càng lớn hơn một chút hay không? Thứ ba, danh dự Tần Gia giảm mạnh nếu nuốt chửng Bạch Gia, thực lực Tần Lạc sẽ bành trướng đến một mức cực kỳ đáng sợ. Hắn đã mất đối thủ ở trong nước rồi thì còn gặp phải nguy hiểm gì? Hai điểm trước còn có cách hóa giải, điểm thứ ba đặc biệt chí mạng. Đúng lúc này, di động trong túi áo Tần Lạc vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lập tức ấn nút nghe. Hậu chủ nhiệm, chào anh. Tần Lạc cười chào hỏi người trong điện thoại. Hậu vệ Đông không chỉ là thư ký của Thái Công Dân, dựa theo lệ thường còn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng. Tần Lạc, bộ trưởng mời cậu tới đây một chuyến. Thanh âm hậu vệ Đông truyền tới. Khác với sự hiền hòa lúc bình thường, rất nghiêm túc chân thành, xem ra hắn gọi điện thoại này là đang ở bên cạnh Thái Công Dân. Được, tôi qua ngay, Tần Lạc nói. Ừ, bộ trưởng chờ cậu ở văn phòng. Hậu vệ Đông nói. Cúp điện thoại, Tần Lạc nói với Ly, tôi có chút chuyện phải ra ngoài một lúc. Bọn họ để ở chỗ cô trước đi. Nói xong, liền dẫn đầu to đi ra ngoài. Lúc Tần Lạc chạy tới cao ốc bộ vệ sinh, hậu vệ Đông đã chờ ở cửa đại sảnh. Theo phù chính Thái Công Dân, hậu vệ Đông cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên, thành một nhân vật quan trọng trong cao ốc này. Lúc Tần Lạc đi tới, thấy mọi người đến đi đều chào hỏi lễ phép với hậu vệ Đông, xem ra cuộc sống hắn bây giờ vô cùng tốt. Tần Lạc, cậu tới rồi, hậu vệ Đông thấy Tần Lạc, lập tức sải bước qua đón. Lãnh đạo gọi, sao có thể không đến? Tần Lạc trêu chọc. Lãnh đạo triệu kiến đó là ông ấy nhớ cậu. Hậu vệ Đông nói, trong cao ốc này cũng không biết có bao nhiêu người muốn nhận được điện thoại của lãnh đạo. Đáng tiếc không có cơ hội. Vừa nghe anh nói thế, tôi cũng cảm thấy hâm mộ bản thân. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi cũng luôn rất hâm mộ cậu. Hậu vệ Đông làm thế mời, mời Tần Lạc lên lầu. Mặc dù Thái Công Dân làm phủ chính, nhưng hắn vẫn dùng văn phòng của mình lúc trước. Hắn là một người vô cùng trọng cảm tình, đồng dạng thứ gì dùng lâu cũng có tình cảm, không muốn phiền phức chuyển tới dọn đi. Lãnh đạo quyết định như vậy, người phía dưới nào dám phản đối. Hậu vệ Đông gõ cửa, khẽ nói, bộ trưởng, Tần Lạc tới rồi. Sau đó, hắn mời Tần Lạc đi vào, mình thì đi ra ngoài. Thái Công Dân biết Tần Lạc sắp tới, đã pha trà sẵn ở trên bàn. Thấy Tần Lạc đi vào, liền vẫy vẫy tay, nói, tới đây uống trà. Tần Lạc đi tới ngồi xuống ở bên cạnh Thái Công Dân, cười hỏi, lãnh đạo, anh tìm tôi có việc hả? Sao, không có việc gì không thể tìm cậu hả? Thái Công Dân cười mắng, nào có đoàn trưởng đoàn đại biểu như cậu, những đoàn trưởng đoàn đại biểu khác xuất ngoại phỏng vấn, trở về chuyện đầu tiên chính là đi gặp lãnh đạo chủ quản báo cáo tin tức. Cậu ngược lại, đã trở lại vẫn không thấy bóng dáng cậu. Tôi muốn gặp cậu còn phải chủ động điện thoại cho cậu. Tần Lạc biết đây là Thái Công Dân đang cùng hắn nói giỡn, liền mặt dày nói, tôi đây không phải là biết lãnh đạo bận rộn sao. Nếu không có việc gì quan trọng, liền không dám tùy tiện tới quấy rầy lãnh đạo.
không có chuyện quan trọng à? Thái công dân dùng kẹp bưng chén trà tới trước mặt Tần Lạc. Cũng đã mang giải dược virus hỏa diễm về. Như thế mà còn không gọi là việc lớn à? Tần Lạc bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói, sao? Lãnh đạo có hứng thú với cái này? Thái công dân nghiêm mặt nhìn Tần Lạc, nói, tôi một mực muốn cho cậu làm quan, nếu cậu làm quan nhất định là một quan tốt. Nhưng mà, cậu một mực cự tuyệt, tôi cũng chưa bao giờ miễn cưỡng. Bởi vì tôi biết, với tính cách của cậu, làm quan không nhất định có vui vẻ tự do bây giờ. Còn nữa, giác ngộ chính trị của thằng nhãi cậu chẳng nhiều lắm. Sao vậy? Tần Lạc đặt chén trà xuống, làm bộ khẩn trương mà nhìn Thái công dân, nói, có người có ý kiến với tôi. Ý kiến ngược lại không có. Thái công dân xua tay nói, cậu lập nhiều công lao lớn như vậy, mang lại vẻ vang cho Trung Quốc chúng ta như vậy, ai sẽ có ý kiến với cậu? Ai dám có ý kiến với cậu? Tôi nói tính giác ngộ của cậu quá thấp, ý là, cậu nên báo cáo chuyện giải dược lên trên một chút. Tôi tưởng rằng mọi người đều biết rồi, cho nên cũng thể không biết xấu hổ mà tới trước mặt anh tranh công. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tranh công là nên, mặc kệ cậu nhận hay không. Công lao này đều là của cậu. Chạy không thoát, Thái công dân vẻ mặt nghiêm túc nói. Thuốc này là cậu nghiên cứu ra, tiền lời lý nên thuộc về cậu. Điểm này thì cậu yên tâm, quốc gia sẽ không đánh chủ ý đến cậu. Nếu có người dám có chủ ý với thuốc này, tôi tình nguyện tháo mũ mão trên đầu chiến đấu tới cùng với hắn. Cảm ơn lãnh đạo, Tần Lạc cảm kích nói. Thuốc giải độc virus hỏa diễm chính là một cái bánh ngọt béo bở, nói trong nước không có ai nhìn chằm chằm là không thể nào. Mà ngay cả Vương Cửu Cửu cũng vì tị hiềm mà không đi trộn rộn. Thái công dân nói những lời này với hắn, sự che chở đối với hắn thật sự quá mạnh mẽ rồi. Có điều, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu, Thái công dân nhìn Tần Lạc nói. Chương 1492, ích lợi khiến người ta điên cuồng. Thấy Thái công dân nói nghiêm túc, Tần Lạc cũng không cười giỡn nữa. Mà cũng dùng giọng nói nghiêm túc nói, lãnh đạo có chuyện gì cứ việc dặn dò. Được rồi. Tôi đã dặn cậu một lần, lông mày Thái công dân giãn ra nở nụ cười. Tôi mới vừa nói qua, giải dược virus hỏa diễm là cậu nghiên cứu ra, cậu nên có được hết thảy quyền lợi của nó. Nhưng cậu cũng nên hiểu có đôi khi chúng ta là một cá thể, nhưng có đôi khi chúng ta lại là chỉnh thể. Tôi hiểu ý của lãnh đạo, Tần Lạc tiếp thu, nói, tôi cùng bạn hợp tác của tôi đã trao đổi, quyền phân phối giải dược virus hỏa diễm giao cho quốc gia. Thái công dân nhìn Tần Lạc vui mừng, nói. Mặc dù có một chút ủy khuất, nhưng mà, cậu sau này sẽ tin tưởng, làm như vậy sẽ mang tới lợi ích lớn cỡ nào cho cậu. Tôi không ủy khuất, Tần Lạc lắc đầu, tôi không phải là một người lòng tham không đáy. Tiền của tôi đủ nhiều rồi, kiếm đến bây giờ chỉ sợ mấy đời cũng xài không hết. Đương nhiên, mục đích của tôi cũng không chỉ là kiếm tiền, tôi muốn cứu vớt Trung Y. Có thể làm vì Trung Y, tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Ừ, cứu vớt Trung Y, cũng là đang gián tiếp cứu vớt dân tộc. Thái công dân lại chụp mũ lên đầu Tần Lạc, bây giờ, các quốc gia trên thế giới đều mơ tưởng giải dược virus hỏa diễm. Điều này với Trung Quốc mà nói là phi thường có lợi, cũng là một cơ hội rất lớn của chúng ta. Quyền phân phối giải dược giao cho quốc gia, có thể phát ra tác dụng càng quan trọng hơn, cũng có thể phát huy giá trị càng quan trọng hơn. Yên tâm, ích lợi của cậu chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm. Chúng tôi chỉ là sẽ ở lúc phân phối giải dược mang vào một chút ích lợi quốc gia. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn là một người Trung Quốc, nếu như có thể tại lúc mình kiếm tiền làm chút chuyện cho quốc gia, hắn sẽ không cự tuyệt. Huống chi, hắn đã sớm phân tích với mấy cô gái, virus hỏa diễm chính là một vũ khí sinh hóa chợt nổ tung. Bây giờ, chìa khóa giải quyết vũ khí sinh hóa này đang ở trong tay Tần Lạc, quốc gia không thể nào thờ ơ. Tình huống như thế, đã sớm ở trong dữ liệu của bọn Tần Lạc. Thái công dân không biết nhớ tới cái gì đó, tự nở nụ cười khổ. Gặp người như cậu, có đôi khi cũng khiến người ta rất khó xử. Thái công dân dùng giọng điệu trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện với Tần Lạc. Công lao cậu lập ra cái sau lớn hơn cái trước, muốn thưởng cho cậu chút gì cũng không được. Tiền hả, cậu rất nhanh sẽ là người giàu nhất thế giới. Danh sao, thứ này cũng bị cậu giành tới tay hết rồi. Tôi nhớ cậu nói lý tưởng của cậu là trở thành danh y một đời. Tôi nghĩ... Nguyện vọng này cậu đã thực hiện rồi. Bây giờ, không chỉ là người Trung Quốc cảm kích cậu. Dân chúng toàn bộ thế giới đều cảm ơn cậu. Tần Lạc, cái tên này nhất định sẽ lưu lại ở trên lịch sử y học. Tôi còn có thể cho cậu cái gì chứ? Thái công dân nhìn Tần Lạc nói. Nếu có thể, tôi rời mông tặng vị trí này cho cậu cũng được.
vị trí này vẫn là anh ngồi đi. Tần Lạc nói, anh phù hợp hơn tôi. Tần Lạc, cậu nói đi. Bưng chén trà nhìn Tần Lạc, cậu nói cậu muốn cái gì? Tôi muốn báo thù, Tần Lạc nói. Báo thù, Thái Công Dân sửng sốt một chút, nhìn Tần Lạc lộ vẻ ngưng trọng, nói, cậu nói thử cho tôi nghe. Hắn biết, Tần Lạc gặp phải nan đề. Bởi vì, nếu như là cừu hận bình thường, với thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối có thể tự mình giải quyết. Tiểu học Hoa ngữ, một trường học rất nổi tiếng ở Yến Kinh. Còn nửa tiếng nữa là giờ tan học của trẻ con, nhưng mà, các phụ huynh nóng lòng đã sớm chạy tới đợi, chuẩn bị đón bảo bối nhỏ của mình về nhà bất kỳ lúc nào. Xe của Lâm Thanh Nguyên đỗ ở đối diện đường cái, cũng giống những phụ huynh khác, vừa lo lắng vừa vui sướng mà nhìn chăm chú vào cửa sắt trường học. Mặc dù bối bối cũng không phải là cháu gái ruột của lão, mà chỉ là em họ của Tần Lạc, nhưng lão lại thương yêu nàng giống cháu gái ruột. Chỉ cần lão tan việc sớm, chuyện đưa đón bối bối liền do lão xử lý toàn bộ. Lão cũng hy vọng Tần Lạc cùng Lâm Hoán Khê sớm ngày có thể sinh một trai một gái, như vậy lão cũng có thể chiếu cố giúp. Cũng thúc giục hoặc trực tiếp hoặc hàm xúc đã nhiều lần, nhưng mà hai người kia hoàn toàn không nôn nóng. Bọn chúng không nôn nóng, lão già như lão sốt ruột có ích gì. Đây là sinh con, cũng không phải là đi chợ mua rau cải trắng. Reng reng reng, tiếng chuông trong trẻo vang lên, bây giờ đã tới giờ nhà trẻ tan học. Không ít phụ huynh đứng sát cửa sắt nhà trẻ, lão cũng từ trong xe bước xuống, đi nhanh tới nhà trẻ. Tài xế lái xe cho lão thấy viện trưởng bộ dạng như vậy, cũng chỉ nở nụ cười. Đàn ông dù có quyền thế thế nào, lão cũng chỉ là một người cha, một người ông. Ở lúc đối mặt cốt nhục chí thân của mình, quyền thế kia, uy nghiêm kia liền biến mất hầu như không còn. Biểu hiện ra ngoài chính là cưng chiều cùng thương tiếc đầy mặt. Lâm Thanh Nguyên ở trong viện nổi tiếng cường ngạnh nghiêm túc, ai có thể biết, lão cũng có một mặt hòa ái như vậy. Loảng xoảng, cửa sắt trường học mở ra, các giáo viên dẫn các bạn học sinh tiểu học đi ra. Các phụ huynh xông tới, rối rít nhận lãnh cháu mình. Bối bối, Lâm Thanh Nguyên gọi về phía bối bối đầu đầy bím tóc mặc đồng phục học sinh trường học Hoa ngữ. Bối bối thấy Lâm Thanh Nguyên, cũng sải bước chạy tới bên này. Ông, sao lại là ông tới đón cháu? Bối bối cười ngọt ngào, hỏi. Sao, không thích ông tới đón cháu à? Lâm Thanh Nguyên làm bộ không cao hứng nói. Vậy sau này ông không tới nữa? Thích, cháu thích nhất ông tới đón cháu. Bối bối vội sửa miệng, cháu còn tưởng là gì tới đón cháu chứ? Không ngờ là ông. Lâm Thanh Nguyên bật cười ha hả, một câu lời ngon tiếng ngọt của bé gái đã lừa được lão. Tốt lắm, nếu bối bối thích nhất ông tới đón cháu, sau này ông liền mỗi ngày tới đón cháu có được không? Dạ, bối bối cao hứng gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng mà, như vậy ông sẽ mệt. Nên để ba với hai mẹ cũng thay phiên tới đón bối bối. Cháu tiểu hoạt đầu này. Lâm Thanh Nguyên véo mũi bối bối. Lão dắt tay bối bối đi qua đối diện đường cái, nói, đi thôi. Chúng ta về nhà. Về nhà thôi, bối bối sôi nổi nói. Tài xế đã sớm phụ mở cửa xe ra, Lâm Thanh Nguyên cùng bối bối chui vào trong xe. Sau đó, xe từ từ khởi động. Ở phía sau bọn họ không xa, một chiếc xe tải màu đen cũng lăn bánh theo. Nếu có người cẩn thận chú ý tới, sẽ phát hiện xe của bọn họ dừng ở cửa trường học, nhưng không đón bất kỳ đứa nhỏ nào. Lâm Hoán Khê mấy ngày nay bận tối mày tối mặt. Nàng vốn là chính là người phụ trách công hội trung y, mặc dù bây giờ đại bộ phận công viện đều giao cho Vương Dưỡng Tâm cùng mấy vị khác xử lý. Nhưng mà, chuyện giải dược virus hỏa diễm này thôi cũng đủ làm cho nàng nhức đầu rồi. Nếu như là bình thường, dược liệu tồn kho của công hội trung y cùng dược liệu phương hợp tác cung cấp cũng đủ cho bọn họ sử dụng. Nhưng mà, vì chế tạo cố bản thảo cần rất số lượng lớn, dược thảo trong tay bọn họ còn chưa đủ nhét sang những máy móc khởi động toàn lực kia. Nàng phụ trách công việc mua cùng cung cấp nguyên vật liệu, đây là một cuộc sống đau khổ, cũng là việc cực hạng nhất. Nàng bôn ba bốn phía cùng người hiệp đàm, nhưng mà dược liệu có thể nắm giữ vẫn quá ít. Không có biện pháp, bởi vì nhu cầu của bọn họ là một con số thiên văn. Hơn nữa, đây không phải chỉ mua một loại dược liệu, mà là mua hai mươi mấy loại dược liệu. Lượng công việc lại càng khổng lồ. Cũng may dược thảo viên bọn Lý Mãnh thành lập ở Vân Điền có thể cung cấp một bộ phận, nếu không, máy móc bây giờ sẽ phải đình công. Vừa rồi nàng đã gặp mặt một ông chủ công ty thuốc đông y, đối phương đồng ý dùng giá cao hơn thị trường 20% bán một bộ phận dược liệu trong tay bọn họ cho công hội trung y. Hợp đồng ký kết, đã là lúc tan việc, cự tuyệt lời mời của ông chủ Phương, nàng lái xe chạy về nhà.
Đại lộ Ngọc Lan bình thường đi đang sửa chữa, tất cả xe đều phải quẹo theo đường biển. Đường bên kia tương đối hẹp, hơn nữa hai bên đều là cửa hàng, dòng người lưu động, chen chúc chật như nêm cối. BMW màu xâm panh của Lâm Hoán Khê kẹt ở trong dòng xe cộ, chạy gì gì về phía trước giống con rùa. Đi một chút lại ngừng, đi một phút phải chờ thêm mấy phút. Đúng lúc này, một ăn xin cầm chổi lông gà trong tay lao ra, ra sức lau chùi cửa sổ đầu xe BMW của nàng. Sau đó, hai mắt nàng sáng long lanh mà nhìn về phía Lâm Hoán Khê trong buồng lái, vẻ mặt chờ mong mà duỗi bàn tay nhỏ bé của mình về phía nàng. Chương 1493, hô hấp ma quỷ. Tiếng âm nhạc chát chúa, chai rượu nghiêng đổ, ly thủy tinh lăn lóc trên đất, vết rượu còn đọng trên bàn cùng trên thảm, còn cả tay chân quấn vào nhau. Bọn họ tận tình đùa bỡn cùng buông thả, đây là một hình ảnh điên cuồng không chịu nổi. Loảng xoảng, cửa phòng bị người giơ chân đá văng ra, một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng mặt đầy sát khí. Hai người kích tình đồng thời bừng tỉnh, cô gái giật mình kêu lớn, bối rối mà vỡ áo quần che trên người. Người đàn ông thì uể oải kéo quần lên, cởi chân nhìn người đàn ông ở cửa đầy vẻ coi thường. Hắn nhặt một ly thủy tinh lên, rót cho mình một ly rượu vang uống cạn, bất mãn nói, anh tới thật không đúng lúc. Hắn còn đang bất bình cho chính mình, bị quấy rầy ở thời khắc này là chuyện đàn ông ghét nhất. Người đàn ông ở cửa liếc cô gái một cái đầy chán ghét, nói, đi ra ngoài. Cô gái không dám phản kháng, ôm quần áo còn chưa kịp mặc vào từ bên cạnh hắn chạy ra ngoài. Có muốn uống một ly không? Đàn ông ở trần nâng ly mời. Em không nên tới đây. Người đàn ông cao lớn ở cửa đóng cửa lại, nhấc chân đi tới. Trong phòng còn có mùi hormone, điều này làm cho hắn có chút buồn nôn. Sao em không thể tới? Người đàn ông không thèm để ý chút nào nói. Đây là chỗ của em. Bởi vì đây là chỗ của em, cho nên em mới không nên tới. Người đàn ông cao lớn không vui nói. Mỗi người ở đây đều rất quen thuộc. Cho dù em thay đổi khuôn mặt, bọn họ vẫn quen thuộc em. Quen giọng nói chuyện của em, quen động tác của em, quen thân thể của em. Vậy sẽ gia tăng cơ suất em bại lộ. Em không thể không rõ nếu em bại lộ với Bạch gia có ý nghĩa như thế nào nhỉ? Vậy thì thế nào? Người đàn ông để trần nói không khoan nhượng. Bây giờ em đã hai bàn tay trắng, đến chơi gái cũng không được à? Bây giờ anh là đại thiếu gia của Bạch gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn gái, những cô gái kia sẽ quỳ xuống để van cầu anh. Còn em thì sao? Em người không ra người quỷ không ra quỷ, chạy đến khe sâu vực thẳm làm nông dân. Thật vất vả mới có cơ hội trở về một chuyến, tới chơi gái một chút thì sao? Nét mặt của hắn trở nên căm hận, lạnh giọng nói, hơn nữa, không có mệnh lệnh của em, anh cho là cô ta có thể từ nơi này mà đi ra ngoài à? Bạch Phá Cục khẽ thở dài, nói, anh biết em hy sinh cho Bạch gia. Ông cũng biết, hơn nữa, anh cũng từng hứa, đợi đến khi chuyện này xong xuôi, anh sẽ cho em cuộc sống em nghĩ tới. Ngoại trừ trở về Bạch gia, em muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó. Bạch gia là của anh, cũng là của em. Anh biết trong lòng em ủy khuất, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ, Bạch gia là của một mình anh. Một mình anh cũng không chống nổi. Hắn lấy một cái ly thủy tinh mới từ trong tủ rượu ra. Lại mở một chai rượu mới, nói, chỉ là tình huống bây giờ quá phức tạp. Chúng ta mặc dù đang chiếm chút tiện nghi từ Tần Túng Hoành ngu ngốc kia, nhưng mà, điều này cũng không đại biểu cho chúng ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, em cũng rõ bây giờ Tần Lạc lại nghiên cứu chế tạo ra giải dược virus hỏa diễm. Em hẳn là càng rõ, bây giờ có bao nhiêu đại biểu quốc gia cùng đại biểu tập đoàn y dược hội tụ Yến Kinh muốn lấy được giải dược này. Mà ngay cả quốc gia cũng ngồi không yên, bắt đầu tham dự chuyện này. Em có biết bọn họ dựa vào cái này kiếm bao nhiêu tiền không? Là một con số thiên văn. Vẻ mặt Bạch Phá Cục trở nên dữ tợn, nói, nếu bọn họ đủ ngoan độc, sẽ tìm mấy khu làm thí điểm giải virus hỏa diễm, để trận uy hiếp cùng khủng hoảng này càng thêm lâu. Chỉ cần dựa vào cái này, bọn họ đã có thể có được một số tài phú chúng ta không có cách gì tưởng tượng nổi. Hắn buồn bực uống sạch rượu vang trong ly, nói, trong tay bọn họ có món tiền lớn như vậy, bọn họ sẽ làm gì? Thâu tóm, không đợi người khác trả lời, Bạch Phá Cục tự cho ra đáp án. Khuếch trương, thâu tóm, làm sao khuếch trương, tất nhiên là động đao với Bạch gia chúng ta. Bọn họ có lý do gì bỏ qua cho chúng ta chứ? Chúng ta động đao với bọn họ cũng không phải lần một lần hai, hơn nữa thằng nhãi Tần Lạc kia mang thù như vậy. Bạch Phá Cục lại rót một ly rượu vang cho mình, cũng cùng với người đàn ông để trần, nói,
lúc hắn vừa tới Yến Kinh Anh đã biết hắn. Lúc đó vì dùng hắn để đả kích uy tín của Tần Túng Hoành, cho nên làm bộ xem trọng hắn. Thật ra, hắn ở trong mắt anh chính là một ma, cà, bông mặc áo quần cổ. Ai có thể ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Chỉ mới thời gian mấy năm, tài phú trong tay hắn đã không ít hơn chúng ta. Có loại biện pháp kiếm tiền như vậy sao? Có sao? Nếu vậy, Bạch gia chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm còn có ý nghĩa gì? Chúng ta liều mạng cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì? Nghe xong bộc bạch của Bạch Phá Cục, người đàn ông để trần cũng mặt đầy suy sụp. Bạch gia bọn họ là gia tộc lâu năm, nhà lớn nghiệp lớn, gần như không cần để ai vào mắt. Nhưng mà, đây là vất vả cùng để dành của bọn họ trong mấy trăm năm, mấy thế hệ. Tần Lạc thì sao? Một bác sĩ nhỏ tới từ Dương Thành, mặc dù trong nhà cũng có một ít tiền dư, nhưng so với cự vô phách như bọn họ quả thực là một trời một vực. Khi đó, bọn họ là nhìn xuống hắn. Nhưng mà, cũng không biết trời cao rốt cuộc là chiếu cố đối với hắn cỡ nào, ở trong thời gian mấy năm ngắn ngủi này, tài phú của hắn liền tăng lên vùn vụt. Qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ sẽ vượt qua bọn họ mất. Trước kia, kỳ tích tài phú như vậy chỉ xuất hiện ở giới IT. Những người làm IT đưa công ty tới Nasdaq hoặc là Hong Kong, trong vòng một đêm liền tài phú bạo tăng. Ai cũng không ngờ, một người bán thuốc cũng có thể sáng tạo kỳ tích như vậy. Người so với người, tức chết người. Người đàn ông để trần chủ động nâng chén cùng với Bạch Phá Cục một cái, nói, thế sự khó liệu. Ai cũng không ngờ sẽ có một ngày thằng nhãi này được thế. Sớm biết như vậy, còn không bằng ủng hộ Tần Túng Hoành hạ hắn. Muộn rồi, Bạch Phá Cục lắc đầu, nói những chuyện này đã muộn. Hơn nữa, em không phải cũng thử qua rồi sao? Kết quả sao? Thương tổn được hắn, bây giờ hắn không phải vẫn sống tốt sao? Mạng của hắn quá lớn rồi, em không lấy được, người đàn ông để trần nói. Có điều, lần này chúng ta chỉ cầu tài, không cầu người. Hơn nữa, là hạ thủ từ người bên cạnh hắn, cho nên, hắn không chắc có biện pháp phòng bị. Em đã làm gì? Bạch Phá Cục nhìn về phía người đàn ông để trần hỏi. Chơi một trò chơi nhỏ, người đàn ông để trần cười ha hả nói. Tần Lạc không phải thích chơi trò chơi sao? Lần này em liền cùng hắn chơi một trò chơi nhỏ. Trò chơi gì? Anh có phát hiện không? Thằng nhãi Tần Lạc thích hậu phát chế nhân. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, đều có thể nghĩ ra cách chuyển uy thành an. Người đàn ông để trần cười ha hả nói. Em không phục, em thật không phục, một người tại sao có thể có vận khí tốt như vậy chứ? Tại sao có thể có vận khí tốt trong thời gian dài như vậy chứ? Cho nên, lần này em liền chơi đùa với hắn một chút. Xem hắn còn có thể giống như trước không, cũng có thể chuyển nguy thành an. Hắn không phải là trọng cảm tình sao? Em phái người đi ra ngoài theo dõi tất cả người thân của hắn, chỉ cần có cơ hội ra tay, liền nhất định không nên bỏ qua. Hắn có thể bảo vệ cho một người, có thể bảo vệ cho hai người, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cho mọi người? Chỉ cần chúng ta đắc thủ, mượn con tin đi trao đổi cách điều chế giải dược với hắn. Bạch gia chúng ta cũng có xưởng thuốc, cũng có thể sản xuất ra loại giải dược này. Dựa vào cái gì để một mình hắn phát tài? Bạch Phá Cục nhíu mày nói, như vậy quá nguy hiểm. Nguy hiểm, làm chuyện gì không nguy hiểm? Chúng ta ngồi ở đây mà nói chuyện phiếm cũng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, thân phận của em sẽ bại lộ. Bạch Phá Cục nói, vậy thì sao, Bạch gia cùng em đều không có đường lui. Người đàn ông để trần khinh thường nói, anh cũng không còn, anh còn muốn giống như trước đây núp ở sau lưng người khác bắn tên trộm sao? Không được, thời đại bất đồng, Yến Kinh bây giờ chỉ có hai người anh cùng Tần Lạc. Ngoại trừ đối phương, các người đều không có đối thủ nào khác. Ngay bây giờ, chỉ có thể đánh giáp lá cả mặt đối mặt cứng đối cứng. Thủ đoạn của em mặc dù cấp tiến một chút, cũng ngu xuẩn một chút, nhưng cũng đơn giản trực tiếp nhất. Anh cho rằng, Tần Lạc liền không biết Bạch gia chúng ta đang làm trò quỷ gì à? Chuyện Hà gia bại lộ, sao hắn nhẫn nhịn không phát tác? Đây không phải là bởi vì hắn tính tình tốt, mà vì hắn muốn liều mạng kiếm tiền, sau đó lấy số tiền này để đùa chết Bạch gia chúng ta. Bạch Phá Cục khẽ thở dài, nói, thời gian cấp bách. Mặc dù anh cảm thấy cách này không thể thực hiện, nhưng mà, anh cũng thật không nghĩ ra được cách tốt hơn. Yên tâm đi, sẽ thành công, người đàn ông để trần nói an ủi. Nếu thao tác thỏa đáng, nói không chừng chúng ta còn có thể hạ được Tần Lạc. Thằng nhãi kia thật quá chướng mắt. Hả, trong mắt Bạch Phá Cục thần quang chợt lóe. Hỏi, em còn có hậu chiêu gì? Hô hấp ma quỷ, người đàn ông để trần chậm rãi nói ra bốn chữ. Hô hấp ma quỷ,
Bạch Phá Cục lộ vẻ khó hiểu. Chương 1494, kế hoạch người gỗ. Gần đây anh không đọc báo à? Người đàn ông để trần cười hỏi. Có xem, nhưng có một số tin tức sẽ không để ý tới. Bạch Phá Cục nói. Colombia đoạn thời gian trước phát hiện một loại thuốc phiện tẩy não. Loại thuốc phiện này có thể xóa tự do, ý chí cùng trí nhớ của con người, biến người thành người gỗ bị phần tử phạm tội khống chế. Người đàn ông để trần giải thích, hình như gần giống miêu cổ. Nhắc tới miêu cổ, trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ ác độc, nói, đương nhiên, người gỗ gặp loại thuốc phiện này khống chế, độ trung thành của bọn họ là tuyệt đối có thể tin. Nó tên là hô hấp ma quỷ. Bạch Phá Cục hỏi, trong đầu đã bắt đầu tính toán làm sao dùng loại vật này để thực hiện mục đích của mình. Loại độc phẩm này được gọi là đông lang đãng giảm, còn gọi là hô hấp ma quỷ, có tác dụng thôi miên rất mạnh. Là lấy ra từ trên cây thường gặp tên là Borosero ở châu Nam Mỹ. Trước kia cũng từng xuất hiện phần tử tội phạm phun hô hấp ma quỷ ở trên mặt người bị hại ở đầu đường, hoặc là lén pha nó vào trong đồ uống cho người bị hại uống. Hắn thay đổi một tư thế dễ chịu, tiếp theo diễn giải, trong vòng mấy phút, người bị hại sẽ biến thành người gỗ hoàn toàn bị phần tử tội phạm khống chế. Hơn nữa ở sau khi khôi phục bình thường, đối với hành động của mình ở dưới tác dụng của thuốc phiện hoàn toàn không nhớ gì. Ở dưới ảnh hưởng của hô hấp ma quỷ, có người gặp phải cưỡng gian, có người lấy tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đưa cho phần tử phạm tội. Một người bị hại thậm chí dẫn tội phạm về nhà, giúp hắn đóng gói tất cả mọi thức trong nhà mang đi. Em cảm thấy cái này có thể đối phó Tần Lạc, Bạch Phá Cục không xác định mà hỏi. Hắn biết, Tần Lạc là chuyên gia thuốc trung y. Ngay cả virus nghịch thiên như hỏa diễm cũng được hắn giải quyết, còn có độc tố gì là hắn giải không được. Nếu chỉ là hô hấp ma quỷ chợ đen lưu hành, chỉ sợ không được. Người đàn ông để trần nói, nhưng mà, nếu đặc biệt cải tiến thì sao? Còn ả Hà trí tuệ kia mặc dù ngu muốn chết, nhưng thiên phú chế tạo độc dược của cô ta vẫn đáng khen ngợi. Nếu chúng ta dùng hô hấp ma quỷ để khống chế Lâm Hoán Khê hoặc là bất cứ người nào bên cạnh Tần Lạc còn dễ dàng chạy trốn như vậy à? Hy vọng như thế đi, Bạch Phá Cục nói. Anh em đồng tâm, đủ lực chặt sắt. Chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, bất hòa nhiều năm như vậy. Đơn giản chỉ là diễn một trò hay cho người ta xem mà thôi. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, đây là an bài của ông. Sao có thể sẽ thất bại? Mặc dù Bạch Phá Cục vẫn lo lắng trong lòng, nhưng vẫn giơ ly rượu lên, nói, cụng ly vì thắng lợi. Cụng ly vì thắng lợi. Đinh. Ly rượu hai người cùng nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Người lái xe thường xuyên sẽ gặp phải tình huống như vậy, ở lúc xe của anh dừng ở giữa đường cái chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên xông lên một người già hoặc là một đứa nhỏ ăn xin, bọn họ ân cần lau chùi mấy cái ở đầu xe hoặc là trên cửa kính xe anh mấy cái, sau đó liền chia tay xin anh. Đối mặt tình huống như thế, anh phải làm sao bây giờ? Đại đa số người lựa chọn đưa tiền. Bởi vì nếu anh không trả tiền sẽ không có cách gì đi tiếp. Lúc này bọn họ đang đứng ở phía trước xe của anh đó. Đây là một loại lừa gạt lợi dụng thân phận yếu thế của mình, mặc dù vậy cũng không có cách gì quản lý. Đương nhiên, đại bộ phận cũng sẽ làm như không thấy. Bây giờ, Lâm Hoán Khê liền gặp tình huống như thế. Giống với ngày thường, nàng từ trong túi sách tìm hai tờ tiền, sau đó đè cửa kính xe xuống định đưa ra. Nhưng mà... cô bé ăn xin kia cũng không có đưa tay nhận tiền Lâm Hoán Khê đưa qua, mà lại cầm một thiết bị phun nhỏ phun vào hai má Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê mở to mắt, khẽ nhếch miệng lại không biết như thế nào cho phải. Động tác đối phương nhanh như vậy, thân thể của nàng còn đeo dây nịt an toàn, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không được. Đương nhiên, không cần phải nói trốn, nàng ngay cả thời gian xoay người cũng không đủ. 3. Cánh tay ăn xin đột nhiên trúng đạn. Ống phun trong tay còn chưa kịp phun độc ra đã rơi xuống ở trên người Lâm Hoán Khê. Phản ứng của cô bé cũng đủ nhanh, biết tình huống có biến, xoay người đã nghĩ chui vào giữa đám người. Đáng tiếc, nàng chạy tới nhanh, lùi về lại càng nhanh hơn. Bởi vì, từ trong đám người lao ra một người đàn ông tóc vàng thân hình cao lớn, đang quơ quả đấm cực lớn của hắn nên lên đầu đứa ăn xin. Nếu bị một quyền hắn đánh trúng, cái đầu nhỏ kia không nát bét mới lạ. Đáng chết, nàng mắng. Hai chân dùng sức đạp ở trên bậc thang một cái, thân thể liền lợi dụng phản lực lui về. Thân thể của nàng nhỏ xinh như thế, động tác nhanh nhẹn như thế, làm cho người ta xem mà than thở. Giê-xu quả thật rất giật mình. Hắn nhận sự phó thác của Tần Lạc âm thầm bảo vệ Lâm Hoán Khê, nhưng không ngờ ở trên đường này gặp phải sát thủ.
Từ lúc ăn xin bắt đầu xuất hiện, hắn đã âm thầm đề phòng. Hắn cũng là sát thủ, hắn từ trong động tác tên ăn xin lau cửa sổ ngửi được mùi quen thuộc. Đơn giản, trực tiếp, nhanh chóng. Nếu dùng động tác như vậy, tốc độ như vậy đi giết người, tình huống sẽ như thế nào? Vì vậy, hắn móc ra súng lục hoàng kim âm thầm đề phòng. Chỉ cần nàng hơi gây hại, hắn sẽ bóp cò. Quả nhiên, ở sau khi cửa kính xe của Lâm Hoán Khê mở ra, đứa ăn xin kia có động tác mới. Ở khắc hắn định đánh nát đầu nàng, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Rất rõ ràng, đứa ăn xin chặn Lâm Hoán Khê cũng không phải là muốn mạng của nàng, nếu không, nàng lấy ra chính là súng chứ không phải là ống phun. Vì vậy, hắn định bắt người sống. Nếu vậy, Tần Lạc có thể hỏi từ trong miệng đứa ăn xin này một vài thứ. Sau khi hắn bắn ra một phát, lập tức liền luồn vào bầy người đối diện. Không ngoài dự liệu, ăn xin sau khi trúng đạn cũng muốn chạy vào trong đám người. Nàng muốn dùng dòng người để che giấu bản thân chạy trốn. Vì vậy, Giê-xu liền ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị để bắt nàng. Chỉ không ngờ là, kế hoạch của hắn không ngờ lại thất bại. Bởi vì tốc độ của đứa ăn xin quá nhanh, nhanh đến độ khiến hắn cũng không có cách gì đuổi theo. Có điều, nếu cứ để nàng chạy như vậy, đây không phải là phong cách của Giê-xu, hắn cũng không làm ra chuyện mất mặt như vậy được. Hai chân của hắn sau khi chạm đất, mũi chân lại điểm đất, liền nhảy lên tay vịn ven đường. Thân hình cao lớn của hắn đứng ở trên tay vịn, có thể từ trên cao nhìn xuống thấy tình cảnh chung quanh mấy chục mét. Thấy ăn xin luồn giữa mấy chiếc xe, chạy về phía đối diện đường cái, hắn nhảy mạnh lên, liền nhảy lên mui xe của Lâm Hoán Khê. Rất nhanh, hắn và bóng dáng đứa ăn xin đã kéo gần lại. Sau đó, ở trong tiếng kinh hô của vô số người, hắn đá một cước, đá mạnh vào sau lưng đứa ăn xin. Thân thể đứa ăn xin linh hoạt, nhưng do nhỏ gầy, cũng kém chịu lực. Bị Giê-xu đá trúng một cước, cả người đều văng lên. Giê-xu lại nhảy lên, sau đó cả người bắn lên, ở giữa không trung bắt lấy cánh tay ăn xin đang văng lên. Vừa kéo một cái, ăn xin liền cùng hắn rơi xuống đất. Đợi đến khi bọn họ đứng trên mặt đất, cổ ăn xin đã bị hắn giữ trong tay. Nếu không muốn chết, hãy cùng tôi trở về. Giê-xu vừa cười vừa nói. Ăn xin không có phản kháng, bởi vì nàng đã chứng kiến lực lượng của người đàn ông tóc vàng này. Bởi vì trên xe có người già với trẻ nhỏ, tài xế của Lâm Thanh Nguyên liền cố ý lái xe vô cùng chậm. An toàn là số một, dù sao bọn họ cũng không gấp. Hắn trốn nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hết lần này tới lần khác lại chủ động tìm tới cửa. Khi hắn quẹo vào phía bên trái, một chiếc xe tải phía sau đột nhiên xông lên. Hắn vội vặn tay lái, nhưng vẫn chậm một bước, hai chiếc xe va mạnh vào nhau. Loảng xoảng. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, phản ứng linh hoạt, trước tiên dẫm lên phanh xe, sau đó tắt khởi động. Viện trưởng, ông không sao chứ? Tài xế gấp giọng hô. Lâm Thanh Nguyên không trả lời tài xế, mà vội kiểm tra Bối Bối lúc thời khắc nguy hiểm tới được lão ôm trong lòng, sốt ruột hỏi, Bối Bối, Bối Bối, cháu không sao chứ? Bối Bối, cháu mau nói đi, không nên dọa ông. Ông, đầu của cháu rất choáng. Bối Bối từ trong lòng Lâm Thanh Nguyên bò dậy, bất mãn nói. À, choáng váng đầu hả, thế chúng ta mau đi bệnh viện. Lâm Thanh Nguyên nói, lão lo đầu đứa nhỏ đụng ở chỗ nào đó, muốn đi bệnh viện làm kiểm tra. Mau đi bệnh viện, Lâm Thanh Nguyên nói, vào lúc này cũng không nghĩ tới truy cứu trách nhiệm chiếc xe gây chuyện. Tài xế lại khởi động xe, định quay lại trở về bệnh viện. Bọn họ muốn đi, nhưng chiếc xe gây chuyện lại không đồng ý. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông chỉ vào tài xế chửi ầm lên, các người mắt chó hả? Sao lái xe thế, biết rất rõ phía sau có xe theo còn quẹo gấp như vậy làm gì? Chạy đi đầu thai à? Tôi nói cho các người biết, các người phải bồi thường, nếu không chuyện này tôi không để yên cho các người đâu. Chương 1495, toàn quân bị diệt. Tài xế thấy những người này hung ác như thế, không thể không thỉnh cầu Lâm Thanh Nguyên, hỏi, viện trưởng, làm sao bây giờ? Lái xe, Lâm Thanh Nguyên giận đến sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là xe của bọn họ đi ở phía trước, là xe phía sau giành lên mới va vào nhau. Bây giờ thái độ những người này dã man thô bạo, đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người bọn họ. Mặc dù Lâm Thanh Nguyên không phải là quan viên chính phủ cao cấp, nhưng cũng là trưởng một viện. Bình thường đi đâu đều được người khác tôn trọng, có lúc nào chịu người khác khi nhục như vậy. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc động khí cùng những lưu manh này. So với giải quyết mâu thuẫn,
lão càng thêm lo lắng thân thể Bối Bối. Đi bệnh viện, Lâm Thanh Nguyên nói, ngoặt từ bên phải. Tài xế liền định quay đầu xe lại, không ngờ những người đó không thuận theo không buông tha. Thấy xe Lâm Thanh Nguyên muốn chạy đi, lại có hai người xông đến phía trước xe của bọn họ, bộ dạng nếu ông muốn chạy liền đè qua người tôi đi. Bọn họ không chỉ miệng mắng chửi, còn bắt đầu động thủ đánh cửa kính xe cùng kéo tay kéo cửa. Mở cửa, mở cửa. Phải nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Đụng xe còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Nhất định phải bồi thường, nếu không các người cứ mơ mà rời đi. Viện trưởng, tôi xuống lý luận với bọn họ. Tài xế cũng là người trẻ tuổi, đầu nóng lên, định mở cửa xe nói rõ lý lẽ với những người này. Không cần xuống, Lâm Thanh Nguyên ngăn cản nói. Những người này đều là du thủ du thực. Tôi đã nhìn ra, bọn họ chính là cố ý lừa bịp tống tiền. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Đợi đến khi tới chúng ta lại xuống xe. Tài xế gật đầu, lấy ra điện thoại di động từ trong túi gọi điện cho cảnh sát. Một nhóm đàn ông như vậy bắt nạt một ông già, một đứa bé thì có bản lãnh gì? Có người ở sau lưng xem thường nói. Mấy người cùng xoay lại, thấy sau lưng không biết từ khi nào đứng một cô bé mặc áo trắng mang giày đỏ. Trên cổ cô bé đeo một vòng bạc, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Người đàn ông mắt híp cầm đầu thấy cô bé. Mắt hơi nheo lại, lặng lẽ ra hiệu cho đồng bọn hắn. Sau đó, có hai người đàn ông từ phía trước đầu xe quay ngược lại, cùng mắt híp tạo thành thế vây cô bé áo trắng. Bắt nạt tôi mới đúng sao? Cô bé áo trắng không có chút cảm giác giác ngộ nguy hiểm nào. Lên, người đàn ông mắt híp vung tay lên, là người đầu tiên đánh về phía cô bé. Hắn biết lợi hại của cô bé này, cho nên, vừa ra tay chính là sát chiêu, gắng đạt tới một kích có thể mất mạng. Song thủ ác quyền, một chiêu đại phi quải đơn giản nhất cũng sắc bén nhất. Phong cách sát thủ điển hiền, là động tác giản dị, nhưng có thể mang tới cho người ta thương tổn cực lớn. Hai đồng bọn khác của mắt híp thấy lão đại đã lao ra, bọn họ cũng nhanh chóng bổ vị, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Ba người dùng hình tam giác đánh úp tới, đang gặp công kích đồng thời phía trước cùng hai bên trái phải, nếu là người bình thường, chỉ sợ phản ứng đầu tiên là xoay người chạy trốn. Nhưng mà cô bé áo trắng không phải là người bình thường. Nàng là cổ vương. Nàng đứng ở tại chỗ, không tránh không né. Cười tủm tỉm mà nhìn những sát thủ vào tới nàng, khóe miệng mang theo khinh thường nồng đậm. Tới gần. Gần nữa. Khi ba người kia đồng thời tới vị trí công kích, sau đó cùng vung quyền đánh tới mặt nàng, sườn trái, cổ bên phải, nàng rốt cuộc động. Hai chân xoay 180 độ, hai tay vung lên, sau đó... Một cổ bột phấn màu trắng liền được nàng vung khắp bốn phía. Bột phấn màu trắng dày đặc, cho dù ai thấy đều có cảm giác kinh hãi lạnh mình. Mau lui lại, tốc độ phản ứng của người đàn ông mắt híp nhanh nhất. Sau khi thấy Hồng Phu ra tay, vừa xoay người thoát chiến vừa lên tiếng cảnh báo. Là phấn độc. Sát thủ bên trái cũng phát hiện tình huống không đúng, lấy tay áo bịt mũi lăn liên tục trên mặt đất, cuối cùng thoát khỏi sự bao trùm cũng những phấn độc này. Sát thủ bên phải tương đối tham lam, vị trí công kích quyền kia của hắn là cổ Hồng Phu. Giống như là dân cờ bạc đánh cuộc, ở trước khi chưa lật bài, cho dù như thế nào cũng không cam lòng rời khỏi chiếu bạc. Quả đấm của hắn cách cái cổ trắng mịn của Hồng Phu gần như vậy, chỉ cần vươn về trước một chút nữa. Bùm! Đầu gối của hắn mềm nhũn, thân thể đã ngã nhào xuống đất. Sắc mặt đen tím, không ngờ đã trúng độc nặng. Chỉ ném ra ngoài một nắm bột phấn đã có thể tiêu diệt một kình địch, năng lực như vậy cũng chỉ có cổ vương có thể làm được. Mục tiêu khó xơi, mắt híp nhìn đồng bọn té trên mặt đất co quắp, vẻ mặt âm trầm nói. Mọi người chú ý một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn sờ tay vào ngực lấy ra một khẩu súng. Súng lục của hắn vừa lấy ra, còn chưa kịp nhắm vào Hồng Phu, một cái roi dài giống như có mắt cuốn qua súng trong tay hắn. Mắt híp kinh hãi, nhanh chóng lui về sau. Hắn nhanh, tốc độ roi đuổi kia càng nhanh hơn. Mũi roi không chỉ muốn đoạt súng, còn cuốn về phần eo của hắn. Nổ súng, mắt híp giống lớn với đồng bạn của hắn. Đối thủ quá mạnh mẽ, hắn lo mình rơi vào tay đối phương. Với hiểu biết của hắn với cô gái này, rơi vào tay nàng thật sự là sống không bằng chết. Bởi vì nàng có rất nhiều thủ đoạn để trừng phạt cùng thẩm vấn. Sâu độc, nhớ tới thứ khiến cho thân người nổi da gà. Nếu tự mình thử nghiệm. Chỉ sợ càng thêm kinh khủng. Ba người khác thấy lão đại gặp nạn, đều rút súng bắn Hồng Phu. Roi dài của Hồng Phu quấn lấy phần eo mắt híp, cũng trói hai tay hắn vào.
Sau đó, cổ tay của nàng kéo mạnh một cái, đã lôi mắt híp trở về. Lại dùng lực run lên, thân thể mắt híp liền thành bia thịt, nhanh chóng chặn đạn của mấy người kia. Cho dù như thế nào, những sát thủ này cũng không thể hạ thủ đối với người mình. Một chiêu của Hồng Phu bức lùi bọn họ, tay trái giương lên không trung, vô số phi trùng thật nhỏ màu đen bay múa đầy trời. Những phi trùng này giống như là có linh tính, kêu ong ong vào tới mấy du côn dùng súng kia. A! À, có người trúng chiêu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng! Lại có người kêu lên, hiển nhiên, hắn cũng bị phi trùng cắn bị thương. Thấy đồng bạn của mình liên tục hao tổn, người may mắn còn sống sót liền cất bước bỏ chạy. Hồng Phu đâu chịu để tội phạm chạy thoát dễ dàng. Roi trong tay nàng run lên, thân thể mắt híp đã bị nàng ném vào chỗ phi trùng dày dặc nhất. Sau đó, thân thể của nàng vọt lên, nhảy lên mui xe của Lâm Thanh Nguyên, thân thể phóng tới trước, hai chân chạy trên không trung, phảng phất như trong không khí có điểm tựa. 3. Thân thể của nàng còn ở giữa không trung, roi dài trong tay đã phóng ra ngoài. Roi dài giống như trường xà phóng về phía hai chân kẻ địch, sau đó dùng lực kéo một cái, kẻ kia liền bổ nhào xuống đất giống chó ăn phân. Hắn rút ra một thanh dao găm từ chỗ bắp chân, định cắt đứt roi dài. Một đao, hai đao, ba đao. Không cần tốn sức, Hồng Phu đứng ở đàng kia nhìn hắn lạnh lùng. Muốn cắt đứt roi này, cần ít nhất nửa tiếng. Sát thủ không tin, tiếp tục cắt. Bốn đao, năm đao. Ba. Roi đột nhiên buông ra khỏi đùi hắn, sau đó một roi đánh lên người hắn. Ba. Một cái. Ba. Hai cái. Ba. 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 Đã nói không nên cắt rồi. Người này hết lần này tới lần khác không nghe lời. Hắn cắt roi mấy đao, Hồng Phu liền dùng roi quất hắn chừng đó. Chỉ trong thời gian chớp mắt, mấy sát thủ thân thủ không kém kia đã toàn quân bị diệt. Tài xế nắm tay lái lộ vẻ ngơ ngác nhìn bên ngoài, ngay cả tiếng alo alo trong điện thoại cũng không có trả lời. Hắn còn chưa kịp nói vị trí của mình, chuyện ở đây đã giải quyết xong. Hồng Phu thắt roi ở bên hông, liền thành một đai lưng xinh đẹp. Nàng đi tới gõ gõ cửa sổ xe, tài xế sau khi nhận được cho phép của Lâm Thanh Nguyên mới cẩn thận mà ấn mở cửa kính xe. Ông, chào ông, cháu là bạn của Tần Lạc. Hồng Phu vẻ mặt ngọt ngào mà cười với Lâm Thanh Nguyên. Cô gái, chào cháu, Lâm Thanh Nguyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hồng Phu. Vừa rồi lúc đánh người lợi hại như thế, sao trong nháy mắt liền cười hồn nhiên đáng yêu như vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy... Lâm Thanh Nguyên thật sự không có cách gì tin cô bé này sẽ có lực sát thương lớn như vậy. Cháu được sự ủy thác của Tần Lạc tới bảo vệ các người. Hồng Phu cười hì hì nói. Bây giờ không có việc gì nữa. Các người mau về nhà đi. Tôi muốn đi bệnh viện. Lâm Thanh Nguyên nói. Vừa rồi bọn họ đụng phải xe của tôi lo Bối Bối bị thương. Vậy thì đi bệnh viện đi. Hồng Phu nói. Cháu cùng đi với các người. Cảm ơn cô gái. Lâm Thanh Nguyên cao hứng nói. Đã xảy ra chuyện như vậy, nếu có một cao thủ bảo vệ ở bên người, lão vẫn rất thích. Nhưng mà chuyện bên này, Lâm Thanh Nguyên nhìn mấy thi thể dưới đất, lo lắng nói. Hồng Phu chỉ tài xế, vừa cười vừa nói, hắn có thể lưu lại làm chứng mà. Cứ nói có một bầy ong mật đột nhiên công kích bọn họ. Dù sao cũng không có cách gì bắt những ong mật này về lần lượt thẩm vấn. Chương 1496, lại chết lần nữa. Trên thế giới này, nghề cực khổ nhất là cha mẹ. Cha mẹ chăm sóc con mình đã vất vả, cha mẹ chăm sóc con của người khác càng vất vả hơn. Người Lâm Thanh Nguyên mang theo dù sao không phải là cháu gái ruột của mình, một mặt, lão không thể tiếp nhận sự thật Bối Bối bị thương ở trên mặt cảm tình. Một mặt khác, lão mang theo chính là con nhà người ta, nếu xảy ra chuyện gì, lão giải thích như thế nào? Có Hồng Phu làm bạn, trên đường đi sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Lâm Thanh Nguyên cũng không đi bệnh viện mà mình làm việc, mà lại tìm một bệnh viện nhân dân số 1 gần đó, sau khi chào hỏi viện trưởng bệnh viện số 1, liền có chuyên gia khoa não giỏi nhất vội tới làm kiểm tra cho Bối Bối. Lâm Thanh Nguyên công tác vài chục năm ở hệ thống vệ sinh, nhân mạch rộng cũng không phải người bình thường có thể đạt tới. Lúc Bối Bối còn đang ở bên trong làm kiểm tra, Tần Lạc liền dẫn theo đầu to vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy Lâm Thanh Nguyên ngồi ở trên ghế dài mặt đầy lo lắng đợi chờ. Tần Lạc lên tiếng hỏi, tình huống Bối Bối như thế nào? Bị thương có nghiêm trọng hay không? Còn đang kiểm tra, Lâm Thanh Nguyên nói, sau đó nó vẫn nói chuyện với ông, mạch lạch rõ ràng, hẳn là không có vấn đề gì. Có điều, vẫn nên kiểm tra một chút đi.
Tần Lạc liếc Hồng Phu một cái, nói, hẳn là không có chuyện gì. Một người đàn ông trung niên mái đầu bóng loáng ở bên cạnh Lâm Thanh Nguyên chủ động vươn tay ra với Tần Lạc, vừa cười vừa nói, bác sĩ Tần, chào cậu. Tôi là viện trưởng của viện một Lý Quang Minh. Lý viện trưởng chào ông. Tần Lạc đưa tay bắt Lý Quang Minh. Hắn biết đại danh của lão, Lý Quang Minh ở trong ngành cũng có chút danh tiếng. Có điều, hắn thuộc về Tây Y, kỹ thuật ngược lại rất tốt, đã làm nhiều lần giải phẫu mang tính kỹ thuật cực cao. Lần này cần cảm ơn Lý viện trưởng giúp, Lâm Thanh Nguyên ở bên cạnh giúp Lý Quang Minh nói tốt. Lão biết, mặc dù Lý Quang Minh bây giờ là viện trưởng viện 1, quyền cao chức trọng, nhưng ở trước mặt Tần Lạc thật đúng là không có tư cách gì kiêu ngạo. Không có biện pháp, Tần Lạc thật quá nghịch thiên, mấy chuyện hắn làm kia, không phải bác sĩ bình thường đủ khả năng làm được. Hơn nữa, từ một khía cạnh khác mà nói, chỉ cần là người ở trong hệ thống này đều biết một sự thật. Tần Lạc là tâm phúc trong Bộ trưởng Bộ vệ sinh Thái Công Dân, là nhân vật có một đôi bát đũa ở trong nhà Thái Bộ trưởng. Nếu như có thể làm tốt quan hệ với người như vậy, sau này thông qua hắn đi tuyến Thái Công Dân kia, trên con đường làm quan cũng rất có ích. Lâm viện trưởng quá khách khí, Lý Quang Minh khiêm tốn nói, anh là tiền bối, một ít việc nhỏ này cũng đáng lấy ra nói sao. Hơn nữa, bối bối là con của bác sĩ chúng ta cả ngày vội vã trị bệnh cứu người, chẳng lẽ không thể đối tốt với con mình hơn một chút. Cảm ơn Lý viện trưởng, Tần Lạc vẫn thành khẩn nói cảm ơn, mặc kệ nhân tình lớn nhỏ, hắn cuối cùng vẫn thiếu nợ người ta một cái nhân tình. Bác sĩ Tần, nói như vậy liền quá khách khí. Nhưng tôi đúng là ngưỡng mộ cậu đã lâu đó. Hôm nay có thể gặp mặt, đây là vinh hạnh của tôi. Lý Quang Minh nói, thời cơ hôm nay không thích hợp. Đợi đến khi bối bối bình phục, tôi ở khách sạn Kim Tinh bày một bàn tiệc chúc mừng cô bé. Nên là tôi bày bàn rượu cảm tạ Lý viện trưởng mới phải. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lý Quang Minh lại cùng Tần Lạc hàn huyên mấy câu, ở trước mặt bọn họ dặn dò chủ nhiệm khoa não theo bên cạnh cần phải dùng thái độ chuyên nghiệp đối đãi người bệnh xong. Lúc này mới cáo từ rời đi. Không phải là một người không biết điều. Đây là đánh giá trong lòng Tần Lạc đối với hắn. Tần Lạc dẫn Hồng Phu đi tới một bên, nhỏ giọng hỏi, động thủ ở vị trí nào? Đường Hồng Tinh, Hồng Phu nói, cảm thấy bọn họ có hiểm nghi, liền lái xe đi theo. Vậy sao còn để xe bọn họ đâm vào? Tần Lạc buồn bực nói. Hồng Phu ngẩng đầu liếc Tần Lạc một cái, đỏ mặt nói, kỹ thuật lái xe của tôi không tốt lắm. Hồng Phu là ở sự dặn dò của Tần Lạc đi thi bằng lái xe, một sát thủ, sao có thể không biết sử dụng phương tiện giao thông hiện đại. Thời gian thi bằng lái xe không lâu, bình thường cơ hội để nàng lái xe cũng không nhiều. Cho nên, đúng như nàng nói, kỹ thuật của nàng không tốt lắm. Mấy người? Năm. Tần Lạc cười lạnh, thật đúng là món tiền lớn. Cho bọn họ ăn ong mật rồi. Hồng Phu nói hời hợt. Tần Lạc nhìn nàng một cái, nói, thật cũng không có tiện nghi cho bọn họ. Dưới ban ngày ban mặt, trên đường cái giết người dù sao vẫn là hành vi phạm pháp. Nếu bọn họ là bị một đám ong mật đột nhiên đốt chết, vậy thì không cần phải bàn nữa. Biện pháp của Hồng Phu là biện pháp xử lý tốt nhất. Cô bé này càng ngày càng có thể dung hợp vào xã hội hiện đại. Đúng lúc này, Lâm Hoán Khê mang theo Giê-xu chạy tới. Thấy Lâm Thanh Nguyên liền hỏi, ông, bối bối thế nào? Còn đang bên trong, Lâm Thanh Nguyên trả lời. Cửa phòng kiểm tra mở ra, mấy bác sĩ đi ra, mỉm cười báo tin vui với Lâm Thanh Nguyên, nói, Lâm viện trưởng, trải qua hệ thống chúng tôi kiểm tra toàn diện, thân thể người bạn nhỏ không có bất kỳ tổn thương nào. Đầu thì sao, đầu cũng không có chuyện gì chứ, đây mới là vấn đề Lâm Thanh Nguyên quan tâm nhất. Đầu cũng không có chuyện gì, một bác sĩ đeo kính nói, hắn đưa hình ảnh kiểm tra cùng kết quả trong tay tới, nói, Lâm viện trưởng mời xem, hết thảy đều rất bình thường. Vậy thì tốt, Lâm Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hoán Khê chạy vào thăm bối bối, Tần Lạc cũng đi theo vào. Cô bé lần đầu tiên làm kiểm tra như vậy, không có sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Tần Lạc ôm bối bối trong chốc lát, nói với Lâm Hoán Khê, anh bảo người đưa các em về. Anh còn có một số việc phải làm. Anh cẩn thận một chút, Lâm Hoán Khê nói. Những người đó vừa công kích mình vừa công kích bối bối, chứng tỏ mục tiêu của bọn họ chính là Tần Lạc. Tần Lạc ngay bây giờ đi ra ngoài, nhất định là muốn tính sổ với bọn họ. Không có việc gì, Tần Lạc cầm tay Lâm Hoán Khê, vừa cười vừa nói. Tần Lạc từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, ba người Giê-xu, Hồng Phu cùng đầu to tất cả đều vây quanh tới. Giê-xu,
anh cùng Hồng Phu đưa bọn họ trở về. Tần Lạc tuyên bố hiệu lệnh, cho dù như thế nào, đều phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Tần, Hồng Phu là đủ rồi. Giê-xu phản đối nói, bên cạnh của anh càng cần người giúp. Yên tâm đi, Tần Lạc tràn đầy lòng tin nói. Nhân thủ của chúng tôi vậy là đủ rồi. Hắn đi lên tiếng chào hỏi với Lâm Thanh Nguyên, sau đó dẫn đầu to vội vàng rời đi. 3. Một cái di động định chế giá trị xa xỉ bị nện ở trên vách tường rơi nát bét. Phế vật, đều là một đám phế vật, người đàn ông tức giận rít gào. Cửa gian phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, trong phòng âm u lập tức tràn vào một mảng ánh sáng. Thất bại rồi, Bạch Phá Cục đứng ở cửa hỏi. Hắn không có rời đi, một mực ở lại đây chờ tin tức. Hai nhóm người mất đi liên lạc, một nhóm người khác không có cơ hội động thủ. Người đàn ông áo sơ mi trắng khóe miệng co giật nói, em cùng bọn họ có phương thức liên lạc đặc biệt. Ước định trong vòng 3 tiếng, cho dù nhiệm vụ thành công thất bại đều phải liên lạc một lần. Mãi tới bây giờ, ngoại trừ một tổ không có cơ hội động thủ, hai tổ khác còn chưa cách gì liên lạc được. Vậy thì chứng minh bọn họ bị bắt hoặc là đã chết. Bạch Phá Cục nói. Phải đó, người đàn ông cười buồn. Xem ra hắn luôn không tin tưởng anh. Hắn không tin ai cả. Bạch Phá Cục nói, em đi đi, lập tức rời đi. Đi chỗ nào, bây giờ còn có chỗ nào có thể đi. Tùy tiện đi bất cứ nơi nào. Bạch Phá Cục nói, em không thể đi, người đàn ông lắc đầu. Nếu bọn họ đã sớm có phòng bị, sao có thể không tiến hành theo dõi chứ? Chỉ sợ em vừa ra khỏi cửa, liền sẽ bị người của hắn bắt. Bạch Phá Cục im lặng. Hắn biết, gã nói là chính xác. Hắn vừa đi ra ngoài, thì có thể rơi vào tay Tần Lạc. Khi đó, tin tức hắn chưa chết sẽ truyền khắp Yến Kinh. Còn Bạch gia, cũng vì vậy mà thanh danh mất sạch. Chuyện như chết giả, làm sao có thể để ngoại giới biết. Nhưng mà, là một người anh cả, là anh của gã, hắn vẫn hy vọng cho gã một lần cơ hội. Bởi vì, gã đã vì Bạch gia chết một lần. Đi thôi, Bạch Phá Cục trầm giọng nói. Đồng Tước Đài có đường ngầm, anh dẫn em từ chỗ đó rời đi. Người đàn ông không đáp. Hắn tự tay lấy hai ly, sau khi rót hai chén rượu vang, vừa cười vừa nói, anh em chúng ta đã lâu không cùng uống rượu nhỉ. Ừ, Bạch Phá Cục đáp. Một chén này, em mời anh. Người đàn ông đưa một ly chứa rượu vang cho Bạch Phá Cục. Kính anh. Kính em, Bạch Phá Cục cùng hắn cụng cụng, hai người đều một hơi cạn sạch rượu trong ly. Thống khoái, người đàn ông lau vết rượu khóe miệng cười lớn nói. Kế hoạch của em thất bại. Tần Lạc nhất định sẽ gấp gáp trả thù. Nếu như có thể khiến hắn trả thù sớm, phần thắng của anh có mấy thành. Ngay bây giờ tiền mặt trong tay bọn họ còn chưa đủ nhiều. Anh có 4 thành cơ hội, Bạch Phá Cục nói. Nếu lại cho hắn thời gian 1 tháng thì sao? Người đàn ông hỏi. Cứ cho hắn thêm 1 tuần, phần thắng của anh liền giảm 1 thành. Bạch Phá Cục nói. Người đàn ông khẽ gật đầu, nói, nếu đã như vậy. Em đây sẽ chết 1 lần nữa đi. Chương 1497, Hỏa Thiêu Đồng Tước Đài. Không cần, Bạch Phá Cục cự tuyệt nói. Lần này, tới phiên anh. Ông đã sớm nói, chúng ta một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Người đàn ông vừa cười vừa nói. Nếu anh chết, ai tới cứu Bạch ra đây? Hơn nữa, cũng chỉ có em chết mới có thể hết tội. Tất cả chuyện này đều không có liên quan tới anh, hắn tìm không ra chút gì dính dáng tới anh. Em cũng không tin. Hắn còn dám dẫn người tới công đồng tước đài này. Bạch gia chúng ta còn chưa có luân lạc tới mức như vậy. Bạch Phá Cục nhìn người đàn ông lại lần nữa rót đầy một ly rượu vang cho mình, sau đó một hơi cạn sạch, nói, có lẽ có thể chạy thoát. Nếu không thoát thì sao? Người đàn ông ngửa mặt hỏi lại. Bạch Phá Cục không nói. Nếu như có thể rời khỏi dĩ nhiên tốt, nhưng Tần Lạc tìm tới cửa cũng không thể tránh được. Vấn đề là, nếu hắn không chạy được, mà lại lọt vào tay Tần Lạc, như vậy. Hắn chính là miếng bom hẹn giờ, nổ tất cả uy tín tồn dư mà Bạch gia tích lũy nát bấy. Điều này đối với hai anh em bọn họ mà nói đều là một cặp nan đề. Trừ anh em một đường sống, hay là tiêu trừ tai họa ngầm giữ hắn lại. Lựa chọn này thật sự quá khó khăn. Người đàn ông lại cạn một ly rượu đỏ, giống như là một tử quỷ thích rượu. Hắn để ly rượu xuống, nói, chúng ta hát một bài đi. Đồng Tước Đài là một động tiêu hồn, loại địa phương này sao có thể không có thiết bị giải trí chứ? Nói xong, hắn đi thẳng tới chọn một ca khúc. Anh em, người đàn ông nói, cùng hát nha. Bạch Phá Cục lắc đầu. Hắn không hát. Người đàn ông cũng không miễn cưỡng.
tiết tấu dài rằng giặc qua đi, hắn hát một mình. Gió nhẹ nhàng, giống như thanh âm giấc mơ cũ. Không phải tôi không đủ kiên cường, là thực tế quá nghiệt ngã. Có kiếp này làm anh em. Không thể kiếp sau còn nhớ anh. Giọng ca bi thương, cũng có hoài niệm vô tận. Cho dù là người tốt hay là người xấu, bọn họ đều có quyến luyến đối với sinh mạng vô hạn. Bạch Phá Cục ngồi ở trong góc sofa uống rượu, mặt không chút thay đổi, ánh mắt đau thương. Ca khúc còn chưa kết thúc, di động trong túi áo Bạch Phá Cục vang lên. Hắn từ trong ngực lấy di động ra ấn nút nghe, sau đó lại cúp điện thoại không nói một lời. Bạch Phá Cục một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, nói, hắn tới rồi. Anh đi xem thử. Có kiếp này làm anh em, không thể kiếp sau còn nhớ anh. Người đàn ông phất phất tay, chăm chú ca hát. Bạch Phá Cục nhìn hắn thật sâu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Ở cửa, có hơn 10 người đàn ông áo đen tụ lại ở đó. Tần Lạc đứng ở sau đám người xa xa, giống như là những chuyện này hoàn toàn không có quan hệ với hắn chỉ là một người xem náo nhiệt. Ánh mắt Bạch Phá Cục nhìn sang, hắn rất lễ phép gật đầu mỉm cười. Người đàn ông đeo kính đen cầm đầu móc ra giấy chứng nhận của mình đưa cho Bạch Phá Cục, nói, chúng tôi là người ở Quốc An. Nhận được tuyên báo, chúng tôi hoài nghi có một tên nghi phạm trọng đại trốn ở Đồng Tước Đài. Ánh mắt Bạch Phá Cục nhìn hắn sáng quắc, cũng không lập tức thối lui, mà trầm giọng nói, nghi phạm gì? Cấu kết phần tử nguy hiểm ý đồ thương tổn nhân viên công tác đặc biệt của quốc gia. Người đàn ông đeo kính râm nói đơn giản. Tuyên báo của ai? Chúng tôi có trách nhiệm giữ bí mật người cung cấp tình báo. Người đàn ông nói, Bạch Phá Cục, cho bọn tôi vào. Bạch Phá Cục trầm mặc. Bạch Phá Cục, anh nên biết hậu quả của việc từ chối. Người đàn ông đeo kính râm lộ vẻ không vui nói. Bạch Phá Cục nhếch môi nở nụ cười, nói, tôi nói từ chối lúc nào. Tôi chỉ là đang nghĩ, chỗ nào trong Đồng Tước Đài này mới có thể che giấu nghi phạm trọng đại, tôi vô cùng tích cực phối hợp các vị làm việc. Coi như anh biết điều, người đàn ông kính râm hừ lạnh nói. Hắn biết Bạch Phá Cục này có trọng lượng, nhưng mà, hắn là nghe lệnh mà đến, liền nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, hậu đài hai bên cũng không phải là người cùng đường. Không cần phải khách khí như vậy. Nếu quá mức khách khí, thằng nhãi sau lưng mỉm cười vô hại kia chạy đi nói thầm mấy câu với người vương gia, mình cũng gặp tai ương theo. Người đàn ông kính râm vung tay lên, hô, đi vào lục soát. Rầm rập, mười mấy người theo hắn xông vào. Tần Lạc lúc này mới dẫn đầu to đi lên, nhìn Bạch Phá Cục cố ý chờ ở cửa, tiếc nuối nói. Vốn là còn muốn cùng Bạch Đại Thiếu ra đàm luận chút lý tưởng nhân sinh, phong hoa tuyết nguyệt. Không ngờ gặp phải chuyện như vậy, nơi này thật chứa nghi phạm trọng đại. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Phá Cục cười phủ nhận, cây to đón gió, nhất định là có tiểu nhân hèn hạ cảm thấy Bạch gia gần đây xuôi gió xuôi nước cho nên sinh lòng đố kỵ, lúc này mới sử ra thủ đoạn hạ lưu này để hãm hại chúng tôi. Để cho bọn họ lục soát cũng tốt, bọn họ sẽ cho tôi trong sạch. Sao có thể mắng người khác là tiểu nhân hèn hạ chứ? Tần Lạc có chút tức giận nói. Có lẽ người đó quả thật có tư liệu có thể tin gì đó, mà Bạch Đại Thiếu gia lại chẳng hay biết gì thì sao? Mượn chuyện Tần Túng Hoành kia mà nói, nếu không phải là cuối cùng Quốc An cha tìm được tội chứng của hắn, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy? Hắn lắc đầu thở dài, nói, bây giờ lòng người thật xấu. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trong lòng Bạch Phá Cục thầm hận không thôi. Thằng nhãi này chạy đi tố cáo thì thôi, mình mắng mấy câu, hắn còn có mặt mũi thay bản thân rửa oan. Tôi tin ánh mắt cùng năng lực của tôi, Bạch Phá Cục có chút cường thế nói. Có lẽ, chuyện như vậy sẽ xảy ra ở trên người kẻ khác. Nhưng sẽ không xảy ra ở trên người Bạch Phá Cục tôi. Vậy thì tốt, Tần Lạc cười gật đầu. Như vậy thì tôi an tâm. Cậu Tần bây giờ còn có hứng thú vào ngồi tâm sự chút lý tưởng nhân sinh, phong hoa tuyết nguyệt không? Bạch Phá Cục làm ra tư thế mời. Mặc dù biết thời gian bây giờ không phải là rất thích hợp. Tần Lạc nói, nhưng anh Bạch đã mời nhiệt tình, tôi tất nhiên phải nể mặt rồi. Mời. Bạch Phá Cục làm tư thế mời, sau đó liền chủ động đi ở phía trước dẫn đường. Tần Lạc cùng đầu to nháy mắt ra hiệu, hai người theo sát sau lưng Bạch Phá Cục. Đúng lúc này, hậu viện Đồng Tước Đài đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó liền nghe được có người la to. Còn có tiếng khóc của con gái. Cứu hỏa, cháy rồi. Cứu mạng, mau cứu mạng. Hậu viện cháy rồi, mau tới cứu hỏa. Tần Lạc cả kinh, đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phá Cục.
Bạch Phá Cục với khuôn mặt cừu hận của Tần Lạc làm như không thấy, nhìn vị trí khói cuồn cuộn dày đặc phía xa, thản nhiên nói, xem ra tôi không có cách gì cùng cậu Tần nói chuyện phiếm rồi. Bạch đại thiếu gia đúng là thủ đoạn tốt, Tần Lạc cười lạnh nói, ngay cả em ruột của mình cũng xuống tay được. Bạch Phá Cục đột nhiên xoay người, con mắt sung huyết mà nhìn chằm chằm Tần Lạc. Nói gần từng chữ, tôi không xuống tay được, cậu cũng biết. Nói xong, không hề để ý tới Tần Lạc nữa, đi thẳng về phía trước. Tần Lạc đứng ở tại chỗ trong chốc lát, sau đó lại híp mắt nở nụ cười, nói, nếu mọi người là bạn bè, chúng ta vẫn nên đi xem thử đi. Nếu không, thể hiện người bạn như tôi quá không đủ tư cách. Nói xong, hắn cũng chạy tới điểm cháy. Cháy không phải là cao ốc, mà là mấy nhà xung quanh. Cũng không biết cháy vì nguyên nhân gì, thế lửa ngập trời. Lúc kiến trúc phòng ở sử dụng phần lớn là gỗ, trong phòng lại để vật phẩm dễ cháy như thảm. Lửa mượn gió thổi, bốc cháy ngùn ngụt. Mặc dù biết người bọn họ muốn tìm ở bên trong, nhưng cũng không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ tòa nhà nào. Người chỗ cục quốc an cũng chạy tới địa điểm cháy, cả đám vẻ mặt âm trầm. Bọn họ biết, nhiệm vụ của bọn họ thất bại. Lửa lớn như vậy, bọn họ sao đi vào dẫn người. Đợi đến khi lửa tắt, chỉ sợ bọn họ ngay cả cho cũng tìm không ra. Trong lòng Tần Lạc cũng tiếc hận vô cùng. Người Bạch gia thật ác độc. Hung ác với người khác, cũng hung ác với chính mình. Lão nhị Bạch gia được gọi là người điên kia một chút cũng không điên, ngược lại là một người trung hiếu. Hắn sinh ra chính là một bi kịch, bởi vì hắn vẫn luôn sống ở trong cái bóng lưng cao lớn của Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục đứng ở chỗ cách bọn họ không xa, nhìn nhân viên đồng tước đài chạy tới chạy lui, dùng thiết bị như bình chữa lửa hoặc là ống nước cứu hỏa, im lặng trầm mặc. Thật lâu sau, một trận khói đặc thổi tới, hắn đỏ trong mắt. Chương 1498, độc cô cầu bại. Thế lửa càng lúc càng lớn, cứu viện đã tới không kịp. Rất nhanh, mấy cao ốc liền đốt đến biến dạng. Mặc dù biết trong nhà chứa phạm nhân quan trọng, nhưng mà, ngay bây giờ cũng không có ai dám vào bắt người. Nếu một người ngay cả mạng cũng có thể không cần, còn có thứ gì có thể uy hiếp được hắn chứ? Có người báo cảnh sát, cho dù vị trí đồng tước đài ở vùng ngoại thành vắng vẻ, xe cứu hỏa vẫn dùng tốc độ vượt mức bình thường chạy tới. Bạch gia bây giờ như mặt trời ban trưa, người bình thường nào dám đắc tội bọn họ. Người đàn ông đeo kính râm cục quốc an ở trong quá trình này luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Phá Cục, nhưng mà đối phương giống như là hoàn toàn sa vào ở trong tình cảm của mình, thậm chí cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Thật lâu sau, người đàn ông đeo kính râm vung tay lên, quát, lục soát. Mặc dù hỏa thiêu mấy tòa nhà, nhưng đồng tước đài còn có những nơi kinh doanh khác. Cho dù biết người cùng tư liệu quan trọng có thể cũng biến mất ở trong biển lửa này, nhưng bọn họ vẫn có chút không cam lòng. Đã tới đây, luôn phải làm chút gì đó. Bọn họ cũng không sợ đắc tội Bạch Phá Cục. Càng đắc tội, người phía sau hắn càng vui vẻ. Bạch Phá Cục rốt cuộc thu hồi tâm thần, nhìn Tần Lạc một cái, không nói một lời mà đi về ra. Bây giờ hắn ngay cả sức diễn qua loa cũng không có. Chỉ muốn một mình tĩnh lặng hoặc tìm cách phát tiết lửa giận trong lòng một chút. Hắn đã chết, táng thân biển lửa. Nhưng mà, hắn vì sao chết? Là bị Tần Lạc bức tử. Thù này, chỉ có thể ghi tạc trên đầu Tần Lạc. Thật không thú vị, Tần Lạc lắc đầu thở dài. Kết cục không giống với tôi nghĩ. Đầu to không có tiếp lời, chỉ tận chức tận trách mà làm tốt công việc cảnh giới. Hắn biết, vị trí bọn họ đứng thoạt nhìn trống rỗng. Thật ra đã sớm bị người ta bao vây hết rồi. Chỉ là, có người quốc an đang ở đây, bọn họ cũng không có gan động thủ mà thôi. Tần Lạc chạy tới cao ốc hoàn cầu, là Mã Duyệt ở cửa thang máy nghênh đón. Tần Lạc cẩn thận chú ý vẻ mặt Mã Duyệt, thấy nàng cũng không vì Điền Loa chết đi mà thương tâm quá độ, mặt không chút thay đổi, giống với lúc Tần Lạc thấy nàng lần đầu tiên. Có điều, đây là một cô gái biết che giấu tâm sự. Từ việc nàng trở thành nằm vùng có thể ở bên cạnh người máy thế giới nội tâm như văn nhân Mục Nguyệt để theo dõi nhiều năm như vậy là có thể biết rõ. Thế giới nội tâm của nàng rốt cuộc là màu gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng tinh tường. Gần đây có khỏe không? Tần Lạc cười hỏi. Cũng tốt, Mã Duyệt lãnh đạm trả lời. Giống như Tần Lạc là một người theo đuổi rất không được nàng hoan nghênh. Vậy thì tốt, Tần Lạc nhẹ gật đầu. Hắn có chút đồng tình với anh em Mã Duyệt. Điền Loa là ân nhân của hắn, nếu không phải hắn trước khi chết đưa tặng hàng mẫu virus hỏa diễm, Tần Lạc cũng không dễ dàng giải mê virus hỏa diễm như vậy. Mã Duyệt là trợ thủ văn nhân Mục Nguyệt tín nhiệm, cũng là cô gái hắn cảm thấy thú vị vô cùng.
cho nên, lúc gặp nàng liền không nhịn được hỏi một câu tình hình gần đây của nàng. Tần Lạc đẩy cửa phòng làm việc của Văn Nhân Mục Nguyệt ra, Văn Nhân Mục Nguyệt đang gọi điện thoại. Thấy Tần Lạc đi vào, chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại thấp giọng nói mấy câu, liền cúp điện thoại. Sao thấy anh tới liền cố ý nói nhỏ vậy? Là người theo đuổi em à? Tần Lạc trêu chọc, quan hệ giữa hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt rơi vào giai cảnh, nói chuyện cũng càng ngày càng tùy ý. Đây là chuyện đương nhiên, Văn Nhân Mục Nguyệt nói vô cùng tự phụ. Ừ, chúng ta đều quá ưu tú rồi. Tần Lạc mày dạn mặt dày nói, người theo đuổi anh cũng rất nhiều. Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay đi không thèm nhìn hắn. Mình có tính là người theo đuổi hắn không? Văn Nhân Mục Nguyệt thầm nghĩ ở trong lòng. Chuyện xảy ra hôm nay em hẳn đã biết. Tần Lạc kéo ghế xoay ngồi ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn mặt nghiêng tinh xảo lãnh diễm của nàng, trong lòng có cảm giác thỏa mãn thật lớn. Cô gái giống như nữ thần này cũng lọt mắt xanh mình, đời người thật đúng là không có gì tiếc nuối. Biết, Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, mặc dù nàng không có ở hiện trường Đồng Tước Đài, nhưng với mạng lưới ngầm gia tộc Văn Nhân phân bố khắp Yến Kinh, chỉ sợ không có chuyện gì có thể gạt được nàng. Em thấy sao? Tần Lạc hỏi. Bọn họ làm chuyện bọn họ nên làm. Văn Nhân Mục Nguyệt bình luận, biểu hiện hoàn mỹ. Ừ, Tần Lạc khẽ thở dài. Bọn họ hung ác với người khác, còn ác với mình hơn. Sao lại có thể làm được việc tự thiêu mình chứ? Nếu hắn không làm như vậy, người Văn Nhân Mục Nguyệt nằm ngửa ở trên ghế da mềm, áo sơ mi màu trắng bó sát người liền nâng bộ ngực thành một đường cong u nhã. Bạch gia sẽ bị hắn thiêu hủy. Ừ, cũng vì bọn họ biết hậu quả thân phận bại lộ, cho nên mới làm ra lựa chọn như vậy. Bạch Tàn Phổ cũng thật xui xẻo. Hai anh em hao tâm tốn sức diễn trò, vốn cho là chết giả có thể núp sau lưng cho người khác một kích chí mạng. Đáng tiếc, một kích này không khiến người khác chí mạng, mà lại đánh mất mạng mình. Không nên xem thường đối thủ của anh, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Chỉ số thông minh của anh em Bạch gia không kém, lại cực biết nhẫn nhịn. Thời khắc mấu chốt, bọn họ lại càng có thể làm ra lựa chọn có lợi nhất. Nếu không phải bởi vì anh một mực không tin Bạch phá cục, cũng sẽ không giấu giếm cao thủ ở bên cạnh tất cả người thân mình. Nếu để cho trong tay hắn nắm được con tin, bây giờ, bọn họ mới là người thắng. Ừ, một người ngay cả em mình cũng có thể giết chết, làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng chứ? Tần Lạc vừa cười vừa nói, tuy nhiên lúc đó mục đích Bạch Tàn Phổ bị giết là vì cho anh một công đạo. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc Tần Lạc một cái, nhàn nhạt nói, cho nên, anh mới là người đàn ông bụng đen nhất Yến Kinh. Tần Lạc híp mắt nở nụ cười, hỏi, đây là khen ngợi anh sao? Không phải, Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời dứt khoát. Đó là ca ngợi anh. Anh nghĩ quá rồi. Nữ thần cao cao tại thượng làm nũng, bộ dạng quyến rũ kia đúng là đáng yêu mê người. Bạch Tàn Phổ đã chết, giữa anh và Bạch Phá Cục không còn có bất kỳ chỗ giảm sóc nào. Hắn tất sẽ đứng đầu tự mình so chiêu với anh. Hắn là một đối thủ đáng giá coi trọng. Đợi một chút. Tần Lạc cắt lời Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, sao không phải là em với Bạch Phá Cục? Lại anh đại biểu cho Văn Nhân gia tộc chứ? Văn Nhân Mục Nguyệt liếc Tần Lạc một cái, nói, hắn căn bản không hề xem em là đối thủ. Mạng của anh thật khổ, Tần Lạc nói, có điều, hắn thiếu anh nhiều khoản nợ như vậy, cũng là lúc phải thu hồi lại rồi. Hắn sẽ không chờ quá lâu, bởi vì mỗi một ngày chờ, phần thắng của hắn liền ít đi một phần. Anh cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc nói, còn một vấn đề khác em từng nghĩ tới chưa? Vấn đề gì? Tần Lạc ngồi thẳng người, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu anh thắng, sẽ như thế nào? Quả nhiên, vẻ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nàng biết Tần Lạc không có nói giỡn, đây mới là nan đề lớn nhất bọn họ gặp phải. Tần gia đại biểu là Tần Túng Hoành trước kia thực lực đại tổn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu Tần Lạc cùng Bạch Phá Cục đại chiến, Tần Lạc lại thắng Bạch Phá Cục. Như vậy, cả Trung Quốc cực kỳ có tài lực chính là hai người Tần Lạc cùng Văn Nhân Mục Nguyệt. Điểm chết người nhất chính là, hai người bọn họ còn là quan hệ tình nhân thân mật. Cục diện như vậy, làm sao có thể khiến người khác yên tâm? Có một số đối thủ là có thể chiến thắng, có một số đối thủ lại khó có thể chiến thắng. Văn Nhân Mục Nguyệt khẽ thở dài, nói, chúng ta nhất định phải là đối thủ. Tần Lạc lắc đầu, nói, nhưng anh không hạ thủ với em được. Dừng một chút, lại hỏi, đây có phải tính là độc cô cầu bại không? Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra, Văn Nhân Chiếu thò đầu vào, hỏi, chị, Mã Duyệt đâu? Thấy Tần Lạc ngồi ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt,
mặt đầy vui sướng hô, anh rể, anh đang ở đây à? Tần Lạc nhẹ gật đầu, nhìn Văn Nhân Chiếu hỏi, cậu tìm Mã Duyệt làm cái gì? Em tìm cô ấy thương lượng một việc. Văn Nhân Chiếu nói, chị, anh rể, hai người nói chuyện đi, em không quấy rầy nữa. Nói xong, xoay người bỏ chạy mất. Tần Lạc cười cười, nói, nếu không, anh cùng Văn Nhân Chiếu làm đối thủ. Chương 1499, một mình anh sinh không ra được. Một chiếc xe ben màu đen từ từ dừng ở cửa tiểu viện, Bạch Phá Cục mặc tây trang màu đen, vẻ mặt trang nghiêm túc mục bưng một cái hộp màu đen xuống xe. Lần này, hắn không tự mình mở cỗ xe Hummer cực kỳ phong cách kia, mà cùng những nhân sĩ thành công khác ngồi ở sau buồng xe ben. Cửa viện mở rộng, một lão nhân mặc áo lông dê đau đớn đứng ở đằng kia. Ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Bạch Phá Cục, cơ thể run nhẹ. Một lão nhân cũng già nua đứng ở phía sau lão, dùng thân thể của chính mình bảo vệ để tránh lão ngã xuống. Bạch Phá Cục xuống xe, xe ben liền quay đầu rời đi. Bạch Phá Cục ôm cái hộp đi tới trước mặt lão nhân, nhẹ giọng kêu, ông, cháu đưa nó về rồi đây. Lão nhân vươn tay ra vuốt ve mặt ngoài bóng loáng của cái hộp, giống như là đang vuốt ve làn da con cháu hậu bối mình. Thương tiếc, cưng chiều, yêu sầu, khó có thể tự kiềm chế. Ông, giọng Bạch Phá Cục khàn khàn khuyên nhủ, đây là lựa chọn của nó. Nó là đàn ông Bạch gia chúng ta, nó không khiến ông mất mặt. Phải mà, nó không khiến ta mất mặt. Hốc mắt lão nhân đỏ lên nói, đưa vào đi thôi, đặt ở Phật đường, nó cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bạch Phá Cục bưng cái hộp đi tới, đi vào Phật đường ở hậu viện. Hắn đặt cái hộp ở trên chủ vị Phật đường, phía dưới vị trí Bồ Tát, sau đó, quỳ gối trên bồ đoàn dập đầu quy củ. Lão nhân cũng tiến vào, tìm cái ghế ở góc tường ngồi xuống. Tầm mắt của lão đặt ở trên cái hộp trên bàn thờ, giọng khàn khàn đầy tang thương nói, khi còn bé, hai anh em các cháu cứ thích đánh nhau. Ông nói, đánh đi, nếu muốn đánh, vậy thì đánh cả đời. Khi đó, ông là vì Bạch gia mà nghĩ vậy, đều nói anh em đồng lòng, đủ lực chặt sắt. Nhưng mà, nếu một người quá hiển hách, nhất cử nhất động đều bị người ta quan sát, theo dõi, như vậy, rất nhiều chuyện sẽ rất khó thi triển được. Cho nên, ông bảo cháu đứng ở trước đài thu hút ánh mắt. Để Tàn Phổ nấp ở phía sau làm mấy chuyện cháu không thể làm cũng làm không được, Tàn Phổ đã từng hỏi ông, tại sao là nó làm bóng mà không phải là cháu. Ông biết, trong lòng nó cũng oan uổng. Ông nói với nó, ông bảo cháu trở thành cái bóng, là vì cháu thông minh. Cháu thông minh hơn anh cháu. Phá Cục, Tàn Phổ quả thật thông minh hơn cháu. Thông minh của cháu là ở mưu lược, thông minh của nó là ở thi hành. Một người có lực thi hành cường đại, thật ra càng thích hợp đứng ở vị trí cháu bây giờ hơn, nhưng mà, ông vẫn quy định sẵn kiểu người của nó. Lão nhân vẻ mặt bình tĩnh nói, giống như là đang nói một chuyện cũ bi thương không quan hệ tới mình. Nếu phải tìm một lý do này rất đơn giản, con trai trưởng làm lớn. Cháu là con trưởng. Phần gia nghiệp này lý nên do cháu thừa kế. Về sau, Tàn Phổ thích ứng mẫu người của nó, không bao giờ hỏi ông vấn đề như vậy nữa. Hai anh em các cháu càng đấu càng lợi hại, cứ thế nước lửa không tan ra, ông biết đây là chiến lược cần, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Có điều, vì Bạch gia, hy sinh như vậy ông có thể chấp nhận. Để cháu giả bộ giết chết Tàn Phổ, điều này có lợi với chúng ta, cho chúng ta tranh thủ được thời gian quý giá, cũng cho chúng ta cơ hội ăn sạch nửa Tần gia. Nhưng mà, điều này cũng mang đến tai nạn cho Bạch gia chúng ta. Cháu cùng Tàn Phổ đều là diễn viên giỏi, nhưng ông lại không phải là một đạo diễn giỏi. Ông thế nào cũng thật không ngờ kết cục chúng ta sẽ là như vậy. Ông cống hiến cả đời vì Bạch gia, nhưng ông chưa từng nghĩ tới kính dâng cháu mình, ông không hối hận an bài như vậy. Nhưng mà, nếu lại có một lần cơ hội nữa, ông nhất định cho Tàn Phổ một cơ hội sống. Hốc mắt khô quắt của lão nhân chảy ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua. Giọng lão nghẹn ngào, trầm giọng nói, còn sống là phúc rồi. Bạch Phá Cục xoay người lại, dập mạnh đầu về phía lão nhân, tự trách nói, ông, thật xin lỗi. Cháu không có cách gì khiến Tàn Phổ sống lại, nhưng cháu sẽ không để cho nó chết vô ích. Mặc dù quyền phân phối giải dược cuối cùng bị quốc gia lấy đi, nhưng mà, hiệu quả và lợi ích kinh tế cuối cùng vẫn gián tiếp tính tới trên tài khoản chung nhiều nhà mà Văn Nhân Mục Nguyệt cung cấp. Nói cách khác, quyền thu vào trên thực tế vẫn bị đại cổ đông Tần Lạc lấy đi. Có ba cô gái Văn Nhân Mục Nguyệt, Lâm Hoán Khê cùng Lệ Khuynh Thành này xử lý chuyện kia, Tần Lạc cũng không cần lo lắng chút nào. Hắn cũng nhàn rỗi,
đều dành thời gian làm bạn với hai cô bé Bối Bối cùng Gia Bảo. Bối Bối cùng Gia Bảo bây giờ đã thành bạn thân, Gia Bảo không chỉ học xong chữ như con mèo cùng con chuột, Tần, Tom, còn học xong gọi tên Bối Bối. Điều này làm cho Bối Bối có cảm giác kiêu ngạo vô cùng, cô bé lại càng thích Gia Bảo, giống như là một chị cả đi chăm sóc Gia Bảo. Tần Lạc tinh tường, bản phối âm con mèo cùng con chuột hắn và Bối Bối thu lấy được hiệu quả tốt đẹp, tiến bộ của Gia Bảo phi thường lớn. Tần Lạc biết, chỉ cần cho thêm Gia Bảo một ít thời gian, nàng có thể sống giống cô bé bình thường. Bối Bối giống một tiểu đại nhân kể chuyện học được ở trường cho Gia Bảo nghe, Gia Bảo nghe cái hiểu cái không, đôi mắt xinh đẹp giống lưu ly nhìn chằm chằm người kể chuyện không chút chớp mắt, là một người nghe vô cùng tốt. Đại Hôi Lang bắt đi Dương Dương, vậy phải làm sao đây? Không cần phải gấp, Hỉ Dương Dương thông minh đã nghĩ ra cách. Tần Lạc cùng Tô Tử ngồi ở trên hành lang phơi nắng, nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn, khóe miệng của bọn hắn đều chứa ý cười sung sướng. Trẻ con nên cùng ở với trẻ con, Tô Tử vừa cười vừa nói. Gia Bảo có thể khang phục, Bối Bối là công thần lớn nhất. Quần trắng, áo trắng, mặt ngẩng lên trời, tóc dài xõa vai. Lần đầu tiên gặp nhau, Tô Tử đã làm cho người ta có cảm giác thanh tân lãnh diễm. Nàng luôn dịu dàng ung dung như vậy, giống như là nước. Với Bối Bối mà nói, có người nguyện ý nghe nó kể chuyện xưa, cũng là một chuyện đáng vui vẻ. Gia Bảo nghe chăm chú như vậy, nàng đã nghe hiểu à? Tần Lạc cười hỏi. Thời gian đã lâu, liền nghe hiểu rồi. Tô Tử nói, bây giờ Bối Bối mỗi lần đến đều kể cho Gia Bảo chuyện Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Tần Lạc liền cười. Dừng một chút, hỏi, lượng tiêu thụ ấn can giải độc vương bây giờ thế nào? Có rớt xuống không? Tô Tử liếc Tần Lạc một cái, nói, em nghĩ anh cho tới giờ cũng sẽ không quan tâm những chuyện này chứ. Lúc này mới trả lời vấn đề của Tần Lạc, nói, sao lại rớt xuống? Thị trường đã chứng minh, đây là một khoản thuốc hữu hiệu có thể giải trừ bệnh viêm gan. Không chỉ có ở trong nước tiêu thụ đắt như tôm tươi, cũng không thiếu dược thương ngoại quốc tới hiệp đàm, muốn lấy quyền đại lý các quốc gia, có người được quốc gia ủy quyền, có người không có. Bây giờ em mới biết được. Lúc trước nguyên nhân anh để học sinh của anh đi Vân Điền gieo trồng dược thảo đại quy mô. Bây giờ chúng ta đã gặp phải vấn đề thiếu dược liệu, em nghĩ, Cố Bản Thảo bên kia càng thêm thiếu hụt nhỉ. Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ tán thành, nói, bên kia thiếu hàng càng thêm nhiều. Toàn bộ tồn kho của công hội Trung Y đã dùng tới cả, còn dùng giá cao mua dược liệu những công ty khác nhưng nhu cầu thị trường quá lớn. Những dược liệu này vẫn như muối bỏ biển. Bên kia càng gấp hơn bên chúng ta, Tô Tử nói. Nếu cần, bên em cũng có thể cung cấp một ít. Tần Lạc lắc đầu, nói, vật hiếm là quý. Càng ít, thì càng chân quý. Hơn nữa, bây giờ do quốc gia nghĩ biện pháp xử lý vấn đề dược liệu cho chúng ta cũng không cần quá quan tâm chuyện này. Hiệu quả và lợi ích của ớt can giải độc vương không tệ, không thể tùy tiện gián đoạn cung hàng. Em cũng không ký hợp đồng cung hàng với người khác à? Tô Tử cười cười, không có trả lời vấn đề của Tần Lạc, nói. Bây giờ có phải có cảm giác thành tựu vô cùng không? Phương diện nào? Tần Lạc hỏi. Đương nhiên không phải là chỉ kiếm tiền. Tô Tử nói, em biết chí của anh không ở chuyện này. Cũng không thể nói như vậy. Anh không có vĩ đại như bọn em nghĩ đâu. Nếu thật thành người giàu nhất thế giới vẫn rất có cảm giác thành tựu. Về sau nếu có phóng viên phỏng vấn anh liền có thể rất tùy tiện mà nói với bọn họ rằng, bây giờ tiền với tôi mà nói chính là con số không ngừng gia tăng bên trong tài khoản ngân hàng. Đã không còn ý nghĩa gì nữa, có phải sẽ rất oai hay không? Đây cũng không phải là thứ anh theo đuổi. Tô Tử cười nhạt, bây giờ, Trung Y có tính là đi ra khỏi biên giới, đi vào thế giới không? Xem như thế đi, Tần Lạc gật đầu, hắn thật không có khiêm tốn ở trên việc này. Bây giờ, toàn bộ thế giới có bao nhiêu dân chúng đang kiển chân chờ mong giải dược virus hỏa diễm? Giải dược virus hỏa diễm là thuốc Trung Y, dĩ nhiên là có thể làm cho người ta tăng lực tin phục với thuốc Trung Y. Nói chung ý đi ra biên giới đi vào thế giới cũng không khoa trương chút nào. Vậy, Tô Tử hỏi, anh kế tiếp muốn làm gì? Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, danh có rồi, tiền kiếm được cũng đủ nhiều rồi, về sau chuyện muốn làm hẳn là kết hôn sinh con. Em nói sinh năm ba đứa thì thế nào? Cùng em có liên quan gì? Tô Tử đỏ mặt. Đương nhiên là có quan hệ. Tần Lạc nghiêm túc nói, một mình anh không sinh ra được. Chương 1500. Nhất định phải báo thù. Tần Lạc cho rằng Trương Mẫn chỉ là nói mà thôi, không ngờ nàng quả thật đem một đôi song bào thai mắc bệnh mà Trung Y bây giờ cực kỳ cảm thấy hứng thú tới. Cặp chị em song sinh ở trước mắt,
Tần Lạc cũng không đành lòng nhìn thêm mấy lần. Chuyện đàn ông đáp ứng phải làm được, Tần Lạc đã đáp ứng giới thiệu danh sư giúp các nàng, vậy thì nhất định phải làm tới nơi tới chốn. Vì vậy, hắn tự mình đưa các nàng đi tìm sư phụ của mình, Vương Thần Châm Vương Tu Thân. Lão già Vương Tu Thân mặc dù lớn tuổi, không tùy tiện ra tay chữa bệnh cho người ta nữa. Nhưng mà, theo học lão vẫn có thể. Hơn nữa, lão thân liền tự học, để cặp chị em này cùng lão học liền được, cũng không cần mở lò đặc biệt. Trương Mẫn tất nhiên nghe qua đại danh của Vương Tu Thân, nghe được Tần Lạc muốn đề cử cho hắn, tất nhiên là hết sức mừng rỡ, lần nữa cảm kích sự giúp đỡ của Tần Lạc. Điều này với Tần Lạc mà nói chỉ là cái nhấc tay, nhưng mà, với một số người được giúp đỡ lại là ân tái tạo. Mặc dù gia cảnh Trương Mẫn không tệ, nhưng mà, nếu không có người giới thiệu, làm sao có thể được đi theo bên cạnh Vương Tu Thân nổi danh khắp thiên hạ học tập. Điều này cùng tiền tài không quan hệ, cùng nhân mạch có liên quan. Cho nên, Trung Quốc một mực là một xã hội tình người. Vương Tu Thân sau khi nghe xong Tần Lạc kể chuyện song bào thai gặp phải, cũng tương đối đồng tình với các nàng. Sau khi làm mấy khảo hạch, liền quyết định lưu Hy Dung cùng Hy Vũ lại. Trương Mẫn liền quỳ xuống mà dập đầu, giống như đệ tử khác làm đại lễ thầy trò. Trương Mẫn lại đã sớm chuẩn bị một pho tượng cùng Phật Ngọc không tệ đưa lên làm lễ bái sư, ở sự khuyên ngăn của Tần Lạc, Vương Tu Thân cũng không cự tuyệt. Hy Dung cùng Hy Vũ từ hôm nay trở đi liền ở lại y quán Thần Châm Vương học tập trung y, Tần Lạc cùng Trương Mẫn sau khi dặn dò mấy câu, hai người cùng nhau từ biệt Vương Tu Thân. Đi tới cửa, Trương Mẫn lại tỏ vẻ cảm ơn với Tần Lạc. Bác sĩ Tần, bây giờ chính là giờ cơm. Nếu cậu có thời gian, tôi mời cậu ăn bữa cơm nha. Trương Mẫn khách khí nói. Tần Lạc nhìn đồng hồ, nói, không cần khách khí như vậy. Hôm nay hẹn, lần sau tôi mời anh đi. Được, vậy không quấy rầy nữa. Trương Mẫn cùng Tần Lạc cáo biệt, sau đó lái BMW của mình rời đi. Tần Lạc đang định lên xe, di động nắm trong tay đột nhiên vang lên. Trên màn hình của Tần Lạc hiện lên số điện thoại di động của chữ Toái Toái. Nhấn nút nghe, Tần Lạc cười hỏi, Toái Toái, có chuyện gì à? Anh Tần, anh bận không? Giọng đứa nhỏ điềm đạm nho nhã, giống như kỳ nhân. Không, có chuyện gì sao? Tần Lạc nói. Anh Tần, là như vậy. Tuần này cao ốc Thái Cực sẽ ngừng xây, em với Lâm Tỷ đã thương lượng qua, quyết định thứ 6 làm một nghi thức khánh thành. Cũng chính là, chính thức đẩy cao ốc Thái Cực ra mắt công chúng. Anh thấy thời gian này thích hợp không? Thích hợp, rất thích hợp, Tần Lạc cười nói, Toái Toái, trong khoảng thời gian này quả thật vất vả cho em. Anh Tần, anh không cần khách khí như vậy với em. Em cũng phải cảm ơn anh, nếu không phải nhờ anh, tác phẩm của em cũng không thể được tuyển dụng nhanh như vậy. Em cũng học được rất nhiều thứ đó. Đó là tài hoa của em, không liên quan gì tới anh, Tần Lạc nói, vậy thì định vào thứ 6 đi. Vốn em định bảo chị Lâm mời anh tới tham gia buổi lễ, nhưng mà chị Lâm bảo em tự mời anh. Anh Tần đến lúc đó có thời gian không? Đương nhiên là có thời gian, Tần Lạc cao hứng mà nói. Đây là đại sự mà, anh chắc chắn sẽ qua. Hơn nữa, anh cũng rất mong chờ cao ốc Thái Cực sau khi xây xong sẽ mang tới cho người ta rung động như thế nào. Tin tưởng nhất định có thể khiến giới kiến trúc chấn động nhỉ. Không có ai mắng em liền may rồi, chữ Toái Toái nói, không tự tin. Nếu có người mắng em, chứng tỏ những người kia không có ánh mắt. Tần Lạc nói, hơn nữa, cao ốc Thái Cực là anh tuyển chọn. Bọn họ mắng em, không phải là ngay cả anh cũng mắng à. Cho nên, ai dám mắng em, anh liền giúp em mắng hắn. Chữ Toái Toái cười khanh khách, nói, anh Tần, nói với anh thật vui. Vậy cứ định như vậy, thứ 6 anh nhất định phải tới nha. Yên tâm, anh sẽ không thất tín. Tần Lạc cam đoan. Hoa thơm chim hót. Cá lội nước chảy. Không khí nhẹ nhàng khoan khoái, phong cảnh xinh đẹp. Trên ghế nằm, một người đàn ông mở to hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhìn chăm chú thật lâu mà vẻ mặt không chút thay đổi, giống như là người chết. Tiếng bước chân truyền đến, một chàng trai trẻ tuổi trang phục bất phàm đã đi tới. Hắn nhìn người đàn ông ngủ ở trên ghế nằm, cười hỏi, anh Thiên Trọng, phong cảnh bên này cũng không tệ lắm phải không? Người đàn ông trên ghế nằm đáp cũng không đáp. Vẫn ngửa mặt nhìn trời. Ai, anh chàng trẻ tuổi khe khẽ thở dài. Không biết gì là hạnh phúc, nằm ở nơi này cái gì cũng không biết, chưa hẳn không phải là một chuyện hạnh phúc. Nếu để anh biết sự vẻ vang của Tần Lạc ở bên ngoài bây giờ, chỉ sợ cho dù như thế nào anh cũng nằm không nổi nữa. Mí mắt Hoàng Thiên Trọng chớp chớp, vẫn không mở miệng nói gì.
Tôi đúng là không hiểu nổi, hắn tại sao có thể có vận cứt chó như vậy? Chuyên gia chữa bệnh nhiều như vậy, sao lại cứ là hắn nghiên cứu ra giải dược virus hỏa diễm chứ? Chàng trai trẻ tuổi tức giận bất bình nói, anh có biết bây giờ hắn có bao nhiêu tiền không? Anh có biết bây giờ có bao nhiêu người chạy tới nịnh bợ hắn không? Ai, trước kia chúng ta còn muốn tìm cơ hội báo thù. Bây giờ à, tôi khuyên anh vẫn nên chết phần tâm kia đi. Thù này, sợ là chúng ta báo không được. Không, Hoàng Thiên Trọng nói. Tiếng này đột nhiên truyền tới, vừa cộc vừa chát, ngay cả chàng trai trẻ tuổi cũng có chút kinh ngạc. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, nói, anh Thiên Trọng, không phải là tôi nâng họ Diệt uy phong mình. Bây giờ à, muốn tìm Tần Lạc báo thù, khó đó. Tất cả mọi người coi hắn như bảo bối, chúng ta làm sao có thể động đến hắn. Cho dù như thế nào, vẻ mặt Hoàng Thiên Trọng vặn vẹo, cắn răng nói, nhất định phải báo thù. Tôi cũng nghĩ vậy, chàng trai trẻ tuổi nói. Có điều à, Lạc Sĩ hình như không quá phối hợp, nói tới nàng cũng không phải quá tin tưởng chúng ta. Có điều tôi cũng có thể lý giải. Dù sao, thời gian mọi người tiếp xúc không lâu mà. Hơn nữa chuyện trong đại, sao có thể tùy tiện làm ra quyết định. Có điều, tôi đang lo lắng. Dựa theo thế phát triển của Tần Lạc bây giờ. Nếu thêm cho hắn một ít thời gian, chúng ta cho dù có kế hoạch ra tay với hắn, chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Người này bây giờ quá mạnh, ngay cả Bạch Phá Cục cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chúng ta. Vẫn nên ổn thỏa một chút đi. Nàng sẽ đồng ý, Hoàng Thiên Trọng nói. Anh chàng trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nói, anh Thiên Trọng nghỉ ngơi đi. Chuyên gia Pháp tôi mời 2 ngày nữa liền tới rồi, đến lúc đó lại bảo họ chữa bệnh cho anh một chút. Cuối cùng sẽ có cơ hội. Xong. Hắn liền xoay người rời đi. Ở nơi khúc quanh hành lang, một giọng nói tràn ngập từ tính hô, Dương thiếu gia. Anh chàng trẻ tuổi xoay người, người mặc một bộ sườn xám màu trắng sải bước đi về phía hắn. Bộ ngực lớn mông đầy đặn, vòng eo tinh tế, mặt như hoa xuân, khí chất lại như quả thu. Đây là một người kết hợp thanh thuần cùng quyến rũ thuần thục hoàn mỹ. Bất kỳ người đàn ông nào thấy, đều có một loại xúc động khác thường. Lạc phu nhân. Anh chàng trẻ tuổi mỉm cười chào hỏi, tận lực che giấu sự thèm thuồng trong mắt. Lạc Sơn đi đến cạnh Dương Phụ liền dừng lại, nói, lời cậu nói với Thiên Trọng tôi đều nghe được. Xin tha thứ, tôi cũng không phải là cố ý nghe lén. Là tôi đến tìm Thiên Trọng. Không sao, Dương Phụ nhún nhún vai không sao cả, cũng có mấy phần hương vị công tử ca phong lưu không kềm chế được. Vốn đã định tìm thời gian cùng Lạc Phu Nhân nói vấn đề này. Lạc Sơn nhẹ gật đầu. Nói, chuyện cậu nói tôi cũng suy nghĩ đến. Tần Lạc quả thật càng ngày càng mạnh, mạnh đến độ làm cho lòng người cảm giác vô lực. Dùng tình cảnh hiện giờ của mẹ con tôi, muốn trả thù quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, đúng như cậu vừa nói, nếu bây giờ không nắm cơ hội, sợ là chúng ta liền mất đi cơ hội. Nàng vẻ mặt đau thương mà nhìn Dương Phụ, nói, tôi hiểu Thiên Trọng. Nó là một người vô cùng kiêu ngạo, nó bại bởi Tần Lạc, thất bại thảm hại. Không chỉ bị thương trên thân thể, còn có thương tổn nội tâm. Nếu không thể thay hắn báo thù, cho dù hắn có thể đứng dậy, chỉ sợ cũng là một phế nhân. Làm mẹ, luôn muốn làm nhiều cho con một chút. Tay Dương Phụ đặt lên vai Lạc Sân, làm bộ an ủi nói, bà là một người mẹ. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp, bà cứ mở miệng. Lạc Sân khẽ cười, thân thể bước qua một bước, hữu ý vô ý tránh sự thân mật của hắn, nói, tôi đồng ý kế hoạch của cậu. Quá tốt rồi. Dương Phụ cũng không kịp tức giận Lạc Sân không chiều theo, cao hứng mà nói, tôi phải mau nói tin này cho chú, bố trí chút. Để bọn họ ăn thiệt thòi lớn. Phiền cậu rồi, Lạc Sân cảm kích mà nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.